ào môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 836 Rừng trúc, mây mú quanh quẩn. Một cái bàn gỗ đàn hương, được đặt trong rừng trúc, nghiên mực cổ, lộ ra mùi thơm mực nước, giấy trắng tinh ở bên cạnh, đặt cùng hai ngọc sư tử, bảo vệ chặt lấy giấy trắng ở giữa, trên giá bút buông thỏng tất cả kiểu bút lông, một thiếu niên, mặc áo sơ mi trắng, quần thường màu thường im lặng đứng trước cái bàn gỗ cây đàn hương, chăm chú nhìn trang giấy. Nghe theo lời dặn của chú, trước nhìn xem văn phòng tứ bảo bút, mực, giấy, nghiên có chuẩn bị đầy đủ hay không. Một người đàn ông trung niên, trên mặt hiền lành vui vẻ, lập tức xuất hiện ở cái mảnh đất trống rỗng này, tràn đầy chiều mến mà nhìn về phía thiếu niên trước mặt, nhẹ hỏi, nói cho chú biết, văn phòng tứ bảo bút, mực, giấy, nghiên là như thế nào. Hai mắt người trai trẻ sáng ngời, mỉm cười nói, bút, mực, giấy, nghiên mực. Còn có đặc biệt là bút chư cát, khuê mực lý duyên, giấy trắng tinh, nghiên mực nguyên đuôi rồng giang tây. Cũng có bút lông hồ châu, mực huy châu, giấy tuyên thành sao, đoan nghiễn. Người đàn ông trung niên nghe vậy, mỉm cười tán thưởng gật đầu, lúc đưa tay chạm vào cái nghiên mực, nhàn nhạt, nhạt mà giải thích tục ngữ có nói, bản lĩnh thật sự đọc sách, công phu mài mực không tiếng động. Lúc mài mực, tay vặn thỏi mực, lòng yên tĩnh, khí ổn, sau đó ước lượng bút viết một chút, tinh thần chăm chú yên tĩnh. Phải biết rằng thế gian này, khi làm một chuyện, có đôi khi cần nghĩ lại rồi sau đó mới làm, có đôi khi, cần mãnh liệt như hổ, sắc bén như mũi tên. Nhưng cái này không có nghĩa là, trong lòng của con không cần suy nghĩ và tìm kiếm phương hướng, thời gian là vũ khí sắc bén nhất mà chúng ta phải nắm chắc. Ông nói xong, liền cầm lấy tay cậu, cầm chắc đặt giữa nghiên mực bên hông thỏi mực, lại chậm chạp mà giải thích, nắm thỏi như viết chữ, muốn ổn, muốn tròn, muốn vừa phải, mặc kệ con đang ở đây viết bao nhiêu câu thơ động tình, còn là miêu tả vẻ đẹp tranh núi rừng nước non, đều phải cố gắng giữ lòng bình thản, làm việc, có trước có sau hai mặt, muốn thành công, muốn thành bại, hiểu được bản chất sinh mệnh của con người, phải hiểu rõ, hai năng lực này phải phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Tròn, mặc dù mới bắt đầu viết, thành công hay thất bại cũng là như thế, nhìn loãng thành bại và thắng thua, trong lòng làm được trời cao biển rộng, có thể chứa muôn màu thế giới, cái này là quân vương chi cương. Quân vương chi vương, hai mắt cậu lập lòe nhớ kỹ bốn chữ này. Hạo nhiên có muốn làm hoàng đế, người đàn ông trung niên lại yêu thương mỉm cười mà nhìn về phía cậu. Không muốn, cậu nói thẳng. Audio điện tử võ tấn bền. Hả, vậy con muốn làm cái gì nha? Người đàn ông trung niên cười hỏi. Hai mắt cậu lóe lên, lại không nghĩ tới tương lai có thể làm chút ít gì. Quân vương chi vương, không phải là chỉ người làm hoàng đế, mà là mình có thể chiếm đoạt tất cả, lấy được vạn vật." Chấm than ngoặc kép, đàn ông trung niên mỉm cười nói với cậu. "Chiếm đoạt tất cả, lấy được vạn vật." Cậu cảm thấy kỳ lạ mà nhớ kỹ hai câu này, mặc dù không thể hiểu rõ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng khí thế muôn phần. "Con xem." Người đàn ông trung niên mỉm cười vịn bả vai của cậu, lại để cho anh nhìn thẳng về phía đám trúc xanh đậm đẹp trước mặt, giờ phút này vẫn là mây mù quanh quẩn, giọt nhỏ chính là giọt sương óng ánh đêm qua chăm chú hứng thú mà giải thích nói, nhìn bầu trời trắng nhạt trước mắt con xem, cái này giống như trúc xanh biếc, mây mù quanh quẩn này, khắp nơi đều lộ ra sức sống bừng bừng, có phải rất đẹp hay không? Cậu nghe lời này, tuy rằng không thể được được sinh mệnh phong cảnh, nhưng vẫn rất thích chỗ này, gật gật đầu. Nhưng là, đàn ông trung niên lại mỉm cười mà giảng giải, bầu trời lại hiến tặng mình cho chim nhỏ, trúc xanh hiến tặng mình cho rừng rậm, mây mù tiếp nhận hiến tặng cho cảnh đẹp, văn phòng tứ bảo bút, mực giấy nghiên mực thì lại tiếp nhận hiến tặng cho hạo nhiên vậy thì hạo nhiên lấy cái gì báo đáp cho thế giới này cậu nghe vậy trong nháy mắt không rõ đang tự hỏi vấn đề này con nghĩ được chưa người đàn ông trung niên hơi nghiêng mặt mỉm cười hỏi con phải làm cái gì đây ạ à? cậu rất chân thành ngẩng đầu hỏi ông có lẽ con hiểu rõ ràng đến cùng từ thế giới này con đã nhận được cái gì đàn ông trung niên nói Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hai mắt cậu trừng lớn sáng ngời, rất thành thật mà suy nghĩ vấn đề này. Người đàn ông trung niên dẫn dắt cậu tiến vào suy nghĩ, mới mỉm cười nói, tính mạng của con là cha mẹ cho, có phải muốn hiếu thuận cha mẹ hay không? Dạ, cậu gật đầu. Thời gian vui vẻ nhất là các bạn của con cho, cái đó con có muốn dùng tình bạn báo đáp cho bạn bè của mình? Ông lại mỉm cười hỏi đứa trẻ trước mặt. Vâng, chấm than ngoặc kép, cậu gật đầu. Được những kiến thức của con là lão sư cho, có phải con muốn tôn kính lão sư? Đàn ông trụng niên lại mỉm cười hỏi. Vâng ạ, à, chấm than ngoặc kép, cậu càng thêm trịnh trọng gật đầu. Bây giờ con có tất cả, đều là công nhân công ty cha con vì con tạo thành, có phải con muốn báo đáp cho sự gian khổ của bọn họ? Người đàn ông trung niên hỏi. Đúng, chấm than ngoặc kép, cậu lại gật đầu. Người đàn ông trung niên nghe lời này, hài lòng gật đầu, mỉm cười nói. Vì vậy mỗi ngày thời gian con vui vẻ đều là người bên cạnh hoặc là cảnh đẹp cho con. Như vậy con hiến tặng một chút báo đáp cho người bên cạnh con và cảnh đẹp bên người. Cái này có nên hay không? Nên ạ." À, chấm than ngoặc kép, cậu lại gật đầu. "Vậy nếu có một ngày cha và chú lớn tuổi không có cách trở lại hoàn cầu nữa, con sẽ làm sao?" Người đàn ông trung niên cười hỏi. Gánh vác trách nhiệm này, báo đáp họ." Chấm than ngoặc kép, cậu ngừng đầu nhìn về phía ông cười nói vì vậy người đàn ông trung niên mỉm cười đưa tay vịn bả vai của cậu lại để cho cậu đối mặt với cảnh đẹp trước mặt sâu kín nói cái gọi là chiếm được tất cả lấy được vạn vật chính là hai chữ hai chữ gì cậu khó hiểu hỏi lý giải đôi mắt người đàn ông trung niên lóe lên mỉm cười nhìn về phía trước cảm thán nói lý giải cậu không hiểu hỏi đúng lý giải hai tay người đàn ông trung niên nhẹ nắm lấy bả vai của cậu yếu ớt nói, bây giờ hạo nhiên còn nhỏ, vì vậy bả vai không thể gánh quá nặng, vạn vật thế gian, đầu tiên chính là phải hiểu được hai chữ dâng hiến, bởi vì con có tất cả, đều là từ người khác kính tặng cho con. Nếu như con hiểu được dâng hiến, như vậy tính mạng của con, sẽ luôn được hồi báo. Thật vậy yếu, cậu không hiểu hỏi. Ừ, người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu. Cậu chủ, lão ra gọi cậu nhanh đi về, cùng đi tới phòng hội nghị với thiếu gia tưởng thiên lỗi. Người giúp việc Lý bước nhanh tới, sốt ruột nói. Cậu nghe xong, lập tức có chút không vui mà cúi đầu xuống. Ai, người đàn ông trung niên hơi dương tay, cười nói tuổi còn nhỏ, cũng đừng đụng chạm tới những người này tâm địa hiểm ác gì đó, như mấy đứa con của gia cát lược, bởi vì tuổi trẻ trưởng thành sớm, vì vậy khó thành người tài, giữ vững con người nhiệt tình và ngây thơ, có lợi cho tương lai của con đón gió lướt sóng, dũng cảm không sợ, từ hôm nay trở đi, có mệnh lệnh của chú, hảo nhiên không cần đến công ty nghe mấy thứ không hiểu đó nữa hai chữ vui vẻ in ngay trong mắt cậu kinh nghỉ mà nhìn về phía ông kêu to lên thật không ạ ừ người đàn ông trung niên trịnh trọng mà mỉm cười gật đầu thật tốt quá thật tốt quá con có thể đi luyện piano đi bơi lội đi cưỡi ngựa sao cậu vui vẻ hỏi có thể chỉ cần con thích cứ để tâm đi hưởng thụ cuộc sống quan tâm những gì con yêu thích nhưng mà con hãy nhớ kỹ lúc học bài dùng tâm đọc sách, lúc chơi đùa, dụng tâm chơi, hai người cũng không thể quá mức. Người đàn ông trung niên cười nói. Dạ, dạ, cậu thật vui vẻ nói. Đọc bài thơ kia cho chú nghe, người đàn ông mỉm cười nói. Dạ, cậu ngẩng khuôn mặt tươi cười, há mồm liền đọc nếu như người bên cạnh đều mất đi lý trí, lại đỗ tội cho ngươi, mà ngươi lại có thể duy trì thanh tình, nếu như tất cả mọi người hoài nghi ngươi. Mà ngươi lại có thể tự tin như ngươi, hãy thông cảm cho họ khi hoài nghi ngươi nếu như ngươi dám lấy cuộc sống của mình trở thành một cái thẻ đánh bạc trồng chất cùng một chỗ mạo hiểm đánh cuộc rồi lại thua sạch vậy sau đó hãy bắt đầu lại tất cả vĩnh viễn không nói thất bại nếu như tình trạng cơ thể của ngươi mệt dã rời vẫn như cũ để cho ý chí của ngươi mãi còn sống tự nói với mình nhất định phải kiên trì giọng nói non nớt từ trong mảnh trúc xanh thẳm này bồng bình mà đến mang theo sinh mệnh nguyên thủy dũng cảm không sợ người đàn ông trung niên chăm chú nhìn đứa nhỏ trước mặt thế giới nội tâm âm u nói hạo nhiên con là người nối nghiệp tương lai của hoàn cầu chuyện này con so với ai cũng phỉa rõ ràng trong lòng của con nhận hết hy vọng và tương lai của trăm vạn công nhân vì vậy con đường con đi cũng không tốt nhưng mà chú nguyện ý giúp con một tay đón gió lướt sóng tương lai con nhất định phải tỏa sáng theo lúc đầu lý giải cuộc đời người sáng như hương mới có thể hít thở thoải mái từ lúc bắt đầu kia người đàn ông trung niên này thời khắc luôn bên cạnh người con trai gánh vác trách nhiệm này dạy cậu đạo lý đối nhân xử thế dạy cậu chăm chú yên tĩnh mải nhẫn cầm bút viết lại đến làm bạn cầm đèn đêm đọc sau khi đứa nhỏ này nghỉ ngơi đôi mắt thâm thúy của ông ánh sáng trí tuệ giúp cậu chú giải và phê bình các bài tập khác nhau được viết bằng bút lông thậm chí lại như người cha đứng ở trong phòng bếp nấu món ăn mà cậu thích dạy cậu thức ăn là thứ quan trọng của mạng sống con người vì vậy nhất định phải tôn trọng chế biến thức ăn cho người dẫn cậu đến vùng núi xa xôi, dạy cậu cách chôn sâu một củ cải trắng củ cải đỏ, đối với tính mạng con người, là một màu sắc muôn màu muôn vẻ, đồ ăn thức là thực, cũng có thể dạy. Đứa nhỏ này, từ khi được chú dạy dỗ, đã có được tuổi thơ vui vẻ, càng hiểu được lý giải mà có tâm dâng hiến, càng cùng chú đi khắp nơi xa xôi, kiến thức có chút gian khổ cùng rèn luyện, sinh mệnh kiến thức, phát triển hơn, thể hiện cấp độ hoàn mỹ và chiều sâu, thân hình của cậu dần dần rất gầy, cánh tay từ từ tráng kiện, ngửa đầu nhìn về phía ánh mặt trời lúc lên cao cười, hai mắt sáng ngời, mị lực mà trí tuệ, đến khi cậu 18 tuổi, cậu đã coi người chú này như người cha thứ hai, rốt cuộc trưởng thành. Vào cái ngày cha mất đi, tay cậu cầm một bó nhanh thơm, chuẩn bị đưa tiễn người cha của cậu, rồi lại nghe được tin chú mất. Sáng sớm ngày đó, cậu nhớ mang máng, tiên nắng ban mai màu vàng óng ánh, chiếu vào hoa cẩm chướng chính mình trồng cho chú, đôi mắt của cậu rưng rưng, không có thời gian buồn bã đã nhớ tới, tại cái khe núi mưa to gió lớn nào đó lão nhân này đang ôm chặt một cơ thể nhỏ bé đang sợ hãi ngồi xổm trong mưa che đậy nhờ quần áo đôi mắt chăm chú nhìn phong cảnh núi rừng phương xa ánh mắt kiên định mà không sợ ngồi trong rừng sương mù mây đen anh gào thét khóc lớn ba ngày ba đêm đã từng một lần bởi vì mất đi cha đỡ đầu mà mất đi phương hướng cuộc sống người mình kính trọng nhiều năm dạy dỗ mình tại sao lại tiêu tán trong gió nó sớm đã khắc sâu trong năm tháng đông cứng sinh mệnh của anh từ đó anh kế thừa giấc mộng của chú, quả thật gánh vác tất cả, cũng đón gió lướt sóng, sáng tạo ra một đoạn lại một đoạn truyền kỳ chuyện xưa hoàn cầu. Như một mũi tên bắn thẳng về phía ngục giam, nhà tù trên đường núi. Trang hạo nhiên khẩn trương mà kích động nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga, lại để cho xe chạy thẳng, hai mắt run rẩy đầy nước, nhớ tới vừa rồi lãnh mặc hàn nói, chú của anh không chết, không chết. Rõ ràng không chết, tại sao tất cả mọi người muốn gà tôi? Tại sao? Đôi mắt của anh nhanh chóng tràn đầy nước, nhìn xuống giọt nước mắt muốn chảy xuống, xe thắng gấp ở trước cổng nhà tù, kiềm chế cơ thể run rẩy vì kích động, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía bức tường màu xám kia như là sắt thép, náo bộ lúc này một trận mê muội, trái tim đau đến giống như vỡ vụn, anh nặng nề đẩy cửa xe ra, loạng choạng mà nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy vào tới cửa nhà tù, chương 837, tự trách. Ngục giam ẩm ướt, u ám. Trang Hạo Nhiên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt quần thường màu trắng hai ống tay áo săn lên cao nín thở bình tĩnh bước đi qua một con đường dài đôi mắt nhìn xung quanh những mặt tường loang lổ rêu xanh còn có mấy giọt nước thỉnh thoảng chảy xuống trái tim anh không hiểu sao cảm thấy run rẩy lạnh lẽo anh liền nhớ tới người cha đỡ đầu của mình đã từng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch thứ ba mặc bộ âu phục màu đen nhìn về phía tất cả mọi người vô cùng ấm áp và lịch sự ông có đôi mắt tinh tường nhìn thấu lòng người luôn luôn nhìn rõ sự đời anh chưa từng nghĩ tới người cha đỡ đầu của mình sẽ có liên quan tới mấy bức tường này, vận mệnh rốt cuộc có biết hay không, nó đã giam giữ một người có trí tuệ cùng khoan dung, mang lại cho thế giới bao nhiêu sự cống hiến cho người già. Hai cảnh sát đi ở phía trước, thân hình cứng rắn và nghiêm túc. Trang hạo nhiên nghiêm mặt, nhìn bóng lưng của bọn họ, hai tròng mắt run rẩy. Phòng giam, cửa sắt hoen gì. Hai cảnh sát cầm chìa khóa lên thận trọng mở cửa sắt ra, sau đó xoay người, lại hết sức nghiêm túc cùng cứng rắn nhìn anh nói, đi vào. Chấm than ngoặc kép, hai mắt trang hạo nhiên lóe ra, khuôn mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mới nuốt khan nơi cổ họng cất bước đi vào. Nhìn toàn bộ gian phòng, chỉ có duy nhất một nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào, còn đối diện với phong cảnh ngoài cửa sổ, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế cũ, mang theo một mùi vị nặng nề. Ngồi xuống, chấm than ngoặc kép, trong phòng, hai cảnh sát nhìn về phía anh, nghiêm nghị ra lệnh. Trang Hạo Nhiên nghe xong, nghiêm mặt không lên tiếng, kiềm chế mấy phần tức giận kích động, nhàn nhạt ngồi xuống chiếc ghế, mí mắt chớp chớp vài cái, toàn bộ suy nghĩ đều một mảng trắng xanh. Mấy phút trôi qua, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng xích sắt, vang lên thật lạnh lẽo cùng buồn bã. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên co lại, ánh mắt lóe ra, vô ý thức lắng nghe tiếng xích sắt này, vẫn như cũng có chút không thể tin tưởng. Suốt cuộc, ngoài cửa sổ lướt qua một bóng đen, một người đàn ông mặc chiếc áo tù màu xanh đập, rõ ràng mới chỉ khoảng 50 tuổi, thế nhưng lại giống một ông lão 70, khom người, tay chân đều bị dây xích trói lại, khuôn mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt liễu rủ xuống. Vì trong người có bệnh cho nên hai mắt vô thần, nhẹ chớp, giống như sắp sửa biến mất, đi vào phòng thăm tù, mang theo vài phần mờ mịt nghi ngờ cùng buồn bã. Trang hạo nhiên ngồi trên ghế, mí mắt rủ xuống, run run kích động, mặc dù không dám tin tưởng, lại vẫn như cũ còn mắc nghẹn nơi cổ học, anh ngẩng đầu, hai tròng mắt nóng rực nhìn về phía trước. Đường Trí Long cũng kinh ngạc nhìn người đàn ông anh Tuấn mà mang theo vài phần quen thuộc trước mặt. Âm, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đứng dậy làm chiếc ghế đổ ầm xuống, không thể tưởng tượng ra chừng lớn đôi mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt dường như đã 70 tuổi, thân hình khom xuống, tóc trên đầu đã điểm bạc, khuôn mặt đã đầy nếp nhăn, phải gian khổ như thế nào mới trở thành dáng vẻ này. Trong quá khứ, khuôn mặt ôn nhu của ông đã hết lòng dạy dỗ anh, trái tim anh bỗng nhiên thấy đau đớn, lại kích động, bao nhiêu tình cảm tuôn trào, nước mắt muốn trào ra nhưng vẫn như cũng nhìn về phía ông, nặng nề thở dốc, ánh mắt lưu truyền, đau lòng nhìn mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, còn có tay chân đều bị xích sắt trói lại. Anh đột nhiên kích động, gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng, kiềm chế thở dốc nói không nên lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép đường trí long cũng kích động hai mắt rưng rưng đè nén nội tâm nhớ tới đứa nhỏ này cũng đau khổ cúi đầu thân thể run rẩy im lặng không lên tiếng trang hạo nhiên muốn đi qua diều ông lại phát hiện cả người của mình đau đớn đến nỗi không thể bước đi chỉ có thể nắm chặt nắm tay cúi xuống khuôn mặt run rẩy rốt cuộc nước mắt không kìm chế được mà tuôn rơi đường trí long lại ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ này lớn lên đẹp trai phong độ không kìm được trong lòng cảm thấy được an ủi nước mắt cũng chảy xuống ông nhìn cũng biết được đứa nhỏ này nhiều năm như vậy vẫn luôn rất nỗ lực nghĩ tới đây thân thể ông lại run rẩy đứng cạnh cửa đau khổ rơi lệ trang hạo nhiên cắn chặt răng căn cố nén không rơi nước mắt cất bước muốn đi qua run rẩy vươn tay đỡ ông anh muốn làm gì cảnh sát chặn ngang muốn đẩy trang hạo nhiên ra khuôn mặt trang hạo nhiên run rẩy nước mắt chảy xuống lấy khí thế cường đại đối mặt với cảnh sát muốn đỡ đường trí long ông vừa sinh bệnh dường như muốn ngã xuống ngồi xuống, chấm than ngoặc kép, cảnh sát hét lên một tiếng, rút súng lục ra, nhắm ngay Trang Hạo Nhiên, kêu to đi ra ngoài cho tôi. Thời gian thăm tù hôm nay kết thúc, ra ngoài, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không chút sợ hãi xoay người, hai mắt khóc đến đỏ hồng, oán hận chừng mắt nhìn cảnh sát, hai nắm chặt nắm đấm muốn vung lên đánh hắn. Hạo Nhiên, thanh âm khàn khàn sốt ruột của đường trí long vang lên gọi anh, không được xúc động. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nghiến răng nghiến lợi sắc mặt kích động run rẩy nước mắt phẫn nộ mà trào ra giơ tay lên nhìn về phía hai người cảnh sát kia tức giận nghẹn ngào nói anh anh dám nói thời gian thăm tù hôm nay kết thúc tôi đánh chết anh chấm than ngoặc kép hai người cảnh sát kia nhìn về phía trang hạo nhiên đằng đằng sát khí mà nước mắt tuôn rơi hai mắt họ lóe ra chậm rãi thu lại khẩu súng lục rồi lớn tiếng nói ngồi xuống ngồi đàng hoàng lại cho tôi hai người cảnh sát dẫn đường trí long đi về chỗ ngồi của mình trong nháy mắt trang hạo nhiên tràn đầy tức giận nhìn hai người cảnh sát kia nhưng chỉ biết đau lòng đứng tại chỗ nhìn đường trí long đứng trước mặt đầu tóc rối tung những nếp nhăn như cứa vào lòng anh nước mắt lại rơi xuống anh muốn ngồi xuống lại phịch một tiếng kích động quỳ xuống đất cả người cúi xuống đầy vẻ áy náy đau lòng kích động rơi lệ đường trí long sửng sốt nhìn trang hạo như ở phía đối diện vừa muốn đứng lên lại bị hai người cảnh sát nặng phía sau áp chế chính mình ngồi xuống, ông cũng nghẹn ngào rơi lệ, đau lòng gọi, hạo nhiên. Trang hạo nhiên không nói được câu nào, chỉ có thể cúi đầu rơi lệ, thậm chí cả người run rẩy, vô cùng áy náy, hối hận. Anh nghẹn ngào, nắm chặt tay, tự trách nói, chú. Con xin lỗi, chú ở đây nhiều năm như vậy, con lại hoàn toàn không biết, con lại không biết gì cả. Con nghĩ chú đã qua đời con thật đáng chết, con thật đáng chết. Ngoặc kép, anh nói hết lời, trong nháy mắt vung lên tay tát vào má trái của mình, rồi lại vung tay kia tát vào má phải của mình. Hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, đường trí long đau lòng rơi lệ gọi trang hạo nhiên, nói tất cả không phải lỗi của con. Không phải lỗi của con, mau đứng lên, mau. Trang hạo nhiên vẫn cảm thấy ái náy quỳ trên mặt đất, cố nén thân thể run rẩy, cúi đầu rơi lệ, nghẹn ngào đau lòng nói, một năm 365 ngày. Trong quá khứ chú dốc lòng dạy dỗ con, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Chú như một người cha đã dạy dỗ con nên người, thế nhưng thân làm con lại bất hiếu như vậy. Cuộc sống trong tù như vượt qua một con dao sắc. Chú đã chịu nhiều vất vả như vậy, nhưng rốt cuộc lúc đó con đang làm cái gì? Cái gì con cũng không làm được, cũng không hề biết chú đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả cơ hội gặp chú mà cũng không có. Đứa con trai như con thật đáng chết, con thật đáng chết. Anh lại nặng nề run rẩy vươn tay muốn cho chính mình một cái tát, đánh cho đến khi khuôn mặt của mình đỏ bừng, nước mắt vẫn rơi. Hạo Nhiên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mau đứng lên, để chú nhìn con kỹ xem nào. Đường Chí Long vội vã run rẩy nâng hai tay đưa về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng, thân thể run rẩy đứng lên ngồi trên ghế, lập tức vươn hai tay nắm chặt tay ông, trái tim bỗng nhiên lại cảm thấy đau đớn, cả đầu cúi xuống dựa vào mu bàn tay của ông, cúi xuống bàn, run rẩy rơi lệ hối hận nghẹn ngào gọi chú đường trí long không nói nữa chỉ là vươn đôi tay run rẩy khẽ vuốt tóc anh im lặng gật đầu đau lòng rơi lệ trang hạo nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía đường trí long muốn nâng tay sờ khuôn mặt ông vì đã lâu rồi trong quá khứ kia đã từng vô cùng thân thiết hơn thế nữa là một phần tôn kính khẩn trương cùng kích động hỏi chú chú ở bên trong đó có khỏe không người trong ngục đối với chú có tốt không đường trí long nghe lời này hai mắt thoáng qua một chút lặng lẽ chỉ khẽ gật đầu trang hạo nhiên đau lòng không nói nên lời rốt cuộc hai tay phủ lên khuôn mặt ông rơi lệ nói làm sao có thể tốt được tuổi đã lớn như vậy vẫn còn đang ở trong tù làm sao có thể tốt được anh nói xong lại hối hận tự trách cúi đầu rơi lệ đường trí long chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên buồn bã an ủi nói lần trước cha con đến cho chú xem ảnh chụp đã nhiều năm trôi qua như vậy con vẫn luôn đau khổ, nhưng giờ con đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, chú đã được an ủi. PS, ai muốn đọc trước 50 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com Trang hạo nhiên nghe thấy cha mình biết chuyện đường trí long ngồi tù, lại không nói với mình, trong lòng anh tức giận cắn chặt răng căn, tự trách vừa khóc vừa đập đầu xuống bàn, sau một hồi run dày, anh rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn người như cha mình, chôn mặt vào mờ u bàn tay ông, nước nở khóc lên. Đường Chí Long nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ này, trong lòng như bị dao cứa, vội vã vuốt ve sau ót của anh, cũng im lặng rơi lệ. Con xin lỗi chú, con xin lỗi chú, Trang Hạo Nhiên lại run rẩy nắm chặt tay đường Chí Long, chán vẫn chôn chặt trên mờ u bàn tay ông, nghẹn ngào rơi lệ nói, vì sao toàn thế giới lừa gạt con? Vì sao, bọn họ căn bản là không biết, chú quan trọng trong cuộc sống của con như thế nào? trời biết khi nghe tin chú mất con không nói nên lời không dám tin người bao nhiêu năm dốc lòng dạy dỗ con như một người cha đã bỏ con mà đi ngày đó con còn từ cha mình biết tin tức của chú con thật đáng chết thật ra chú còn sống chú vẫn còn sống còn có điều gì tốt hơn so với việc chú còn sống làm con vô cùng hạnh phúc đường trí long không nói nên lời chỉ có đau lòng cùng nghẹn ngào rơi lệ chú vì con và hoàn cầu mà phấn đấu nhiều như vậy tất cả thời gian đẹp nhất đều cống hiến ở nơi đây. Vì sao lại rơi vào kết cục như vậy, chúng ta không có làm điều gì cả. Bao gồm, Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía đường Trí Long, lại kích động đau lòng hỏi chú. Năm đó còn có em gái nhỏ, con vẫn luôn nhớ về em gái nhỏ, có phải là khả hình hay không? Đường Trí Long cắn chặt răng, nghe lời này, nước mắt chảy xuống, nhưng vẫn đau lòng gật gật đầu. Thân thể Trang Hạo Nhiên chấn động mạnh, kích động nhìn về phía đường Trí Long, nhớ tới lần đầu tiên gặp đường Khả Hinh ở Hoàn Cầu, cả người e rè, má trái lại bị hủy, lúc cô đứng trước mặt anh, khóc thật bi thương, lòng anh đau như cắt đập đầu xuống bàn, hối hận nghẹn ngào nói, chơi ạ. À, suốt cuộc con đã làm những gì đối với con gái của ân sư mình vậy? Con đã từng nghiêm khắc đối xử với cô ấy, thậm chí còn trách phạt cô ấy. Nếu như con biết cô ấy là con gái chú, là em gái nhỏ đáng yêu của con hồi nhỏ, thì con đã đem cô ấy nâng niu ở trong lòng bàn tay, coi cô như hòn ngọc quý, như tâm can bảo bối của mình. Con thật đáng chết, con thật đáng chết, khi má trái cô ấy bị hủy, ở trước mặt con khổ sở rơi lệ, con lại để cho cô ấy chịu đựng một tình yêu như vậy, suýt chút nữa còn mất đi tính mạng. Thậm chí còn đẩy cô ra ngoài trời mưa, không quan tâm đến cô. Con thật đáng chết, con xin lỗi chú, con xin lỗi chú, anh xin lỗi em. Anh lại hối hận đập đầu xuống bàn kích động run rẩy rơi lệ. Hạo nhiên, đừng như vậy, tất cả đều đã qua. Đường Chí Long vừa khóc vừa nói. Trang Hạo nhiên lắc đầu, cúi đầu kích động rơi lệ, thống khổ nói, hơn 10 năm trong nhà tù đã gian khổ như thế nào chứ? Con có thể thường xuyên vào thăm làm bạn nói chuyện với chú, có thể quan tâm chăm sóc cho khả Hinh và gì tốt hơn, nhưng con lại không làm được gì cả. Hạo nhiên, lúc đó cha con đem con giao cho chú. Chú liền tin, Chú có thể hướng dẫn dạy dỗ đứa bé này thật tốt." Đường Chí Long rơi lệ nhìn về phía anh, nắm chặt đôi tay của anh, nghẹn ngào nói, "Trên con đường con bước đi không phạm sai lầm nào, đã lập nên nhiều kỳ tích cho tập đoàn Hoàn Cầu như vậy, chú đã được an ủi, chuyện của chú con không cần tự trách bản thân mình." "Không, Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời không biết làm gì bèn ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Chí Long mang theo vài phần vui mừng kích động nói, "Chú, chú là người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con." bây giờ Khả Hinh là người con yêu, con yêu cô ấy, chúng con yêu nhau, chú, bây giờ chúng con rất tốt, rất tình cảm, chú yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Khả Hinh thật tốt. Giống như hồi bé, cô ấy luôn mong muốn mình có một hôn lễ lãng mạn nhất, một hôn lễ toàn hoa hồng. Đường Trí Long nhất thời giật mình rơi lệ nhìn về phía trang Hạo Nhiên. chương 838, Thỉnh Cầu. Hạo Nhiên, đường Trí Long nghe lời này, hai tròng mắt lóe ra tia ẩn nhẫn, Nhìn Trang Hạo Nhiên ở trước mặt dù kích động nhưng vẫn hiểu chuyện, Thiên Ngôn Vạn Ngữ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ cúi đầu im lặng không lên tiếng, lộ ra vẻ khó xử. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Chí Long có chuyện muốn nói nhưng lại cứ chần chừ, liền đau lòng nắm lấy bàn tay già nua của ông, Tôn Kính vội vàng nói chú, chú có chuyện gì cứ nói với con. Đường Chí Long chậm rãi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ khẩn trương như vậy của Trang Hạo Nhiên, đôi mắt già nua của ông lại tràn đầy sự buồn bã cùng đau lòng mà rơi lệ nhớ tới thời khắc mình ngồi lên chiếc xe chở tù nhân, con gái vừa khóc vừa đuổi theo chiếc xe, đau lòng khóc lớn kêu cha, 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 con không tin cha sẽ làm chuyện tổn thương đến người khác, con không tin. Đừng rời bỏ con, đừng đi mà. Tiếng khóc non nớt buồn bã kia, đã nhiều năm như vậy ông vẫn còn nhớ rõ, tiếng khóc đầy sự lo lắng cùng đau lòng. Ông rơi lệ nhớ tới con gái đau khổ đứng đằng sau lúc mình tiến vào ngục giam, còn có thời gian 3 năm má trái bị hủy, ông lặng lẽ suy nghĩ một lúc lâu, Rốt cuộc mới ra quyết định, giọng nói khàn khàn mang theo sự khẩn cầu mà đau đớn nói, "Hạo Nhiên, con từ nhỏ lớn lên cùng chú, đối với con chú luôn có những kỳ vọng cao cho nên mỗi thời khắc đều dốc lòng dạy dỗ con, nếu như chú không gặp phải chuyện này sẽ giúp đỡ hỗ trợ con ngồi lên vị trí cao nhất của tập đoàn Hoàn Cầu, ngay cả những sóng gió trong tương lai cũng sẽ an ủi cùng con vượt qua. Nhưng trong mắt chú, hạnh phúc của con mới chính là điều chú mong đợi nhất. Phải biết rằng, dạy dỗ một đứa nhỏ là đặt nó vào lòng bàn tay để yêu thương, thật không dễ dàng. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lập tức đỏ bừng, nước mắt chảy xuống. Đường Chí Long cúi thấp khuôn mặt già nua, sau mấy lần do dự, tiếp tục yếu ớt nói, "Bây giờ chú thấy con như vậy, có địa vị cao, lại có khí chất phi phàm, chú không còn điều gì lo lắng, chỉ là chú đang ở trong tù, đã gần đất xa trời, trong lòng vẫn còn vướng mắc không bỏ xuống được, chính là khả hinh." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép Trang hạo nhiên nhất thời vội vã nhìn về phía đường Trí Long. Đường Trí Long nặng nề thở gấp, hơi thở đau đớn, buồn bã kiềm chế nói, phải biết rằng, người làm cha mẹ, luôn hy vọng con của mình có thể vui vẻ khỏe mạnh, hạnh phúc lớn lên. Chú đối với con như thế nào, đối Khả Hinh càng mong muốn hơn thế. Chỉ là gia đình con ra thế hiển hách, trong tương lai còn có nhiều người có thể mang lại hạnh phúc cho con, nhưng Khả Hinh vẫn luôn một thân một mình tự lo liệu, con đường này không dễ dàng, cũng không dễ đi người làm cha như chú vì hoàn cầu đã không thể chăm sóc tốt cho con bé càng không cần nói hiện tại còn đang trong tù để con bé một mình cô đơn con bé là người vì lý tưởng có thể chịu đựng mọi phong ba bão táp những cái lạnh cắt ra cắt thịt mỗi khi chú nhớ tới đứa con gái vô cùng hiểu chuyện này trái tim đều đau đớn không nói thành lời con còn chưa làm cha sẽ không thể hiểu hết sự lo lắng này của chú thật sự rất khổ sở ông cúi đầu khuôn mặt run rẩy nước mắt trào ra chú chú yên tâm, con sẽ chăm sóc khả hình thật tốt. Trang hạo nhiên lại một lần nữa hứa hẹn. Hạo nhiên, đường trí long chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt buồn bã đầy nước mắt nhìn về phía trang hạo nhiên, nắm chặt tay anh, trái tim đau nhói, yếu ớt nói, con mới vừa nói, một năm có 365 ngày, mỗi ngày đều gian nan vất vả, kỳ thật tất cả cũng không thể sánh bằng sự lo lắng này của chú. Hiện tại hạnh phúc của khả hình, chính là điều mà chú quan tâm nhất. Con bé là đứa con gái duy nhất của chú, là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện và hiếu thuận, con xem việc cha mình ở trong tù, con bé không chút oán hận nào, từ năm 12, 13 tuổi đến đây, đã hiểu chuyện chỉ toàn nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Càng không cần phải nói, khi bị mẹ bỏ rơi đều tự chăm sóc chính mình, có đôi khi qua năm mới, còn đến nhà hàng của anh trai rửa bát, rửa xong cũng không được chị dâu nói một lời cảm ơn. Có đôi khi, chú nhớ lại quá khứ, dạy dỗ con bé phải luôn làm việc phải có nguyên tắc, nhìn con bé cứ như vô tư cho đi như vậy, chú cũng không tránh khỏi buồn bã có phải chú đã dạy dỗ con bé sai rồi hay không ông nhớ tới sự gian khổ mà con gái phải tự trải qua không kìm được lòng cúi đầu xuống cả người co lại rơi lệ nước mắt trang hạo nhiên lại chảy ra kích động nhìn đường trí long ngồi trước mặt hạo nhiên đường trí long nắm chặt tay trang hạo nhiên kích động run rẩy ái náy nghẹn ngào nói trong quá khứ chú không hối hận đã vì hoàn cầu mà trả giá hôm nay chú ngồi đây cũng không hề oán trách không hề hối hận nhưng chỉ duy nhất một điều làm chú có lỗi nhất chính là khả hình con bé có thể được như ngày hôm nay đều là con đã giúp đỡ nó rất nhiều chú rất cảm ơn con cảm ơn con đã làm bạn cùng che chở càng cảm ơn con từng vì con bé không quan tâm đến tính mạng mình mà hết lòng quan tâm thế nhưng hãy tha thứ cho chú ích kỷ tại đây chú có chuyện muốn thỉnh cầu con trang hạo nhiên lập tức kích động nói chú chú có việc gì dặn dò cứ nói với con đường trí long rơi lệ ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong lòng do dự vạn phần, nhưng vẫn nặng nề nói, chú hy vọng con, rời xa khả hinh. Trái tim Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt như bị đâm một nhát, trong đầu lập tức nhớ tới mấy lần đường khả hinh đối với tình yêu của mình mà rụt rè, mà rơi lệ, một trận đau đớn sông lên, hít thở không thông nhìn về phía đường Trí Long, không thể tưởng tượng ra hỏi, vì sao? Chú, tại sao chú muốn phản đối tụi con? Con, con, con có chỗ nào không tốt sao? đường trí long thống khổ lắc lắc đầu rơi lệ nói không có con rất tốt hai mắt trang hạo nhiên ngấn lệ nhìn về phía người mà cả đời anh tôn kính lại nói với mình không thể cùng đường khả hình cùng một chỗ đầu óc anh mê muội cả người vô lực không nói nên lời đường trí long lại đau lòng ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên bất đắc dĩ nói hạo nhiên xin con hãy tin tưởng chú chú làm như vậy là có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng con hãy tha lỗi cho chú hãy để chú ích kỷ lần này. Hãy rời xa khả hình đi. Trang hạo nhiên cắn chặt răng, đôi mắt lóe ra sự lạc lóng cùng buồn bã, cúi đầu xuống, nuốt khan nơi cổ họng, mới lộ ra mấy phần run rẩy vô lực nói, chú. Có lẽ chú không biết, người khả hình chọn ban đầu không phải là con. Đường trí long ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía đứa bé này. Trang hạo nhiên đau lòng kiềm chế nước mắt, ngón tay bấu chặt lên mặt bàn, yếu ớt nói, thời gian đầu cô ấy vừa mới vào tập đoàn Hoàn Cầu, đã yêu một người khác. Thiếu chút nữa vì người kia mà mất đi tính mạng, con luôn ở bên cạnh cô ấy, đã rất nỗ lực mới kéo được cô ấy trở về. Bởi vì cô ấy rất không ngoan, cũng không nghe ai nói, biết rất rõ đó là một ngõ cụt, vẫn rất quật cường bước đi, đến mức đầu rơi máu chảy vẫn không lùi bước. Con làm anh, luôn rất lo lắng nhưng đối với cô ấy lại không có biện pháp, chú biết không, có một lần bởi vì tình cảm mất mát, buổi tối liền không trở về nhà trời thì mưa cô ấy đứng giữa phố xá sầm uất chơi trò kẹp gấu bông con nhìn bóng lưng cô đơn của cô ấy trái tim của con rất đau trái tim đường trí long cũng tê dần im lặng nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên cười khổ cúi đầu khuôn mặt run rẩy nước mắt lại rơi xuống nói khi đó con đứng phía sau cô ấy để cho cô ấy gắp từng con gấu bông trong chiếc tủ thủy tinh lên thời điểm đó con phát hiện cô ấy mềm mại đáng thương làm cho người đau lòng. Nhưng chính là bởi vì đau lòng, nên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sao con đường cô ấy đi trong quá khứ, má trái không trọn vẹn, đã làm cho cô ấy e rẻ cùng thống khổ. Nếu như con không thể cho cô ấy sự nghiệp cùng lòng tin, cô ấy lấy cái gì để đi yêu người có thân phận hiển hách kia. Nhưng hôm sau chính là ngày lần đầu tiên trong đời con muốn bỏ rơi cô ấy. Sao ví như việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn đường trí long khẩn trương nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên áy náy ngẩng đầu nhìn về phía đường trí long xin lỗi nghẹn ngào nói con rất xin lỗi chú con không quan tâm chăm sóc yêu thương khả hinh ngay từ ban đầu thậm chí về sau còn không muốn tìm cô ấy muốn bỏ rơi cô ấy bởi vì những người mạnh mẽ kiên quyết như con sẽ không chấp nhận một nhân viên như vậy đường trí long gật đầu hiểu ra trang hạo nhiên lại nhớ tới những việc đường khả hinh làm sau đó anh chậm rãi cười, yếu ớt nói, nhưng con phát hiện, khi chứng kiến một người có phẩm chất tốt, thời gian cô bị toàn thế giới vứt bỏ, cô ấy có vứt bỏ chính mình hay không? Kết quả cô cũng không có, rất ngoan ngoãn và thành khẩn xin lỗi con, mỗi sáng sớm đều cùng con chạy bộ, một bên chạy một bên khóc, vừa cười vừa cầu xin tha thứ. Khi đó con đứng trên đỉnh núi, nghĩ đến chú đã từng nói, khi một người đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới, con phải nhanh chóng xuống núi, thế nhưng một khắc kia, con vẫn đứng tại đấy cũng không vội vã xuống núi, bởi vì có một cô gái tuy khó khăn nhưng rất nghiêm túc đang leo lên sau con. Hai mắt đường trí long lại tràn đầy lệ. Trang hạo nhiên nhìn về phía đường trí long chậm rãi mỉm cười, nước mắt lại kích động chảy xuống, nói chú, thân là tổng giám đốc của Hoàn Cầu, đối mặt với những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn như vậy, như vậy khắc khổ công nhân, lẽ ra phải cho cô ấy một cơ hội, bởi vì lý tưởng đối với một số người, chính là có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc là có đủ cơm ăn áo mặc và xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc. Thế nhưng khi đó, khi con nhìn thấy cô ấy tay chống gậy, cúi người thở dốc khi lên đến nơi, con đã hiểu rõ. Thời khắc đó, cô ấy muốn chinh phục thế giới, là con. Đường Chí Long đau lòng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đè nén tâm trạng, nặng nề thở hổn hển, mới nói tiếp, con mệt mỏi đứng ở đỉnh núi, nhìn cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía con, lộ ra nụ cười vui vẻ và cảm động, con đã hiểu. Cô bé này đã dùng sự chân thành, kiên kiết, dũng cảm, sự chăm chỉ của mình đã chinh phục được con. Từ khi đó, con bắt đầu hiểu ra, thân là một vị tổng giám đốc, lẽ ra phải vươn tay giúp đỡ cô gái trước mặt này. Đem tư tưởng cùng tinh thần chú dậy cho con, giúp đỡ cô ấy tiến xa hơn nữa. Thế nhưng, con lại không làm gì cả. Đường Chí Long ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cúi đầu cười khổ, yếu ớt nói con hy vọng cô ấy luôn ở phía trước con ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đường trí long lặng lẽ nhìn anh trang hạo nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đường trí long nặng nề nuốt khan nơi cổ họng yếu ớt nói con muốn giúp cô ấy đối mặt với ánh sáng mặt trời con sẽ ở phía sau giúp cô ấy chắn mưa chắn gió nếu như có một ngày cô ấy đau khổ quay người lại con vĩnh viễn đứng phía sau chờ không bao giờ rời đi anh nói xong mà cả người run run nước mắt rơi xuống đường trí long chấn động ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên run rẩy vươn tay nắm chặt hai tay đường trí long thống khổ đau lòng rơi lệ nói chú khả hình từ khi vừa mới bắt đầu cho đến hiện tại kỳ thực cũng không thật sự lựa chọn con cô ấy vẫn luôn một thân một mình bất kể là ở hoàn cầu hay là ở nước anh con đau khổ đuổi theo còn cô ấy vẫn luôn một mình cô đơn kéo hành lý đi về phía trước không hề cho con một nửa cơ hội cũng không cho chính mình một cơ hội Cô ấy đến Cambridge, biến một phòng ăn đầy bụi bặm không chịu nổi rực rỡ hẳn lên, nói đến phòng ăn bách hợp bây giờ đã trở thành một cảnh quan nổi tiếng, tất cả đều là sự nỗ lực cố gắng của Khả Hinh. Con không làm được chuyện gì, chờ khi con tìm được cô ấy, cô ấy đã thành thục cùng xinh đẹp đứng trước cửa phòng ăn nhìn con. Thật ra rất nhiều người đều nói con vì cô ấy đã làm rất nhiều việc, thế nhưng có ai biết được, cô ấy đã dùng sự thông minh dũng cảm của mình, làm con cảm động, chú. Chú phải tin tưởng Khả Hinh. Cô ấy là người có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình và mọi người. Chú hãy tin Khả Hinh, cũng hãy tin con." Đường Chí Long một trận thống khổ nức nở khóc. Trang Hạo Nhiên nói hết lời, lại cúi xuống, lặng lẽ run rẩy nắm chặt hai tay Đường Chí Long, thống khổ cầu xin, "Chú, con tuyệt đối kính trọng chú, chú giống như cha của con, cuộc đời con được chú dạy dỗ như vậy thật không dễ dàng, thế nhưng con đối với Khả Hinh." Anh cúi đầu chịu đựng, yên lặng rơi lệ, nức nở nói, "Con đối với Khả Hinh thật sự rất yêu cô ấy con vì theo đuổi cô ấy đã đi qua vô số con đường có lẽ trong tương lai cũng không nhất định có được tình cảm của cô ấy thế nhưng con rất cảm ơn ông trời đã cho con một cơ hội để con được dõi theo cô ấy có đôi khi đứng phía sau dõi theo bóng lưng cô ấy kiên định mà hạnh phúc loại gần gũi này thật sự không hề dễ dàng hai chúng con đi được tới ngày hôm nay cô ấy vẫn như cũ còn đang chọn còn con thì vẫn đang nỗ lực mặc kệ tương lai thế nào chỉ cần cô ấy hạnh phúc, còn có thể để cho cô ấy lựa chọn. Cũng xin chú cho con một cơ hội để theo đuổi, cho chúng con một cơ hội. Đường trí Long nghe lời này, lòng đau như dao cắt, nói không nên lời, chỉ có thống khổ rơi lệ. Trang Hạo Nhiên xong, lại cầm lấy hai tay Đường trí Long, đau khổ cầu xin, "Chú tin con, con nhất định chăm sóc khả hình thật tốt, chúng con nhất định sẽ yêu thương nhau, cùng chung suy nghĩ và tâm hồn, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời." Đừng vào lúc này mà tàn nhẫn cắt đứt ở hoàn tình cảm mà con và Khả Hinh thật vất vả mới tạo dựng nên. Con và cô ấy cùng nhau đi qua đoạn đường này thật không dễ dàng. Chú không biết cảm giác khi con nắm tay cô ấy, nhìn sắc mặt cô ấy tái nhợt đi, tính mạng có thể biến mất trên thế giới này, lúc đó trái tim con đau như dao cắt, còn có cảm giác sợ hãi, hận không thể đem tính mạng cùng tất cả thâm tình của mình đổi cho cô ấy, chỉ cần cô ấy có thể sống tiếp dù chỉ một chút thôi, loại đau đớn này, thật sự rất khổ sở. Hạo Nhiên chấm than ngoặc kép, đường trí long nghe lời này, xót xa rơi lệ gọi anh, con là người lãnh đạo của hoàn cầu, bản thân ngồi trên cương vị cao, không được vì tình cảm nam nữ mà nói ra những lời như vậy. Chấm than ngoặc kép, chú Trang hạo nhiên lại cắn chặt răng, hai mắt ngấn lệ, thống khổ nói, đối với con, khả hình chính là người con yêu nhất, nếu như mất đi cô ấy, con sẽ không còn sức lực để làm gì cả. Ngoặc kép, thật sự là đáng thương, đường trí long cắn răng đau khổ rơi lệ, Trang hạo nhiên nghe lời này, đột nhiên chậm rãi rời khỏi ghế dựa, nắm chặt nắm tay, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, kích động rơi lệ khẩn cầu nói, chú. Mong chú cho con và khả hình một cơ hội, chú cho chúng con một cơ hội đi, cầu xin chú, chương 839. Đêm, mưa phùn phất phới, chiếc xe ron roi màu bạc, từ thành thị náo nhiệt, như là mũi tên chợt lóe lên. Trang hạo nhiên mệt mỏi ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, khuôn mặt tiều tụy mà lạnh lùng, chăm chú nhìn đường đi phồn hoa ngoài cửa sổ, toàn bộ linh hồn giống như mệt mỏi mà bị rút sạch, đôi mắt đen tối nhẹ nháy, nhớ tới lúc chính mình đau khổ quỳ cầu xin đường trí vẫn như cố kiên trì không cho hai người đến với nhau, nước mắt anh hiện lên, rồi lại run rẩy mà đưa ngón tay nhẹ che đôi mắt lại, muốn nhịn xuống nước mắt. Tài xế có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía kính trong xe, trang hạo nhiên nặng nề thở ra một cái, cúi đầu xuống, chậm chạp từ trong túi bộ âu phục móc ra túi tiền màu rám nắng, nhẹ mà mở ra, kỳ thật đường khả hình cũng không có phát hiện, bên trong còn có một tấm ảnh hơn 10 năm. Anh nhẹ nháy đôi mắt ngập nước, từ bên trong rút ra một tấm hình, đó là một ảnh chụp ảnh mảnh huân y thảo, trong tấm ảnh một bé gái mặc quần trắng, khuôn mặt đáng yêu, nhẹ nhàng hứng lấy gió nhẹ, cười đến ngọt đẹp. Anh không kìm lòng được mà nắm chặt tấm hình, đôi mắt lóe lên nước mắt, nở nụ cười. Cậu chủ, chúng ta muốn đi đâu? Về nhà sao? Tài xế nắm tay lái, hơi nhìn về phía kính trong xe hỏi. Trang hạo nhiên vẫn im lặng, vẫn nhìn theo những ngọn đèn cây quyết màu vàng bên đường, chăm chú nhìn bé gái trong ảnh, đôi mắt sáng ngời động lòng người, còn có nụ cười ngọt ngào, đôi khi giống như đường khả hình của hiện tại đang đứng trước mặt của mình, dáng tươi cười ngọt ngào và xinh đẹp, thật là con gái lớn 18 thì thay đổi, em gái nhỏ đã trưởng thành. Anh không nhịn được cười rộ lên, nắm chặt tấm hình, nhìn say mê như vậy tài xế có chút tò mò nhìn về phía kính trong xe trang hạo nhiên giống như nhìn thật chăm chú nhớ tới hai người khi còn bé đã cử hành hôn lễ anh lại không nhịn được đắc ý cười rộ lên nghĩ đến chính mình sao lâu nay dốc sức liều mạng theo đuổi con gái lại là em gái nhỏ khi còn bé luôn la hét muốn gả cho mình anh lại nắm ảnh chụp cúi đầu cười rộ lên dáng tươi cười có chút chua sót đôi mắt nóng lên nước mắt chảy xuống vẫn như cũ có chút không thể tin cậu chủ cậu không sao chứ? Tài xế vừa mới nghe được Trang Hạo Nhiên kêu mình tự chạy xe đến đón anh, cũng đã vô cùng nghi hoặc, có chuyện gì sao, lại để cho anh vô lực đến không mở được xe. Trang Hạo Nhiên không nói gì, chẳng qua là cầm thật chặt tấm ảnh cũ, ngẩng đầu lên, cơ thể run rẩy cười rộ lên, cười đến kích động như vậy, cười đến động tình như vậy. Cuối cùng, cười đến buồn bã như thế, mặt của anh hiện lên đau đớn và bất đắc dĩ nghẹn ngào, vươn tay che đôi mắt tiếp tục giống như mất đi lý tính mà cười rộ lên, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống. Cậu chủ, tài xế lại quan tâm hỏi. Trang hạo nhiên không nói gì thêm, nhớ tới đường trí phản đối, khuôn mặt anh cứng lại, nước mắt lập lè, hơi vươn người, nhìn về phía ngoài của sổ xe, có một người cha đang nắm tay đứa con gái 5 tuổi, cười cười nói nói mà đi dọc theo đường, lúc đùa đứa con gái cười lên, nụ cười hiền lành đáng yêu như vậy, anh lại kích động mà khóc. Người đàn ông này, luôn khát vọng được làm cha một bé gái, sao anh lại không biết được, một người cha đối với đứa con gái mình yêu quý nhiều bao nhiêu. Ông phản đối là có lý do, bất kể là cái lý do gì. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một hơi, nhắm mắt lại, nước mắt lại đau đớn mà chảy xuống. Khách sạn Á Châu. Trước cửa đại sảnh, ngọn đèn lập lè, huy hoàng chói mắt. Một chiếc xe màu đen Rolls-Royce tạm dừng ở trước cửa đại sảnh khách sạn, Đông Anh nhanh chóng đi tới giúp mở cửa xe, mỉm cười nói, tổng giám đốc muộn như vậy, vẫn để người quay về khách sạn, thật là khổ cực rồi. Tưởng Thiên Lỗi đang mặc âu phục màu đen, trên tay là áo khoác màu đen, mới cất bước đi xuống xe, mới trầm giọng nói, hội nghị khi nào bắt đầu? Nửa tiếng sau, Đông Anh nhẹ giọng trả lời. Tưởng Thiên Lỗi không có nói tiếp, tiếp tục cất bước đi lên phía trước vào đại sảnh, nhìn thoáng qua những nhân viên gật đầu chào hỏi mình, hơi gật đầu, mới đi vào thang máy chuyên dụng ở đại sảnh. Đông Anh cũng đi vào, nhấn xuống nút đóng cửa. Thang máy nhanh chóng đi lên. Tưởng Thiên Lỗi đứng trong thang máy, chăm chú suy nghĩ một lát, mới nhìn đồng hồ trên cỗ tay, 9 giờ tối, hỏi Tổng Giám Đốc Trang có nói nguyên nhân gì hay không, không có ra khỏi chỗ ngồi hội nghị. Không có, Đông Anh dịu dàng trả lời. Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu mày suy nghĩ một chút về người này, nói thật khó có được, anh ấy cũng có lúc lười biếng. Đông Anh cười một cái, dường như nhớ tới cái gì, nói với tưởng thiên lỗi, vừa rồi phó tổng giám đốc thẩm có việc muốn tìm anh, nhưng không ngờ anh và đồng sự lưu ra ngoài ăn cơm, hình như là có quan hệ với cô mặt đấy. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, đôi mắt lóe lên suy nghĩ một lát, mới nói tôi đã biết. Khi nào anh ta họp xong sẽ đến gặp tôi. Vâng, đông anh gật đầu. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Tưởng thiên lỗi cất bước đi ra thang máy, im lặng đi qua bộ phận hành chính, đi về phía phòng làm việc của mình, Nói với Đông Anh đang ở phía sau, hôm nay cô khổ cực rồi, lại phải tăng ca, làm phiền cô giúp ta rót ly cà phê. "Vâng." Đông Anh lên tiếng, đi đến phía phòng nghỉ ngơi giữa trưa. Tưởng Thiên lỗi liền một mình đẩy cửa ban công ra, vừa muốn bật đèn, rồi giống như cảm giác được phía trước trên ghế salon, có một người đang nằm dài trên đó, lộ ra một đôi chân dài tao nhã, tay khoác lên ghế dựa. Anh lập tức mạnh tay mở chốt trên tường, toàn bộ văn phòng liền sáng ngời mày trang hạo nhiên nhíu một cái giống như mới vừa tỉnh lại hít mắt còn có chút mùi rượu hơi ngẩng đầu giọng nói khàn khàn không nên mở đèn sáng như vậy trói mắt chết rồi tưởng thiên lỗi nhíu mày nhìn người này không để ý đến lời anh nói mà là nhanh chóng nghi ngờ đi đến trước mặt của anh cúi đầu xuống nhìn thấy anh mặc áo sơ mi màu lam nhạt quần tây màu trắng nằm trên ghế salon lại xoay người đưa lưng về phía ngọn đèn muốn ngủ say trên bàn còn có bình rượu băng Canada và một ly rượu chân cao, nhìn thấy tình trạng này, đoán chừng là uống không ít. Cậu làm cái gì vậy hả, lại uống rượu trong phòng làm việc của tôi. Phát điên cái gì đây? Tưởng Thiên lỗi nhíu mày nhìn về phía người này, nghi ngờ hỏi. Trang Hạo Nhiên không để ý anh, chẳng qua là xoay người, tay che ánh đèn, tiếp tục ngủ thật say. Trang Hạo Nhiên, chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi quát anh một tiếng. Lúc này Đông Anh đến, bưng ly cà phê đi tới nghe được tiếng quát của tưởng thiên lỗi nghi ngờ nhìn vào bên trong phòng rõ ràng trông thấy trang hạo nhiên uống say nằm trên ghế salon ngủ thật say cô chấn động tưởng thiên lỗi có chút buồn bực mà giơ tay kêu đông anh đi ra ngoài mình mới chậm chạp mà cởi bỏ cúc áo âu phục vừa cởi âu phục vừa nhìn người này tức giận nói đến cùng là có chuyện gì hả cậu không phải là đánh mãi không thua sao trang hạo nhiên tiếp tục vô lực mà đưa lưng về phía ngọn đèn ngủ khuôn mặt kiên nghị, thoạt nhìn có chút tính trẻ con. Hai mắt Tưởng Hạo Nhiên lóe lên, bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, nhìn người này. Trang Hạo Nhiên vẫn nhắm mắt, mặt dán ghế sofa, ngủ một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, khi nào thì anh tới đây? Cậu khi nào đến phòng làm việc của tôi ngủ vậy? Cậu có nhà không trở về, cậu có phòng làm việc của mình, cần gì phải đến chỗ của tôi? Tưởng Thiên Lối kỳ quái nhìn anh. Trang hạo nhiên vốn là lại nặng nề mà ngủ một hồi lâu, cuối cùng mới thở dốc một cái, bỏ đôi chân dài xuống, cả người mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy mà ngồi dậy, mềm nhũn không còn chút sức lực nào mà nhìn về bình rượu trống không trước mặt, vươn tay xoa cái chán có chút đau, tự diếu cười khổ, cảm giác thở dài một hơi mới nói, vừa rồi tôi ngồi ở trong xe, lượn vài vòng trong thành phố này, không biết đi đâu. Muốn về nhà, lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, muốn quay về phòng làm việc của mình, Càng cảm thấy đến buồn bực và không thoải mái, lúc này, tôi lại nhớ tới anh. Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu mày, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nặng nề nuốt cổ họng một cái, mới có chút chua xót cười nói, tôi với anh đấu nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cảm giác mình không là bạn bè của anh, thậm chí là kẻ địch. Nhưng mà tôi đã xảy ra chuyện, phát hiện cái thành phố này không chứa nổi đau thương của tôi, tìm không thấy một người mạnh hơn tôi đến khi tôi đau khổ, lúc này tôi lại nhớ tới anh. Hai mắt tưởng thiên lỗi chấp chấp, nhìn người này giống như thật sự có chuyện. Tối nay có lẽ trang hạo nhiên cú buồn bực và khổ sở rồi, cúi đầu nhìn phía trước, đôi mắt lóe nước mắt, vươn tay mở nắp chai rượu, lại rót cho mình một ly rượu, một hơi uống cạn, nặng nề thở một cái, mới cười khổ nói: tôi cảm thấy trừ anh ra, có sức lực và lòng giả chịu đựng tôi, có lẽ không còn có người khác. Thật khó từ trong miệng cậu nghe được lời nói này tưởng thiên lỗi trào phúng mà nhìn anh. Trang hạo nhiên cười ngẩng đầu, nhìn về phía anh ta nói, nói thật, khi còn bé tôi thường xuyên bị người khá khi dễ, tại sao cho tới bây giờ anh cũng không giúp tôi? Tại sao tôi phải giúp cậu? Tưởng thiên lỗi kỳ quái mà nhìn về phía anh, chế nhạo nói, cậu mấy lần lấy bẫy chuột đến kẹp Oscar của tôi, tôi hận không thể đưa tay vặn mặt của cậu. Ở đó mà giúp cậu. Trang hạo nhiên tiểu tụy bật cười, thở dài một hơi, cầm bình rượu, rót cho mình một ly, mới âm u nói, tôi kẹp Oscar là bởi vì anh tình nguyện cùng nó chơi, lại không chơi với tôi. Tôi kỳ thật rất thích người anh như anh đấy, ít nhất xem ra cũng đủ hung hăng, giống người. Đừng buồn nôn như vậy, tưởng thiên lỗi nhanh chóng nói. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy anh cười nói, anh không tin. Uống xong cút ngay, tôi không có thời gian đi an ủi cậu, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không muốn nói nhảm với anh, đứng lên muốn đi đến bàn làm việc bên kia tôi không muốn tặng khả hình cho anh. Trang hạo nhiên buồn bã nói xong, đôi mắt lại ứ nước mắt. Tưởng thiên lỗi nhíu mày xoay người, cúi đầu nhìn về phía người này, có chút tức giận nói, không phải cô ấy đã lựa chọn cậu rồi sao? Nhưng vận mệnh không có lựa chọn tôi. Trang hạo nhiên thở gấp có chút đau đớn, cầm ly rượu, hơi ngửa đầu uống một ngụm. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nếu mày nhìn về phía tưởng thiên lỗi mang theo chút đau lòng nói từ nhỏ đến lớn anh lớn lên ưu tú hơn tôi sớm đã nói chuyện công việc với hai ông nội yêu, nói tương lai nói lý tưởng trong lòng của tôi cũng không phải là không có hận ý càng không phải là không có đố kỵ nhưng tôi không nóng nảy bởi vì hoàn cầu là tôi và anh phải là đồ vật tôi anh muốn đoạt cũng không đoạt được tưởng thiên lỗi trầm mặc nhìn anh thế nhưng có một ngày trang hạo nhiên đột nhiên cười khổ thậm chí mang theo chút chua chát âm u nói rốt cuộc anh cũng bắt đầu động tay cướp đoạt đồ đạc của tôi lúc đó kỳ thật tôi rất hưng phấn anh biết tại sao không tưởng thiên lỗi tiếp tục chuyển ánh mắt nhìn về phía anh trang hạo nhiên ngẩng đầu đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén nhìn về phía anh nói rốt cuộc tôi có lý do danh chính môn thuận có thể đoạt đồ đạc của anh rồi tưởng thiên lỗi chào phúng cười trang hạo nhiên lại cúi đầu nở nụ cười tay cầm bình rượu, chăm chú nhìn chất lỏng màu vàng kim óng ánh này, âm u nói tôi muốn biết. Đến cùng vận mệnh là đứng ở bên nào, tại sao tất cả người trên thế giới đều tán thưởng anh như vậy? Tưởng thiên lỗi trầm mặc, Trang Hạo Nhiên cười khổ rồi thở dài một hơi nói có phải rất ngây thơ hay không? Bởi vì xác định cái ý tưởng khi tôi còn bé, cho đến có người, nói cho tôi biết, vì lý tưởng, đầu tiên phải học được nhẫn nại, học được kính dâng tôi luôn tuân theo ý nghĩ của ông ấy đi làm mỗi một chuyện chậm rãi bỏ đi sự đố kỵ với anh qua một bên kỳ thật giữa hai chúng ta gọi là chiến tranh không có kết quả là kết quả tốt nhất anh giống như có chút say tưởng thiên lỗi nhíu mày mà nhìn về phía trang hạo nhiên nghi ngờ kêu trang hạo nhiên chấm than ngoặc kép có chút thờ ơ đôi mắt trang hạo nhiên lóe lên chút đau đớn chậm chạp đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía người giống như anh trai này buồn bã cười khổ nói kỳ thật tôi đi tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng, yêu người thân yêu quý, bạn bè quý mến, đồng nghiệp tin tưởng. Đều là tôi rất vất vả có được đấy, tôi vẫn cho là, chỉ cần tôi dụng tâm kinh doanh, tôi sẽ hướng đến lý tưởng trong cuộc đời tôi. Thoát khỏi vận mệnh đấu tranh giữa anh và tôi, tìm kiếm một bầu trời riêng thuộc về trang hảo nhiên. Tôi không có nghĩ qua, trên thế giới này không có chuyện tôi không làm được, có người tôi không chiếm được. Cho tới bây giờ đều không có, cho đến khi khả hình xuất hiện chấm ngoặc kép tưởng thiên lối có chút kỳ quái mà nhìn anh trang hạo nhiên yếu ớt nhìn về phía anh đôi mắt hiện lên nước mắt mỉm cười nói tôi rất hâm mộ anh thật sự rất hâm mộ anh anh không cố gắng yêu cô ấy nhưng lại có được cô ấy thậm chí chiếm được câu nói dù cô ấy chết cũng yêu anh tôi đây vất vả nỗ lực theo đuổi thật vất vả chờ mong một chút cảm tình lại bị bóp chết trong vận mệnh được rồi tôi thua rồi tôi thua rồi tôi chính thức thua anh nói cho hết lời, liền mất mắt đau đớn quay người rời đi. Tưởng thiên lỗi trong nháy mắt nắm chặt cánh tay Trang Hạo Nhiên, nhíu mày nhìn về phía anh nói Trang Hạo Nhiên. Cậu đã nói trong tình yêu không có thắng thua, ngày đó cô ấy chọn cậu, là thật tâm đó, chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên quay người, chăm chú nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhíu mày, thở dài một hơi, mới nói tôi không muốn thừa nhận chuyện này. Nhưng mà sự thật cô ấy lựa chọn cậu, cô ấy cũng từng thẳng thắn chân thành nói tình cảm của cô ấy với cậu cho tôi nghe. Cô ấy nói, cô ấy yêu cậu. Trang hạo nhiên cắn chặt răng, cố nén nước mắt trong hốc mắt, khiếp sợ nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi xoay người, nhìn bộ dáng anh như vậy, cũng không đành lòng nói, nếu quả thật muốn cùng ở một chỗ, anh nhất định phải hiểu rõ tình cảm của mình, thật sự so với trên thế giới này, rất nhiều rắc rối rất quan trọng. Nếu như muốn yêu, vậy dũng cảm một chút đi, không nên do dự lúc đầu cũng bởi vì tôi có chút do dự bỏ lỡ vận mệnh quan tâm tôi cậu cố gắng lên đi tôi không muốn cô ấy lại chịu đựng tổn thương tình cảm lần thứ hai trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi thật lâu tưởng trời lỗi cũng chuyển ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía trang hạo nhiên nói tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng nếu có cần đến tôi cậu cứ nói với tôi khi còn bé không đánh nhau vì cậu cũng không có nghĩa là tôi có giúp đỡ cậu trang hạo nhiên cúi đầu xuống đôi mắt đau đớn đầy nước mắt, suy nghĩ thật lâu rất lâu, mới chậm chạp gật đầu, sau đó mới trầm mặc xoay người, đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi cũng có chút lo lắng mà xoay người, nhìn về phía bóng lưng cô đơn mất mát của Trang Hạo Nhiên, ánh mắt đảo vòng, nghĩ tới cái gì, cầm lấy điện thoại, bấm điện thoại. chương 840, khói lửa. Buổi tối, bầu trời đầy sao. Gió thổi mạnh, rừng trúc đung đưa, hình thành một giải bóng dài. Một chiếc xe Rolls Royce màu bạc, chậm rãi chạy đến từ trong bóng tối, cuối cùng dừng trước song sắt cửa, đèn xe chợt tắt, xung quanh lại trở về tối đen như trước. Cửa xe mở ra. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu trắng, cổ áo hơi mở ra, cả người vô lực và tiểu tụy, có vẻ hơi say bước ra khỏi xe, dặn dò tài xế không cần đi theo, một mình anh lặng lẽ đi đến trước song sắt cửa, nghiêm mặt, nhấn mật mã cửa, sau đó đẩy cửa đi vào trong vườn hoa. Tài xế có chút lo lắng đứng bên cạnh cửa xe nhìn về phía bóng lưng tiểu tụy của trang hạo nhiên thở dài bên trong vườn hoa hoàn toàn yên tĩnh mặt cỏ xanh biếc mang đến một bầu không khí trong lành rừng trúc đằng xa vẫn tiếp tục đung đưa truyền đến những âm thanh xào sạc hiu quạnh trang hạo nhiên bước đi trên bãi cỏ mềm mại trong đầu trống rỗng càng hiện ra sự tiều tụy cùng cô đơn mệt mỏi vô lực đi về phía trước dầm trước lúc anh đi vào một loạt tiếng đập phá ầm ầm kéo tới Trang Hạo Nhiên giật mình, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một giải khói lửa đỏ hồng từ trước suối phun bay lên, hướng thẳng trên trời đêm, bùm một tiếng nổ tung giữa bầu trời, một hình trái tim bằng khói lửa hiện ra lấp lánh, kỳ ảo cháy rực rỡ trên màn trời đêm, khi cháy hết lại tiếp tục thấy những trái tim khác, phảng phất bay ra giữa bầu trời đêm. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tối tăm, trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều những hình trái tim bằng khói lửa thắp sáng cả bầu trời đêm cô đơn lạnh lẽo này. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, trong khi rất nhiều hình trái tim bằng khói lửa đang bay giữa bầu trời, những ánh đèn được giấu kín giữa mặt cỏ chợt sáng lên, một bó hoa oải hương màu tím, đón những cơn gió ngọt ngào, nhẹ nhàng mà lay động, mang theo hương thơm nhẹ nhàng, thêm một chút mùi vị của hạnh phúc, tiếp theo mà đến. Trong khoảnh khắc này, Trang Hạo Nhiên xúc động nhìn về phía bãi cỏ thật lớn trước mặt, lại thấy những đóa hoa oải hương màu tím cắm đầy trên mặt cỏ, Bên cạnh chúng là những ngọn đèn nhỏ, giống như lạc vào thế giới cổ tích. Anh Kỳ lạ cùng khó hiểu, theo thời gian khói lửa đã tắt, toàn bộ thế giới dường như lại rơi vào không gian đen tối cùng vắng vẻ, chỉ có bó hoa oải hương cùng những cơn gió yên tĩnh làm bạn cùng mình. Người đàn ông này vẫn đứng yên trên mặt cỏ như cũ, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hai tròng mắt ẩm ướt, dường như đã đoán được điều gì liền nín thở chờ đợi. Quả nhiên, từ giữa những đóa hoa oải hương kia, bùm một tiếng lại dâng lên một ngọn lửa ảo thuật màu xanh lam, nhẹ nhàng bay giữa không trung. Trang Hạo Nhiên lại khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn những ngọn lửa này, không hiểu sao liền nhớ lại ngọn lửa màu xanh của một buổi tối rất lâu kia, nó bay đến trước mặt Tưởng Thiên Lỗi và rơi xuống, thời khắc đó dường như đã định trước duyên phận. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng sột soạt đi đến. Trang Hạo Nhiên lại kích động nhìn về phía trước. Một thân ảnh màu trắng, mờ ảo từ trong những ngọn lửa ảo thuật chậm rãi bước ra giống như tinh linh nhỏ bé trong rừng. Cô mặc một chiếc váy dài cúp ngực tơ tầm màu trắng, dáng người vô cùng hoàn mỹ, yêu nhã nâng váy, đi qua nửa vòng tròn che phủ trên cỏ xanh, bước qua những đóa oải hương tím đi đến. Mái tóc cô đen nhánh thả dài đến eo, tỏa ra mùi thơm của oải hương, trên đầu đội một vòng hoa hồng trắng, giải lụa mỏng màu trắng buông xuống từ vòng hoa ôm lấy mái tóc cô, đã nhiều năm như vậy nó vẫn được giữ gìn cẩn thận, mới tinh như trước. Cô gái này này giống như cô dâu mới cưới, có chút xấu hổ cúi đầu, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng, nhẹ nhàng lộ ra nụ cười ngọt ngào tươi cười, cất bước đi đến. Cảm xúc của Trang Hạo Nhiên lập tức dâng trào, hơi giật mình nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh cầm bó hoa hồng, nở nụ cười ngượng ngùng, ôn nhu bước đến, cuối cùng đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, giống như em gái nhỏ ngửa đầu, nhìn về phía anh Ôn Nhu kêu nhỏ, anh trai lớn. Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh này, trong nháy mắt khiếp sợ, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh ngửa đầu, những cánh hoa hồng trắng điểm xuyết trên trán cô, khiến cho khuôn mặt cô thuần khiết như trẻ con, đôi mắt mở to, xinh đẹp động lòng người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lóe ra, nhìn cô gái đứng trước mặt mình, nhớ tới em gái nhỏ mặc quần trắng trong quá khứ, đứng trong rừng trúc, nở nụ cười ngọt ngào, một loạt hình ảnh kia ở trong đầu mình, chưa từng nghĩ tới có thể nhớ lại. Ánh mắt Đường Khả Hinh lưu chuyển, sâu sắc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhớ tới lúc nhỏ anh ngồi trước đàn dương cầm đánh bài clitiman lại nhớ tới anh của ngày hôm nay thỉnh thoảng cô đơn một mình ngồi trước đàn dương cầm vẻ mặt lộ ra sự chuyên chú đánh bài clitiman hai mắt cô không kìm được đỏ bừng cô chưa từng nghĩ tới thời gian người đàn ông này ngồi đánh đàn đều nghĩ tới mình trang hạo nhiên kích động nhìn về phía đường khả hinh, khuôn mặt run rẩy muốn mở miệng gọi tên cô gái trước mặt lại không biết nên xưng hô như thế nào cuối cùng vẫn kích động gọi to em gái nhỏ Đường khả Hinh đột nhiên kích động nhìn về phía trang hạo nhiên, nước mắt chảy xuống, khóc lên nói, năm ấy. Anh đi vào trong đó, vì sao, một đi liền không trở lại. Trang hạo nhiên kích động cúi xuống, nhớ tới tình huống khi đó gặp cha mẹ, cả nhà liền đi sang nước anh, vẻ mặt anh áy náy, cố nén nước mắt. Có phải bởi vì, đường khả hình khóc nước lên nhìn về phía anh, nước mắt từng giọt rơi xuống, nói có phải bởi vì khi đó. Em gái nhỏ của anh còn nhỏ, tình cảm không đủ sâu sắc. Cho nên, thỉnh thoảng có nhớ tới thời gian đó, cũng không muốn đi tìm em hay sao. Em vẫn tin tưởng đợi anh rất lâu. Trang hạo nhiên cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay nhẫn nại chịu đựng không để nước mắt rơi. Đường khả hình nghĩ lại rất nhớ anh, khóc lên nói, anh biết không, buổi tối hôm đó, anh rời đi, em vẫn cố chấp tin tưởng, chỉ cần em nỗ lực làm tốt mọi chuyện, chờ đợi một người, anh nhất định sẽ trở về. Giống như em chờ tưởng thiên lỗi em cảm thấy anh ấy chính là anh, anh ấy sẽ trở lại, và anh cũng sẽ trở lại. Thế nhưng khi đó, anh không có, anh không biết, em vẫn đợi anh, vẫn đang đợi anh. Mỗi ngày trôi qua, mỗi năm trôi qua, hoa nở một năm rồi lại một năm, cho đến khi thật sự quên anh. Trang hạo nhiên kích động ngẩng đầu, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Nhưng tại sao em không thể quên được anh? Đường khả hình nhìn anh, khóc lên nói, anh trai lớn của em rất tốt, nụ cười vô cùng chân thành đánh đàn dương cầm rất hay em vẫn tự nói với mình anh không trở lại nhất định có lý do của mình em không muốn vi phạm lời hứa đã nhiều năm như vậy mỗi khi nhìn thấy cối say gió liền nhớ tới anh là anh đã xuất hiện trong quãng thời gian hạnh phúc nhất của em em không tin anh đã quên rồi anh nói cho em biết nhiều năm như vậy anh có thật sự nhớ đến em hay không có hay không trang hạo nhiên lặng lẽ chịu đựng đau lòng rơi lệ nhìn về phía cô anh nói đi anh nói đi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình khóc lóc tay cầm bó hoa hồng, đánh lên bờ vai của anh, đau lòng kêu lên, nói cho em biết. Anh không hề quên em, nói cho em biết, chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe lời này, cố nén nước mắt, rốt cuộc từ trong túi âu phục của mình, lấy ra một tấm ảnh đen trắng chụp từ hơn 10 năm trước, dơ lên trước mặt cô. Đường khả hình rơi lệ nhìn về phía tấm ảnh đen trắng mà Trang hạo nhiên dơ kia, là một tiểu cô nương mặc quần trắng, dung mạo đáng yêu, đứng đón những cơn gió trong veo đứng bên cạnh vườn hoa oải hương xấu hổ tươi cười ngọt ngào nhìn vào trong ống kính cô lại kích động khóc lên nhìn về phía anh kêu lên anh nói cho em biết em vẫn là em gái họ của anh phải không vẫn là cô dâu nhỏ của anh phải không nói cho em biết đi chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên cầm tấm ảnh run rẩy rơi lệ nhìn về phía đường khả hình nói cho em biết chấm than ngoặc kép nước mắt đường khả hình tuôn rơi kích động hỏi, rốt cuộc em có còn là em gái nhỏ, là cô dâu nhỏ của anh không? Vẻ mặt trang hạo nhiên run rẩy, chịu đựng đã lâu, cuối cùng nước mắt rơi xuống, thâm tình nghẹn ngào nói cô dâu nhỏ của anh. Đường khả hình nghe lời này, lại kích động thất thanh khóc giống lên. Trang hạo nhiên không nói nữa, đau lòng cất bước tiến lên, ôm đường khả hình vào trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ cô, mùi hương hoa hồng vẫn như nhiều năm trước, hai mắt nhắm lại, nước mắt anh chảy xuống. Đường khả hình dựa vào lòng trang hạo nhiên, nhớ tới đã từng nằm trên lưng anh, đi qua vườn hoa oải hương, lưng anh vô cùng ấm áp và an toàn. Cô không kìm được lòng nhón chân lên, ôm chặt lấy cổ trang hạo nhiên, khóc to, anh trai lớn. Anh trai lớn, em rất nhớ anh, em chưa từng nghĩ, anh chính là anh trai lớn của em. Cảm ơn anh, cảm ơn anh trong khoảng thời gian khuôn mặt em không trọn vẹn đã không bỏ rơi em. Cảm ơn anh đã đi Pháp cho em nhiều bó hồng như vậy cảm ơn anh đã theo em đến nước Anh. Cảm ơn anh ở Cambridge đã cho em một buổi tối như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh, im yêu nhất anh trai lớn của em. Chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe những lời bộc bạch thâm tình này, trong nháy mắt kích động ôm chặt cơ thể cô, cảm động khẽ hôn lên khuôn mặt cô, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Trong nháy mắt, cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, những trận khói lửa lại một lần nữa mãnh liệt bay lên, phóng thẳng vào trong màn đêm tối tăm, biến thành hình trái tim rực rỡ và lãng mạn. Audio điện tử võ tấn bền chương 841, xin lỗi em yêu anh Bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh Dừng chúc đón gió phiêu động, một hồi âm thanh, xào sạc đầy tịch mịch Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, ánh sáng lan tỏa, dừng bước trên những phiến lá cây Hai thân ảnh màu trắng, đứng ở bên dưới cây táo, quấn quyết cùng một chỗ, lãng mạn cùng nhau khiêu vũ Đường khả hinh mặc váy dài ôm ngực màu trắng, tháo xuống chiếc vòng hoa hồng, tóc quăn đen nhánh dài đến eo, thả trên bờ vai trắng nõn mị hoặc, đeo khuyên tai chân châu, ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn về phía người đàn ông trước mặt, dường như đã thật lâu chưa có gặp lại. Trang hạo nhiên cũng thật sâu ôm lấy vòng eo của đường khả hinh, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt tràn đầy dịu dàng, đôi môi phấn hồng kiểu diễm. Mi mắt khẽ chấp, cúi xuống phía dưới, hít một hơi thật sâu, muốn hôn lên cánh môi phấn nộn kia. Đường khả hình có chút khẩn trương ngửa mặt, muốn đón lấy môi mỏng gợi cảm của anh. Hai người nước mắt đồng thời chảy xuống, nhưng chỉ là cúi đầu, mặt đối mặt, chán cụm chán, ẩn nhẫn đè xuống thâm tình dành cho đối phương. Đường khả hình dường như cảm giác được thâm tình như biển rộng mênh mông không có nơi nào để đi, lúc nhìn kỹ tình cảm sâu đậm trong mắt đối phương, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, nghẹn ngào nhẹ hát, em đem chân tình trao tặng cho anh, Đem bi thương để lại cho chính mình, em đem thanh xuân gửi gắm cho anh, đem cô độc để lại cho chính mình. Em đem sinh mệnh giao phó cho anh, đem năm tháng để lại cho chính mình, em đem mùa xuân gửi lại nơi anh, đem mùa đông để lại cho chính mình. Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu vào người con gái trước mặt, nghe những lời ca ấy, trong lòng xúc động, đôi mắt ánh lệ. Đường Khả Hinh tiếp tục kéo cổ của anh, dường như sẽ phải đón nhận lấy nụ hôn của anh, thâm tình hát, yêu là không ai có thể hiểu biết điều gì. Yêu là giai điệu vĩnh hằng, yêu là vui cười cùng giọt lệ tràn mi, yêu là em và anh đã từng như vậy. Em đem mùa xuân gửi lại nơi anh, đem mùa đông để lại cho chính mình, lưu giữ bóng lưng anh nơi sâu thẳm trái tim em, lại trao cho anh trái tim của chính mình. Cô hát đến đây, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cảm động cười, cúi xuống phía dưới, tựa vào trán cô, tiếp tục xoay tròn bước chân, giọng khàn khàn nói, dễ nghe. Đường Khả Hinh mỉm cười nghẹn ngào, tiếp tục hưởng thụ cưng chiều cùng thâm tình ở trong lồng ngực anh, hát yêu là không ai có thể lý giải điều gì, yêu là giai điệu vĩnh hằng, yêu là vui cười cùng giọt lệ tràn mi, yêu là em và anh đã từng như vậy. Lưu giữ bóng lưng anh, nơi sâu thẳm trái tim em, lại trao cho anh, trái tim của chính mình. Trang hạo nhiên nghe những tiếng ca ngọt ngào ấy, không khỏi thật tình nói, thật là dễ nghe. Đáng tiếc ở đây không có dương cầm, nếu có, anh nhất định đàn nhạc đệm cho em. Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, đột nhiên dâng lên một cảm giác tự hào, mỉm cười nói, giữ lại để sau này có thời gian, anh lại đàn cho em nghe. Cô nói xong, kích động ngẩng đầu, ẩn nhẫn khát vọng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên kích động dâng trào nhưng cũng phải giấu giếm khát vọng, cầm lấy đôi bàn tay của cô, nhẹ nhàng nắm chặt. Đường Khả Hinh kìm lòng không được, vươn hai tay quấn quanh cổ anh, ngẩng mặt, chóp mũi nho nhỏ cọ cọ xuống mũi anh tuấn của anh gần như hôn lên môi anh, nói, anh đã từng nói. Hai người hạnh phúc, không phải là hạnh phúc chân chính. Mà làm cho người yêu chúng ta hạnh phúc, mới chính là hạnh phúc chân chính. Trang hạo nhiên nghe xong, cũng hơi gật đầu. Nước mắt đường khả hình rơi xuống, chỉ cách một lớp sa mỏng, cô kiềm chế tình cảm đang không ngừng sôi trào trong lồng ngực, yếu ớt nói cảm ơn anh. Trang hạo nhiên, ánh mắt nồng cháy nhìn về phía cô. Đường khả hình cố nén thâm tình, ngẹn ngào nói, cuộc đời em thật may mắn, khi có người cha yêu thương em nhất, cho em lý tưởng, cho em trí tuệ. Dạy em vì lý tưởng có thể dãi gió dầm xương. em rất may mắn khi có một người đàn ông yêu em chân thành, dành cho em những tình cảm sâu đậm nhất, cho em cổ vũ, dạy cho em lý tưởng, phải kiên trì đi đến con đường cuối cùng. Một năm 365 ngày, cuộc đời chỉ có mấy chục năm, ít ít nhiều nhiều cuộc sống gia đình tạm ổn, dường như chớp mắt liền qua. Nhưng cha mẹ yêu thương em ân trọng như núi đây là tình yêu vĩnh hằng được kế thừa trong sinh mệnh lúc này em đã không còn cách nào có thể được cùng anh ấy đồng sinh cộng tử rồi trang hạo nhiên đau lòng nhìn về phía người con gái trước mặt đường khả hinh ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên nước mắt đã nhạt nhòa từng gọt lại từng giọt yếu ớt nói anh trai có thể trải qua một vài năm tháng gặp được anh cuộc đời em như vậy đã đủ hạnh phúc hồi bé em vẫn luôn khát vọng có thể lớn nhanh lên một chút liền có thể chân chính làm vợ người ta, thế nhưng sau khi lớn lên, em mới rốt cuộc hiểu được rằng, chuyện thứ nhất phải thành thục đó là đem bi thương lưu cho chính mình, như vậy mới có thể đem hạnh phúc đến cho người khác. Em tin cha, ông ấy phản đối chúng ta nhất định là có lý do của ông ấy. Nội tâm của ông ấy so với chúng ta nhất định thống khổ hơn nhiều, bởi vì ông ấy thực sự yêu thương em và anh. Trang Hạo Nhiên kích động nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt, cúi đầu nhẹ gật em rất muốn biết chân tướng kia, chỉ khi nào biết được chân tướng, chúng ta mới có thể chân chính ở cùng một chỗ. Đường Khả Hinh nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, yếu ớt nói. Trang Hạo Nhiên giữ lấy khuôn mặt cô, giấu đi những giọt lệ nơi đáy mắt, đau lòng nói, em đồ ngốc này, em nói những lời này với anh, kỳ thật cũng chỉ vì không muốn anh ấy náy cùng khổ sở. Đường Khả Hinh nước mắt chảy xuống. Trang Hạo Nhiên lại thâm tình vuốt ve khuôn mặt cô, cúi xuống, đụng chán cô, đau lòng nói, em đã lựa chọn con đường này, thì phải chiếu cố chính mình thật tốt. Cố lên. Đường khả hình khóc nấc lên, ôm lấy cổ của anh, kích động nghẹn ngào nói, anh cũng vậy. Phải chăm sóc tốt cho chính mình. Cố lên. Hai người cú như vậy đau lòng mà rơi lệ. Giả như, đường khả hình đột nhiên kiếng đầu ngón chân, ôm chặt lấy cổ trang hạo nhiên, nắm lấy cổ áo anh, khóc lên nói, giả như chân tướng lộ ra. Em với anh là anh em ruột thì phải làm sao bây giờ? anh yêu em, Trang Hảo Nhiên ôm chặt người con gái trong lòng, rơi lệ nói. Đường Khả Hinh lại một trận kích động khóc, hỏi, vậy nếu như chân tướng này, vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được, thì phải làm sao bây giờ? Trang Hảo Nhiên nghẹn ngào mà đau lòng hôn lên chán cô, rơi lệ nói, anh nguyện giữ bí mật này cùng tình yêu dành cho em, mãi cho đến khi kết thúc sinh mệnh. Đường Khả Hinh khóc nức nở nhìn về phía người đàn ông này, đau lòng nói, anh không sợ cô đơn tịch mịch sao? Trang hạo nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía cô, đau lòng hỏi em sợ tịch mịch sao? Đường Khả Hinh lắc lắc đầu, hai người lại thâm tình ôm nhau. Cảm ơn anh, anh trai. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em. Em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ nỗ lực. Đường Khả Hinh ôm chặt cổ Trang Hạo Nhiên, khóc nói em yêu anh, em yêu anh, Trang Hạo Nhiên, em yêu anh, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã thành toàn cho tình cảm của cha em, cảm ơn anh cảm ơn anh đã tôn trọng sinh mệnh của em. Trang hạo nhiên thống khổ run rẩy ôm lấy người con gái vào trong lòng, để mặt trôn vùi thật sâu vào trong mái tóc cô, nghẹn ngào rơi lệ nói cố lên. Anh vĩnh viễn ủng hộ em, hết thảy tất cả. Ở kia, ánh đèn vàng ấm áp, vụt tắt, không gian không còn ánh sáng. Toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh hắc ám. Người con gái đột nhiên kiếng ngón chân lên, nâng khuôn mặt người đàn ông, cánh môi run rẩy đặt lên môi anh một nụ hôn. Trong bóng đêm trang hạo nhiên nháy mắt, ôm chặt thiếu nữ trong lòng, nước mắt chảy xuống, đầu lưỡi nếm được vị mặn đắng, cùng cô thâm tình dây dưa cùng một chỗ, dùng hết tấm chân tình này, cùng cô hôn nhau, vừa hôn vừa run rẩy nước mắt không tự chủ được. Rơi xuống, đường khả hình động tình, càng ôm chặt lấy cổ anh, đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt của anh, nước mắt tràn mi, mặc dù thập phần không muốn, nhưng vẫn là dãy ra khỏi cái ôm ấm áp của anh, vén làn váy dài, vừa khóc, vừa chạy về phía trước. Trang Hạo Nhiên cô đơn đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng đường Khả Hinh đã đi xa, buồn thương trong lòng nghẹn ngào gọi em gái nhỏ. Đường Khả Hinh nghe thấy tiếng gọi này, lại lấy tay che chặt miệng, tiếp tục kéo váy dài đi về phía trước. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên rũ đôi mắt xuống, nước mắt nhẹ rơi, nhìn bóng lưng cô biến mất trong màn đêm, lại lưu luyến, đau lòng gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh chịu không nổi tiếng gọi tha thiết say dứt ấy, nhấc váy dài, vừa khóc vừa chạy nhanh về phía trước. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía cô, ý muốn đuổi theo cô, lại nhớ tới ước định đó, anh bi thương đứng lại, cảm nhận được người con gái ấy cách mình ngày càng xa, dần dần như muốn rời khỏi tính mệnh mình, thân thể anh là một trận run rẩy, kích động. Nước mắt không kìm nén được lại rơi xuống. Một trận tiếng khóc truyền đến. Đường Khả Hinh nhào tới bên cánh cửa sắt, nhớ tới bóng dáng cô đơn của Trang Hạo Nhiên, lòng cô đau như dao cắt, khóc nức lên. Trang Hạo Nhiên, xin lỗi, xin lỗi em yêu anh thật xin lỗi em yêu anh cô nói xong nhấc váy dũng cảm mà kiên định đi ra ngoài một trận gió âm u thổi tới một buổi tối thật lạnh lẽo một tấm lụa mỏng theo gió phất phơ bay đến trang hạo nhiên tay dừng lại trên không trung tiếp được tấm lụa mỏng này theo làn mưa rơi xuống tay anh nắm chặt lụa mỏng nhìn hoa văn đáng yêu trên đó đôi con ngươi lóe lên ánh sáng mãnh liệt trong nháy mắt nhanh chóng chạy về phía thân ảnh dần biến mất trong bóng đêm kia kích động kêu nhỏ khả hình một trận ánh đèn xe trói mắt đường khả hình khóc nước nở ngồi vào phía sau xe đối với tài xế rơi lệ nói lái xe chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nắm chặt tấm sa mỏng kích động rơi lệ lại nhanh chóng chạy về phía trước vừa chạy vừa gọi khả hình khả hình xe con màu đen trong bóng đêm dưới làn mưa bay chậm rãi chạy về phía trước Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên theo sau ra đến cửa sắt, nhìn về phía xa xa chỉ còn là ánh sáng le lói. Anh đau đớn, thống khổ đứng đó, quát to một tiếng, "Khả Hinh!" Đường Khả Hinh dường như ngồi ở bên trong xe, nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết này, tức khắc quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cầm chặt tấm lụa mỏng của mình đứng giữa đường, cô đơn nhìn về phía mình, giọt nước mắt vừa mới nuốt vào, lại không ngừng chảy ra, nhưng cô cất giấu tấm chân tình đó tại thật sâu nơi đáy lòng, quay đầu lại hai tay che mặt đau đớn, nức nở. Dường như, dường như hơn 10 năm về trước, vào một buổi sáng sớm kia, có một cậu bé, 365 ngày nguyên bản chỉ muốn gấp hạt giấy màu tím, muốn tặng cho em gái nhỏ cậu yêu nhất. Mặt trên treo những quả chuông gió hạnh phúc, chỉ là sinh mệnh nhạt nhòa, cậu bị người nhà đẩy lên xe, quay đầu lại, cách cửa sổ xe, nhìn về phía con đường nhỏ mong manh, trông mong chờ đợi. Khoảng thời gian ấy, cuối cùng cũng chỉ còn là tấm hình đen trắng đã bị cắt chương 842. Sáng sớm hôm sau, bầu trời nắng giáo sáng sủa, chim nhỏ đậu trên nhánh cây đầu, chip. Chip gọi bậy. Đường khả hình đang mặc áo ngủ vải lụa màu trắng, nằm ở trên đệm giường mềm mại, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi và vô lực, đánh úp lên toàn thân, đôi mắt mờ mịt, lóe ra chút ánh sáng, trong đầu tất cả đều là ánh mắt thâm tình và đau lòng của người đàn ông đó. Một giọt nước mắt, chậm chạp chảy xuống. Mắt đường khả hình chớp chớp, còn nhớ đêm qua Trang Hạo Nhiên bưng lấy mặt của mình, nói câu kia anh vĩnh viễn ủng hộ em. Tất cả mọi chuyện, một chút chua sót, chạy thẳng lên. Cô xoay người, cuộn rút giống như là mèo, kéo chăn che lại cơ thể lạnh như băng của mình, mặt trôn ở giữa gối màu lam nhạt, nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt chảy xuống, cô ủy khuất và nhớ người kia, hít hít mũi một cái, níu chặt cái chăn, lại lộn xộn che lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm che lại những giọt nước mắt. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng mà vang lên. Khả Hinh, giọng nói nhã tuệ dịu dàng vang lên. Đường Khả Hinh vẫn như cú cuốn rúc vào chăn, im lặng rơi lệ không lên tiếng. Cửa, ô một tiếng, nhẹ mà mở ra. Nhã tuệ mặc quần áo ở nhà màu lam, tóc dài đến vai, lo lắng đẩy cửa ra, đi tới, nhìn về phía người nằm ở trên giường, cô gái cuộn tròn giống như mèo, cảm giác cô ấy đang nức nở, cơ thể hơi run rẩy cô lập tức lo lắng mà đi tới chậm chạp ngồi ở bên giường nhẹ tay đỡ bờ vai của cô ấy dịu dàng gọi khả hinh cô làm sao vậy hả gặp ác mộng sao đường khả hinh không lên tiếng vẫn như cũng nhắm chặt đôi mắt tùy ý nước mắt chảy xuống chẳng qua là tay nặng nề cầm chặt cái chăn màu lăm mà nức nở khả hinh nhã tuệ lập tức xoay cơ thể cô ấy qua đường khả hinh đè nén khó chịu mà xoay người hít hít cái mũi đỏ bừng rất vất ức và chịu đựng mà rơi lệ Trời à, nhã tuệ thấy cô ấy như vậy, lập tức đau lòng mà cúi người xuống, ôm cơ thể đang run rẩy của cô, nói, đừng khóc. Đừng khóc, tất cả đều sẽ qua thôi. Đợi khi tìm được chân tướng, hai người có thể ở cùng một chỗ. Đường khả hình dựa vào trong ngực nhã tuệ, vừa khóc vừa hỏi, đến khi nào mới có thể tìm được chân tướng. Một buổi tối, tôi cũng đã không nhìn được nhớ anh ấy trăm ngàn lần, hận không thể không nhìn tất cả, bổ nhào vào trong ngực của anh ấy, yêu một ngày, tôi chết cũng được nhã tuệ nghe cô nói hai mắt liền tràn nước mắt nhẹ đưa tay đỡ cơ thể cô lên để cô gối đầu trên gối mới cố ý chừng nhìn về phía cô mỉm cười nói cô a à, nói cái gì mà chết với không chết mạng của cô là rất nhiều người nhặt về cho cô nói như cô vậy lời nói quá không có trách nhiệm rồi có lẽ chân tướng ngày mai sẽ có thể vạch trần huống chi các ngươi dồn hết tâm tình vào nó chỉ kém không thể dắt tay mà thôi so với quá khứ gần nhau trong gang tấc mà như cách xa cả biển trời nhớ lại không thích đi. Cô vẫn như cũ có thể tặng cậu ấy một đóa hoa hồng trắng, cậu ta vẫn như cũ có thể yêu cô. Đường khả hình dựa vào trong ngực nhã tuệ, vẫn không kìm lòng được mà khóc. Nhã tuệ dịu dàng mà đau lòng ôm lấy đường khả hình, mỉm cười suy nghĩ một chút, mới nhìn về phía cô nói, kỳ thật có chuyện, tôi nghĩ nên thẳng thắn với cô. Chuyện gì, đường khả hình vẫn như cũ đắm chìm trong đau khổ, ngẩng đầu, nhìn về phía nhã tuệ hỏi. Nhã tuệ cúi đầu dịu dàng nhìn về phía cô, mỉm cười nói kỳ thật. Biệt thự này vốn là tổng giám đốc trang chuẩn bị cho cô. Đường khả hình giật mình mà nhìn về phía nhã tuệ, hỏi cái gì? Anh ấy chuẩn bị cho tôi. Đúng vậy, nhã tuệ nhìn về phía đường khả hình, cũng cảm thán mà cười nói, thật là duyên phận trời đã định trước, cậu ấy mua cho cô căn phòng nhỏ, liền sở thích của em gái khi còn bé mà chuẩn bị, đến chuẩn bị vì cô, còn có giá sách, chim hồng hạc, chén sứ. Nghĩ lại lúc đó, người đó ở nước ngoài, giống như có dự kiến trước, biết rõ cô và tổng giám đốc tưởng sau khi đến nhất định sẽ bị thương, trước khi đi, tự mình mua, đồ dùng trong nhà, vẫn là một mình cậu ta quan tâm. Đường khả hình đau lòng mà nhìn về phía nhã tuệ, nước mắt liền chảy xuống. Vì vậy, nhã tuệ mỉm cười nhìn về phía đường khả hình nói, cô và cậu ấy yêu cũng không có kết thúc, tình yêu này giống như tung bay ở trên trời mây, lặng lặng cuốn theo gió, có lẽ một mảnh xinh đẹp ven đường này, đây mới thực sự là yêu, chính thức yêu, là phong cảnh lơ đáng mà tiến vào ánh mắt cô, chúng nó không cần cố ý mà sáng tạo, rồi lại như vậy vô tư mà đến. Đường khả hình ngẩng đầu, kích động nhìn về phía nhã tuệ, nhớ tới Tô Thủy Kỳ đã từng hai mắt dưng dung nói điện thoại ở liên đường cái gì là chân chính yêu. Thật sự yêu, là bầu trời xanh thẳm kia, không mây, không gió. Nước mắt của cô lần nữa chảy xuống. Hiểu chưa, nhã tê tê huệ lại đau lòng mà nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi đôi mắt Đường Khả Hinh lấp lè nhìn về phía Nhã Tuệ đột nhiên kích động nhảy vào trong ngực của cô ấy giống như đứa nhỏ mà ôm cô ấy nói Nhã Tuệ chị không được kết hôn tôi muốn ở cùng một chỗ với chị Nhã Tuệ nghe lời này lại không nhịn được cười rộ lên Đường Khả Hinh lại cố ý ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ khẩn trương nói Phó Tổng Giám đốc Lâm có cầu hôn với chị chị cũng không được đồng ý với anh ta Ách vẻ mặt nhã tuệ nhất thời đần đột nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh nhìn vẻ mặt của cô, liền có chút kích động nói: Phó giám đốc Lâm đã cầu hôn chị rồi hả? Mặt của nhã tuệ trong nháy mắt đỏ lên, nhớ tới tối hôm qua đám người bọn họ ở nơi bí mật trong nhà của Trang Hạo Nhiên bắn pháo hoa, Lâm Sở Nhai ôm một pháo lớn đi đến ở bên cạnh bắn lên, nói: Nhã tuệ, lúc chúng ta kết hôn cũng bắn pháo hoa như vậy. Cô nhớ tới những lời Lâm Sở Nhai nói, thình thịch động tâm mặt đều đỏ bừng lên. Nhã Tuệ chấm hỏi ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại mãnh liệt kêu cô. À, Nhã Tuệ sợ run, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi cái gì hả? Phó tổng giám đốc Lâm cầu hôn với chị rồi hả? Đường Khả Hinh lập tức ghen rồi nha. Không có, Nhã Tuệ cố ý ngắm nghĩa cô, không nhịn được cười nói có chuyện gì đây? Chứ kia còn chưa có viết lên đâu. Cô mau đứng lên, vừa mới thăng chức thì cứ dở tính khí đứa nhỏ như vậy. Đường khả hình nghe vậy, liền nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên nhâm chức đi làm, lập tức nhấc cái chăn lên đi xuống giường, sau đó mới đi toilet, nhanh chóng rửa mặt, rồi thay đổi áo gen sợi màu trắng, nối liền với cái quần rộng màu vàng nhạt cá tính, tóc dài đen nhánh phía sau quấn thành búi tóc, lấy châm cài cố định lại, lại ra khỏi phòng, kéo cái tủ dài ra, từ bên trong chọn lấy một cái túi cầm tay màu trắng, lấy chìa khóa điện thoại các đồ dùng tùy thân, bỏ vào. Wow, nhã tuệ ôm vai, nhìn về phía đường khả hình không trang điểm cũng đã xinh đẹp động lòng người như vậy cười nói khả hình của tôi thật xinh đẹp đường khả hình có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía cô ngượng ngùng mà cười tôi cũng lập tức thay quần áo để đi nhờ xe đường tiểu thư đến khách sạn đi làm nhã tuệ nói xong liền lập tức quay người đi trở về căn phòng của mình đường khả hình đứng trong phòng nghĩ đến trước đưa nhã tuệ quay về khách sạn có khả sẽ thấy trang hạo nhiên cô không hiểu mà nắm chặt túi cảm xúc có chút hồi hộp đảo vòng ánh mắt suy nghĩ một chút liền từ trong túi sách lấy một thỏi son môi ra nhìn cơ thể gợi cảm trong gương mà bôi chét lên mới vừa rồi bị loại vui sướng đột nhiên ập vào lòng rồi lại lại nghĩ tới ước định đêm qua của hai người cô lập tức dừng động tác trên tay lại đôi mắt mờ mịt nhìn trong gương thấy đôi môi mình vừa vẽ loạn lên hơn chút gợi cảm và thành thục ngón tay cô khẽ chạm sờ vào cánh môi no đủ do dự trong chốc lát mới chịu cầm khăn tay lau khả hinh Nhã Tuệ đã nhanh chóng thay đổi ti shirt màu trắng và quần dài màu xanh đậm, đẩy cửa nhìn về phía đường Khả Hinh cười nói, nhanh lên. Thời gian chúng ta không còn đâu. A, à, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh cũng không kịp cầm khăn tay, ngay lập tức cầm túi sách, cùng Nhã Tuệ đi xuống lầu. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ. Bầu trời trong xanh, sóng biển xô vào bờ. Gần đây khách sạn Á Châu có xe liên tiếp nhau, vô số phóng viên trong và ngoài nước, nhau nhao bởi vì trận đấu rượu đỏ lần này, mà sớm vào ở khách sạn, bởi vì khoảng cách tới giải thi đấu còn có 5 ngày, từ trước đến nay thực lực tập đoàn Á Châu mạnh mẽ, lại không có thấy hoạt động chúc mừng nào, nghe đồn giải thi đấu rượu đỏ lần này sẽ tổ chức buổi lễ khai mạc thật long trọng, nhưng bởi vì phong tỏa tin tức, gây nên hiệu quả tuyên truyền, vì vậy luôn không có tin tức truyền ra. Một đường chạy xe đường khả hình quấn quyết lấy nhã tuệ nhất, muốn biết cuộc thi đấu rượu đỏ và tổ chức buổi lễ cùng ngày có tiết mục gì, có lẽ kiểu khai mạc như vậy, nhã tuệ đều vô cùng chuyên nghiệp, ra vẻ thần bí không muốn nói. Thật đáng ghét, đường khả hình thoáng cái buông cánh tay nhã tuệ ra, làm nũng nhìn về phía cô nói, dù gì tôi cũng là một tuyển thủ trong đó, chị nói cho tôi biết một chút, cũng không được sao. Không được, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ mỉm cười nói xong, nhìn thấy xe đã dừng ở trước cửa đại sảnh, cô liền nhẹ mà đẩy cửa xe ra. Vừa đi ra ngoài vừa nói, cô không dùng chiêu này được rồi, tranh thủ thời gian về công ty đi, tôi cũng phải đi làm." Đường Khả Hinh đã hứng lấy gió thổi lớn, mỉm cười mà đi xuống xe, tự mình đóng cửa xe, nhìn về phía cô nói, "Đây là lần đầu tiên tôi đưa chị đi làm, nhất định phải đưa tới cửa a." Nhã Tuệ không có biện pháp với cô, chậm chạp cười nói, "Được. Cảm ơn Đường tiểu thư đưa tôi tới cửa. Vậy tôi đi vào a. Đại sảnh yến hội trong khoảng thời gian này không tiếp khách đâu." Đường Khả Hinh đành phải đứng ở cửa ra vào. Mỉm cười mà nhìn nhã tuệ đi vào đại sảnh, cô mới mỉm cười xoay người, đứng ở trước đại sảnh khách sạn, cũng không có ý muốn lên xe, chẳng qua là giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ sáng 20, rồi. Đôi mắt của cô hơi đảo vòng, đứng ở trước thảm màu đỏ, hơi nhìn ra đường lớn Tân Hải thật dài phía trước, nhìn có thấy chiếc xe quen thuộc hay không. Đường tiểu thư, chúng ta không đi sao, tài xế nắm tay lái, khó hiểu quay đầu, nhìn về phía đường khả hinh hỏi. Đợi một chút, đường khả hình còn muốn nhìn về phía cái đường lớn Tân Hải uyển chuyển mà thật dài. Đợi anh à, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. a à, đường khả hình ngược lại hít một hơi lạnh, dọa đến sắc mặt trắng bệch mà xoay người, trong nháy mắt thấy trang hạo nhiên mặc áo vét màu lam nhạt, áo sơ mi màu trắng phía trong, cổ áo lộ ra, vạt áo phía trước mang theo vải hoa màu trắng, phong độ mà nghiêm nghị đứng ở trước mặt của mình, ý cười nhàn nhạt trên mặt, đôi mắt nóng bỏng còn thâm ý mà nhìn về phía cô mặt của cô đỏ dần lúng túng lại cố ý nói đâu có trang hạo nhiên dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của đường khả hinh, cười rộ lên nói rõ ràng chính là chờ anh hừ không biết xấu hổ ai chờ anh đường khả hinh cố ý khinh bỉ anh rồi lại nhịn không được nhắc mí mắt lên có chút mãnh liệt nhìn về phía anh trang hạo nhiên dịu dàng nhìn về phía cô không kìm lòng được mà thâm tình đôi mắt đường khả hinh nóng bỏng nhìn về phía anh cảm giác tình cảm giống như dòng suối tan ra. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen ngừng ở phía trước, tài xế vô cùng bất mãn mà ló đầu, nhìn về chiếc xe Ben phía trước, nói ai đang chắn đường vậy. Được rồi, tôi xuống ở đây được rồi, tưởng thiên lỗi đang mặc âu phục màu đen, nhàn nhạt, nhạt mà đi ra xe, vừa cái cúc áo âu phục, vừa đi lên phía trước, rồi lại thấy đường khả hinh và trang hạo nhiên thản nhiên đứng chung một chỗ, nhìn đối phương, ánh mắt anh đảo vòng, Cất bước đi qua, nói, muốn nói chuyện gì thì nói, chứ đừng chặn đường như vậy chứ. Hai người thoáng cái bừng tỉnh xoay người, nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Đường khả hình có chút xấu hổ mà đưa ngón tay, chạm nhẹ lên huyệt thái dương, có chút lúng túng kêu tổng giám đốc tưởng. Thân ái, tới rồi, trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, lập tức nở nụ cười. Tưởng thiên lỗi nhíu mày nhìn thấy người này không có việc gì, a à một tiếng, cười lạnh hỏi, tỉnh rượu rồi hả? sớm đã tỉnh trang hạo nhiên thoáng cái vươn tay muốn kéo bờ vai của anh ta đi thôi tưởng thiên lỗi lập tức đẩy anh ra tối hôm qua hai chúng ta không phải rất tốt sao trang hạo nhiên lập tức lộ vẻ thâm tình kéo bả vai tưởng thiên lỗi đường khả hinh nhìn thấy người này da mặt của cậu thực dày sớm biết như vậy tối hôm qua tôi nên đá cậu ra khỏi phòng làm việc của tôi chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nói xong lại muốn kéo tay anh ra Lúc này Đông Anh và Tiêu Đồng nhanh chóng đi ra, nhìn về phía tưởng thiên lỗi và Trang Hạo Nhiên khẩn trong kêu lên hai vị tổng giám đốc. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên và tưởng thiên lỗi đồng thời nhìn về phía hai người thư ký, hơi xứng sở hỏi sao vậy? Có tin tức tình tình rồi, chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng vốn là đứng trước một bước, cười nói. Thật vậy sao, đường khả hình nghe thấy, thật khẩn trương mà đi lên trước, nhìn về phía Tiêu Đồng vội vàng hỏi tình tình thế nào Tiêu đồng vui mừng kích động cười nói, hôm qua tình tình đã thuận lợi đến Mỹ, theo lời dặn và sắp xếp cậu tổng giám đốc trang. Chỗ đó bác sĩ thần kinh nổi danh nhất đang tiến hành đợt giải phẫu thứ hai cho con bé, nghe nói tình huống tương đối thuận lợi. Đường khả hình nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới bé gái ngây thơ đáng yêu kia, cô liền vui vẻ mà cười rộ lên. Trang hạo nhiên chợt cảm thấy an ủi mà mỉm cười. Tưởng thiên lỗi lại chăm chú nhìn đông anh, anh biết rõ cô nói ra suy nghĩ của mình. Đông Anh cũng mỉm cười bước lên trước một bước, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, có chút kích động nói, tổng giám đốc, có thể anh nghĩ không ra, vốn là tình tình muốn tham gia buổi diễn ở buổi tiệc tối trong khách sạn của chúng ta, dẫn đầu múa thiên Nga trắng, nhưng bởi vip con bé bị trúng đạn không thể tham gia diễn, chuyện này dẫn tới phản ứng giới truyền thông rất lớn. Hôm nay tập đoàn Hàn Thị, thiên kim tổng giám đốc Hàn Cắt, Hy Văn Tiểu Thư nghe nói chuyện này, liền chủ động tham gia biểu diễn trong buổi tiệc tối ngày mai. Thay thế tình tình múa thiên Nga trắng, mà chủ tịch Hàn bởi vì việc làm này của cháu gái cảm thấy vô cùng vui mừng, trước tiên đã quyên một triệu cho quỹ từ thiện, hơn nữa đáp ứng tự mình và cháu gái cùng đi dự họp giới từ thiện tiệc tối ngày hôm nay. Xác định, tưởng thiên lối có chút kinh hỉ hỏi Đông Anh, đây quả thật là một tin tốt. Đông Anh mỉm cười gật đầu. Trang hạo nhiên bởi vì trước đó đến Las Vegas trộm rượu, Tô Lạc Hoành thiếu chút nữa cùng Hàn Văn Hạo người bên kia nảy sinh khúc mắc, Liên đối với việc này không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là hơi ho khan một tiếng. Đường khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, mới có chút nhiệt tình mà nhìn về phía Đông Anh cười nói, tôi nghe nói thiên kim hàn gia có chỉ số thông minh gần 180, là một thuộc nũ nước Pháp, thật muốn thấy cô gái thiên tài này. Cô ấy lập tức sẽ tới, bởi vì hôm nay phải tới nhà hát khách sạn chúng ta diễn tập. Chấm than ngoặc kép, Đông Anh nói vừa dứt câu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xe tấp nập đằng kia, ở giữa đường một chiếc xe Rolls-Royce màu đen, chiếc xe lóe lên ánh sáng màu kim loại tôn quý, cô kinh hỉ cười nói, cô ấy đến rồi. Chương 843, Thanh Tình. Hơn 10 chiếc xe con màu đen chậm rãi đi đến, cuối cùng dừng ở trước thảm đỏ đại sảnh khách sạn. Ở giữa là một chiếc xe con chạy nhanh đến, dừng lại ngay chính giữa đại sảnh khách sạn. Tưởng Thiên lối cùng Trang Hạo Nhiên dẫn hai vị thư ký, còn có Đường Khả Hinh, tổng giám đốc, đứng trước sân khấu cùng nhau tiếp đãi mọi người đứng ở một bên, mỉm cười chờ đợi. Tập đoàn tài chính Hàn Thị thuộc top 50 công ty đứng đầu thế giới, trong đó bao gồm một số công ty bất động sản, còn có các ngành nghề khác, trải rộng ra toàn thế giới. Hàn Hy Văn là con gái của Tổng Giám Đốc Hàn cùng diễn viên Hạ Tuyết Sở Sinh, lại là trường tôn Hàn Gia, con gái nuôi của Tổng thống Pháp Daniel. Cô vẫn đi theo người cha nuôi này sinh sống tại Pháp, là hòn ngọc quý trên tay ông bà nội người Pháp, chân chính là một thiên tri kiều nữ sao. Sao sao con gái cưng của trời. 12 chiếc xe con màu đen, trong nháy mắt đồng thời mở cửa, những người đi ra đều chỉnh tề, mặc âu phục màu đen, đeo kính dâm có xử lý số liệu, có thể nhanh chóng nắm bắt được thân phận của những người trước mặt, chỉ thấy bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng nhau nhanh chóng tiến lên phía trước, vây quanh chiếc Rolls Royce ở giữa, nghiêm túc mà cẩn thận xem xét toàn bộ hoàn cảnh chung quanh. Xe con màu đen thon dài, cũng trong nháy mắt mở ra. Anna mặc đồng phục màu đen của tập đoàn tài chính Hàn Thị, búi tóc thanh nhã, hơi mỉm cười đi xuống xe, mặc cho làn gió nhẹ lướt qua, cùng với bảo vệ Hàn Văn Hạo bên cạnh, bọn họ đều mặc âu phục màu đen, đồng thời đi xuống xe. Đầu tiên là cất bước tiến lên, đối với tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên hai vị tổng giám đốc của Hoàn Cầu Tôn Kính gật đầu chào hỏi, sau đó mới do Anna nghiêm túc đi tới trước cửa xe Rolls Royce, Tôn Kính mở cửa xe sau, mỉm cười nói: "Hi Văn tiểu thư đã tới khách sạn Á Châu, xin mời xuống xe." Ừm, một thanh âm thanh thúy còn mang theo chút trẻ con từ trong xe vang lên. Đường khả hình đứng ở một bên, hết sức tò mò nhìn về phía trước, thực sự muốn nhìn xem vị tiểu thư này rốt cuộc có bộ dáng gì. Không lâu sau, trong xe rốt cuộc đi ra một tiểu cô nương xinh đẹp chừng 7 tuổi, mắt to trong sáng động lòng người, mũi cao thanh tú, đôi môi phấn hồng như được hoa lên bởi trăm loại tinh dầu hoa hồng, lúc ngửa mặt nhìn về phía mọi người, một bộ dáng của tiểu mỹ nữ, thái độ cao ngạo, người mặc bộ váy màu trắng cao cổ, cách thức tiêu chuẩn pháp, tóc dài buộc đuôi ngựa, trên trán bên trái mang một chiếc ngũ quả dưa hình bầu dục màu trắng cỡ lòng bàn tay, phía trên là một đóa hoa hồng trắng Bulgari có lịch sử khoảng 130 năm. Dùng chất lỏng hoa hồng đặc chế, phối chế mà thành tuyệt mỹ như vậy, tay mang đôi bao tay nhỏ bé, nắm một cái túi sách đơn thuần, chân đi đôi giày thủy tinh màu trắng, đứng ở trước mặt mọi người khi đó, tuy còn nhỏ, nhưng toàn thân cũng đã tản mát ra khí thế tôn quý vương giả. Đường khả hình không thể tin được mở to mắt, nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt, kinh ngạc vì cô bé còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng đã có sự thành thục cùng sự tự tin ngạo mạn như thế. Một trận gió biển mãnh liệt thổi đến, quét qua chiếc mũ nhỏ xinh của cô bé, quấn theo hương hoa hồng trắng thơm ngát bay đi thật xa. Chiếc xe con màu trắng dài nhanh chóng chạy đến. Như mạt ngồi ở phía sau xe, ngửi thấy được mùi hương hoa hồng theo gió thổi đến, đôi con người trở lên mù mịt, lúc nhìn về phía trước, cực lực ẩn giấu sợ hãi, khẩn trương nắm chặt lấy túi sách, một cỗ tức giận, đằng đằng sát khí, đang dâng trào. Mặc cho gió nhẹ lướt qua, hai vị bảo tiêu trong nháy mắt liền mặt lạnh xoay người, ngưng mắt nhìn về chiếc xe phía trước, cảm nhận được sát khí đằng đằng theo đến. Như mạt ngồi ở ghế sau xe, tiếp tục nhìn về phía trước thấy một tiểu cô nương rất đẹp, đỉnh đầu kia là đóa hoa hồng trắng Bulgari, lộ ra một cỗ phong thái truyền kỳ thần bí, đây chính là đóa hoa hồng trắng mà cô ta vẫn luôn muốn. Tài xế nắm chặt tay lái, lúc nhìn về phía cô bé phía trước vẫn chưa biết được thân phận của đứa nhỏ này mặt lạnh như sát thủ hỏi tiểu thư có muốn ra tay hay không vẻ mặt như mạt mờ mịt say mê giống như vừa được hút thuốc phiện dường như đang xa vào trạng thái huyễn hoặc nào đó đôi mắt nhìn về phía trước lại nắm chặt túi sách chân trâu trong tay theo bản năng vặn vẹo chất độc chân trâu muốn giết chết đứa nhỏ tình tình chưa chết ai sẽ là người phối diễn thiên nga trắng Tài xế cảm nhận được hơi thở nguy hiểm phát ra từ như mặt, liền biết kế hoạch của cô, lập tức muốn di chuyển đuôi xe, chuẩn bị gọi người ra tay. Gió nhẹ lướt qua, trong bóng tối tử thần đang đến gần, hơi thở mạnh mẽ, chẳng báo trước lúc nào sẽ kết thúc một sinh mệnh. Không cần động thủ, một thanh âm truyền vào trong tai tài xế, nhanh chóng nói, đây là con gái của Hàn Văn Hảo. Ngàn vạn lần cũng không được động. Tài xế lập tức bỏ đi phòng bị cảnh giác, giống như người tài xế bình thường nắm tay lái chờ đợi. Như mà cũng nhàn nhạt, nhạt nắm lấy túi sách, ngồi ở trong xe có chút mềm mại, cúi đầu chờ đợi. Gió đêm lướt qua, hứa mặc liếc mắt nhìn vào bên trong cửa xe, mới tiếp tục cất bước đi về phía trước, xác định cỗ sát khí trong nháy mắt biến mất, bọn họ mới đồng thời đứng ở đầu đó, nhìn về phía biển rộng biển trước mặt, nhưng vẫn có vài phần nghi hoặc không xác định. Khi văn tiểu thư, tưởng thiên lỗi lấy thân phận tổng giám đốc Á Châu đến, mỉm cười đứng ở trước mặt Hy Văn, vô cùng lễ phép cùng tôn kính nói, hoan nghênh ngài đại giá Quang Lâm đến khách sạn Á Châu, nghe nói lần này ngài lần này sẽ thay thế tình tình, tham gia trình diễn điệu múa Hồ Thiên Nga lần này, chúng tôi vô cùng cao hứng, dù sao cũng nghe nói Tổng Giám Đốc Hàn mấy năm nay, vẫn tận sức với sự nghiệp từ thiện, không nghĩ đến, con gái ngài cũng theo cha mình tự thân thể nghiệm Hy Văn, cô bé mới 7 tuổi này, đôi mắt to khẽ lóe sáng, hơi ngửa mặt mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, sau khi được papa rèn luyện nhiều năm, thập phần khuôn phép nở nụ cười thanh nhã trong trẻo nói, tổng giám đốc tưởng, cha tôi có lời hỏi thăm đến ngài. Cảm ơn ngài lần này đã chiêu đãi chúng tôi ở khách sạn Á Châu. Lần này tôi sẽ toàn lực diễn xuất vở hồ thiên Nga này. Đường khả hình nghe âm thanh trẻ con thanh thúy mà hữu lực này, rất có phong phạm của một vị công chúa tôn quý thủy mị, nết na, cô không khỏi có cái nhìn khác về tiểu cô nương này, đôi mắt to linh động, mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi phấn hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ, trang điểm vừa đủ, thật sự là quá đẹp. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, liền cũng mỉm cười gật đầu, hơi giơ tay, nói cảm ơn Tổng Giám Đốc Hàn đã gửi lời hỏi thăm, Hy Văn Tiểu Thư xin mời. Hy Văn tay kéo túi sách, muốn cất bước đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, nhưng trong nháy mắt nhìn về phía trước có một vị thúc thúc, chiều cao tầm mét 9, âu phục màu lam thẳng tắp, áo sơ mi trong màu trắng, kết hợp với khâm hoa do đại sư cây chế tạo cùng với papa cô bé là một kiểu, vị thúc thúc này nhìn về phía mình, nụ cười luôn nở trên môi, khuôn mặt đẹp trai tỏa ra hào quang vạn trượng, cô bé ngẩng đầu, chừng đôi mắt to, nhìn về phía vị thúc thúc này, chú ấy cư nhiên còn cao hơn chú hai nhà mình. Trang hạo nhiên vẫn phong độ nhẹ nhàng đứng ở một bên, một tay đút túi quần, nụ cười tươi đầy mị lực nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt, phát hiện ra cô bé vừa muốn xoay người, lại quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to, biểu tình nghi ngờ, ánh mắt anh cũng di chuyển, có chút nghi hoặc mỉm cười liếc nhìn đứa nhỏ này một cái, chính là một khắc tươi cười dịu dàng kia, đã khiến người ta choáng váng vì quá đẹp trai rồi. Khi văn thoáng cái lại hết sức duy trì phong phạm thuộc nữ của mình, mắt mở to, nhìn về phía trang hạo nhiên. Bầu không khí trong lúc này có chút kỳ quái, mọi người hai mắt nhìn nhau, cũng nghi hoặc không hiểu, Anna hầu hạ hy văn lâu ngày, tự nhiên hiểu rõ tình huống này, chỉ là mỉm cười. Đường khả hình nhìn hy văn, lại nhìn về phía biểu tình kia của trang hạo nhiên, hai mắt cô chợt lóe, không hiểu sao lại có chút khẩn trương, dường như trong lúc lơ đãng rời bước, muốn che ở trước mặt trang hạo nhiên, nhìn về phía hy văn vậy ngọt ngào như mật, hâm mộ, tôn kính tươi cười. Trong nháy mắt hy văn thu lại sắc mặt, nháy nháy đôi mắt to, thập phần không vui nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía vị tỷ tỷ mét sáu chẳng biết ở đâu nhảy ra thế này. Đường khả hình dường như cũng cảm giác được hi văn có chút không vui, lại vẫn có chút ngây ngốc đứng ở trước mặt cô bé, bộc lộ tươi cười ngọt ngào, biết thân phận của mình như thế, còn chưa đủ tư cách hướng cô bé chào hỏi, đành phải làm bộ như vô ý đứng đó. Tưởng Thiên lỗi đứng ở một bên, liếc nhìn về phía bộ dáng này của Đường Khả Hinh, liền nhịn không được cúi đầu cười. Tôi nói, khi Văn Thu hồi bộ dáng mà Daniel đã dạy mình kia, lộ ra bộ dáng đấu võ mồm với mẹ ở nhà ra, nhìn về phía Đường Khả Hinh nhàn nhạt, nhạt ngẩng mặt, có chút không khách khí nói, vị tỷ tỷ không được 1 mét 61 phía trước. Đường khả hình nghe xong, sắc mặt cô có chút phiếm hồng, tức khắc ngẩng đầu, nhìn lại thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, cô lập tức có chút lúng túng nhìn về phía Hy Văn, mỉm cười nói, ách, chào ngài, Hy Văn tiểu thư, tôi là... Tôi không có hỏi chị là ai, Hy Văn chớp chớp mắt to, thanh thanh thúy thúy nhìn về phía đường khả hình, nhanh nhẹn nói. Đường khả hình sắc mặt có chút khó coi, có chút lúng túng ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu hy văn ngọt ngào cười nói, thật là thất lễ. Thế nhưng tôi nghĩ muốn nói cho ngài, tôi năm nay vừa vặn là 1m62. Ngài có khả năng là đã tính sai rồi. Trang hạo nhiên đứng ở phía sau, nghe thấy đường khả hình nói, nhịn không được cúi đầu cười. Ánh mắt hy văn khẽ đánh giá, hé miệng ngửa mặt nhìn về phía đường khả hình, có chút khinh miệt nói, hôm nay chị đi đôi giày cao gót 11 phân thương hiệu GUICCI, phía sau vị thúc thúc kia cao 193 cm, kể cả cao dài ra từ chỗ này của tôi nhìn sang, giảm đi khúc xạ 3 cm, chị vừa vặn mới đến mũi chú ấy. Từ mũi đến chán chú ấy là 22 cm, cũng có thể nói là kể cả chị đi giày cao gót mới được 171 cm, vứt đi giày cao gót CUICCI 11 cm, vừa vặn còn 1 m 6. Chấm than ngoặc kép. Đường khả hình thở dốc vì kinh ngạc, không thể tưởng ra được mở to mắt, cả người lạnh run, nổi ra ga nhìn về phía Hy Văn. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía cô bé. Này, đường khả hình lập tức cảm giác mình có chút mất thể diện, nhìn về phía Hy Văn vừa muốn phân rõ phải trái. Hy Văn lập tức khinh bỉ nhìn về phía đường khả hình, chập một tiếng, chế nhạo nói, chị gái à, chị năm nay đã hơn 20 rồi, chẳng lẽ còn tin tưởng mình sẽ cao thêm được sao? việc này so với việc tin ông già Noel sẽ bỏ ra từ ống khói tặng quà cho người ta còn ấu trĩ hơn đấy. Chấm than ngoặc kép, câu nói như một cái búa nặng, đập thẳng vào đỉnh đầu đường khả hinh, cô lập tức bị hủy khuất, bộ dáng như muốn chết đi cho rồi, cắn chặt môi dưới lúng túng nhìn về phía Hy Văn, vừa muốn nói. Không tin, Hy Văn lập tức mở to mắt, nhìn về phía đường khả hinh chập một tiếng, lại chế nhạo nói cũng phải. Trong giáo đường âm thanh 12 giờ vang lên, đồng thoại lúc ấy xảy ra, bị thương tổn lớn nhất không phải cô bé lọ lem chấm than chị có biết là cái gì không cô bé nhìn đường khả hinh đường khả hinh lập tức mân môi rất tức giận mặt đỏ lên nhìn về phía đứa nhỏ trước mặt không biết đi xem ra chỉ số thông minh của chị cũng chỉ có vậy mà thôi thi văn lại liếc về phía cô khóe miệng nhếch lên nói đáng thương nhất chính là quả bí đỏ vừa to vừa lùn kia không có đất dụng võ chấm than ngoặc kép phanh một cây búa lại hướng về trái tim cô đập xuống. Đường khả hình trong nháy mắt bị đánh trúng đến nói không lên lời, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hy Văn, tức giận đến muốn nổ tung. mươi 844, Thí nghiệm Nếu như thật sự chỉ 1m62, đường khả hình không chịu nổi, không nhịn được gan phổi đã muốn nổ tung rồi. Đột nhiên Hy Văn khinh bỉ liếc về phía đường khả hình, cười rộ lên nói, chỉ có biết hàng năm ở phương Tây tỷ lệ chẩn đoán bệnh ung thư sai lầm là cao bao nhiêu không? 37% chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại chừng mắt bé, không hiểu ý của nó. Không biết, khi văn nhìn cô, cố ý hé miệng nở nụ cười. Đường khả hình muốn đi lên bóp cái mặt nhỏ này, cô mở to mắt chừng, phát hiện sự thông minh tài trí của mình ở trước mặt đứa nhỏ này, không biết làm thế nào. Khi văn nặng nề thở dài, mới bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hình nói, ngay cả chẩn đoán tỷ lệ sống chết của bệnh ung thư còn sai lầm cao như vậy. Càng không cần phải nói đế cây thước chỉ đáng mấy đồng tiền kia rồi. Nếu có một ngày, chị phát hiện mình cao hơn, nhất định không nên tin cơ thể của mình cao, mà là nên tin cây thước đó bị hư rồi. Chấm than ngoặc kép. Đường khả hình thức giận đến đầu muốn bóc khói rồi, nắm chặt quả đấm nhìn về phía Hy Văn. Ánh mắt Hy Văn trừng lớn, nhìn đường khả hình thức như vậy, lại như cũng nghiêm túc nói, tin tưởng em đi, em cũng chỉ muốn tốt cho chị. Giống như em lúc này 7 tuổi, cũng đã cao 1 m 30 Em là được duy truyền gen tốt của cha và cả mẹ, vì vậy tương lai cơ thể em nhất định sẽ cao tới 1m70 trở lên. Em nói như vậy, để cho chị tự biết mình. Nắm đấm nắm đến răng rắc rung động. Đường khả hình nghiến răng nghiến lợi mà nắm nắm đấm, chừng mắt cái này nha đầu chết tiệt kia, móng tay đều muốn cắm vào trong thịt. Hy văn có chút đồng tình liếc về phía đường khả hình, lại hé miệng cười nói, cho nên nói, không nên ngăn cản đường của thục nữ. Lại càng không nên ngăn cản ánh mắt của người đó bởi vì có trí tuệ, có mị lực, chị sẽ ngăn không được đâu. Bé nói xong, lập tức rất thuộc nữ mà vươn tay, nhẹ đụng tóc đuôi ngựa thật dài của mình. Trang hạo nhiên nghe lời này, vội vàng cười cười đi lên, đưa tay muốn đẩy đường khả hình ra. Nhưng đường khả hình không chịu, chết bám trên mặt đất, chính là không muốn động. Trang hạo nhiên trầm mặc dịu dàng nhìn bộ dáng này của cô, nhìn một hồi lâu, mới duỗi hai tay ra nhẹ nắm lấy hai cánh tay của cô, để cho cơ thể cô đứng xích ra một chút. Đường khả hình nhất thời ấm ức mà nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên khẽ nhếch miệng vui vẻ đi tới trước mặt Hy Văn, nới lỏng cúc áo trên tay áo vét ra, rất yêu nhã mà nhẹ nhàng phong độ ngồi xổm xuống, lấy một tư thế thân sĩ, đôi mắt quyến rũ khẽ chấp, nhìn về phía Hy Văn, nhẹ kêu, này. Hy Văn nhận lấy cây dù nhỏ mà lây đưa tới, để nhẹ trên bờ vai, lấy một dáng vẻ tuyệt đối yêu nhã đáng yêu, vừa chừng mắt mà nhìn về phía Trang hạo nhiên, trong trẻo lưu loát trách cứ nói em không có tên sao a ah, sorry trang hạo nhiên lại trưng lên nụ cười đẹp trai như ánh mặt trời nhìn về phía hy văn vô cùng đứng đắn mà giới thiệu nói em khỏe chứ hy văn tiểu thư anh là tổng giám đốc hoàn cầu trang hạo nhiên hy văn nghe vậy lập tức có chút không hiểu nhìn về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi mỉm cười anna lập tức cúi đầu xuống bên tai hy văn nhỏ giọng giải thích ở công ty có hai người tổng giám đốc Thi Văn im lặng lắng nghe, sau đó bất ngờ mở to mắt, giống như vô cùng nghiêm túc mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng hiểu được ánh mắt này của bé, càng nhìn cô bé trước mặt càng thích, không nhịn được nâng lên nụ cười thưởng thức, đôi mắt quyến rũ lại nóng bỏng mà lóe lên. Lúc anh im lặng, trong người lúc nào cũng tự nhiên tản mát ra hơi thở mập mờ, vô cùng mê người, đẹp trai đến sáng lóng lánh, chấm than mở ngoặc đơn, muốn đuôi mù ấy, khổ. Thi Văn nghe Anna giải thích liền nhìn về phía Trang Hảo Nhiên hơi ngừng mặt, tỏ vẻ nghiêm túc mà ho nhẹ một tiếng nói, anh khỏe chứ, Tổng Giám Đốc Trang, bởi vì cha em chỉ nói với em hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Tổng Giám Đốc Tưởng, nhưng lại không có nói đến Tổng Giám Đốc Trang. Vì vậy cũng không biết thân phận của anh, thật là thất lễ. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nhìn về phía con bé đang giả bộ thục nữ này, vẻ mặt liền tức giận. Trang Hạo Nhiên lại vui vẻ cởi mở nở nụ cười, nhìn về phía Hy Văn, không tìm lòng được nói, có thể may mắn nhìn thấy Hy Văn tiểu thư, thật là vinh hạnh của chúng tôi. Thân phận tôn quý cũng không lấn át được ánh sáng thuộc nữ, đây mới thật sự là mỹ nữ nước Pháp, giống như tượng trưng cho trí tuệ. Anh có may mắn làm một hộ hoa sứ giả hay không, cùng em đi đến nhà hát một chuyến. Tối mai anh sẽ đến xem biểu diễn từ thiện sao? Đột nhiên hai mắt Hy Văn sáng lên, có vẻ thuộc nữ lễ phép tươi cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đương nhiên, chấm than ngoặc kép Trang hạo nhiên lập tức lại vươn tay. Khi văn có chút vui vẻ, rốt cuộc rũi bàn tay nhỏ bé ra, đưa tới trong tay trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên lập tức vui sướng mà hơi nắm chặt bàn tay nhỏ bé này, hơi đứng lên, đỡ cơ thể cao của bé, đổi tư thế bắt tay của người bạn, ngược lại tay nắm lấy tay nhỏ bé của cô ta, gương cao nụ cười nói, đi thôi. Khi văn tiểu thư, anh và em cùng đi đến nhà hát. thi văn vô cùng hài lòng với động tác chăm sóc thật nhỏ của trang hạo nhiên, mỉm cười vô cùng lễ phép gật đầu, đi theo anh lên phía trước. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, nhìn về phía trang hạo nhiên khiến thiên kim hàn ra mê mẩn như vậy, cũng chỉ cười cười, cất bước đi lên phía trước. Một đám người lập tức nối đuôi, đi theo hy văn đi vào trong. Đường khả hình một người đứng tại chỗ, hứng lấy luồng gió lạnh thổi qua, cô vừa cắn chặt môi dưới. Vừa nghĩ đến Trang Hạo Nhiên và Hy Văn cứ như liếc mắt đưa tình với nhau còn làm động tác đó, tức giận đến lồng ngực phập phồng như muốn nổ, vẻ mặt buồn rười rượi, muốn hét lên thật to. Cô đường, tài xế nắm tay lái, không hiểu ló đầu, nhìn về phía đường khả hình hỏi chúng ta. Đến hoàn cầu không? Lồng ngực đường khả hình phập phòng thở gấp, trong nháy mắt xoay người, thấy trang hạo nhiên cứ nắm bàn tay nhỏ bé của Hy Văn, dáng vẻ anh Tuấn tươi cười, vừa thưởng thức nhìn cô ta, vừa nói nước Pháp phổ biến, cô tức giận đến đại não lộn xộn, lý trí mau chóng đi lên phía trước. Ngồi ở phòng ăn ngoài trời, Ô ô ô ô ô, đường Khả Hinh vừa rút một tờ khăn giấy, che mặt khóc lên nói, lần trước em mới vừa giải quyết xong một tình địch lớn nước Pháp, bây giờ lại có thêm một tình địch nhỏ nước Pháp. Tại sao phụ nữ nước Pháp không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhã Tuệ ngồi ở bên cạnh, sửng sốt nghe lời cô nói, không nhịn được bật cười. Trần Mạn Hồng cũng ôm vai, miệng giật giật, cười một cái nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại ô ô ô, ô mà khóc lên, cầm lấy khăn tay. Vừa lau nước mắt, lại không chịu được mà kêu to lên cái con nhỏ chết tiệt kia. Trong miệng răng dài như con chó đó, răng nanh như vậy mà khéo mồm khéo miệng, đột nhiên đầu óc thay đổi nhanh như thế. Uổng công lúc đó tôi còn nói muốn giúp nó mở mang kiến thức. Hừ, nó lại mắng tôi bí đỏ lùn, nó mới là bí đỏ lùn. Ô ô ô ô ô. Cô lại rút một tờ giấy khăn, vừa khóc vừa lau nước mắt, lau đến son môi đều không còn để lau, một bộ giá ngoán phụ cô khỏe không, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn về phía đường Khả Hinh, thở dài nói cô ngay cả một đứa bé cũng muốn ăn giấm chua. Đường Khả Hinh nhất thời khẩn trương mà nhìn về phía Trần Mạn Hồng, xé gan moi tim xé phổi mà chảy nước mắt, khóc giống như một đứa bé nói, một đứa nhỏ. Cô nhìn nó giống như một đứa nhỏ sao, nó không phải là người bình thường, nó là đại tiểu thư hàn gia, qua 11 năm nó liền trưởng thành rồi. Có khả năng khi nó 18 tuổi đã cao 1m70. Cái thân phận địa vị này của nó, xứng với trang hạo nhiên mà còn dư thừa nữa. Chấm than ngoặc kép. Trần Mạn Hồng khiếp sợ nhìn về phía đường khả hình. A à một tiếng, bất đắc dĩ cười nói, cô hai của ta a à? Sao cô lại nghĩ xa như vậy hả? Cái này tuyệt không xa. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình giống như hiểu được tâm ý hy văn lại xé lấy khăn tay khóc toáng lên nói, các cô không có nhìn thấy ánh mắt của nhỏ chết tiệt kia nhìn Trang Hạo Nhiên đâu, giống như đang nói anh chờ em 11 năm đi, em sẽ gả cho anh. Ô ô ô ô ô, chấm than ngoặc kép, cô nói xong, lại rút ta một miếng khăn giấy, lau nước mắt, nói, người ta nói, một người yêu đương chẳng qua có 365 ngày, cái tên Trang Hạo Nhiên chết tiệt kia, lớn lên đẹp trai như vậy, cao như vậy, có tiền nữa, vẫn có thể dẫn con nhỏ kia về nhà nuôi. Chào ôi, Trần Mạn Hồng nghe lời này, không nhịn được bật cười nói, cô đừng nói đến khó nghe như vậy, cái gì mà dẫn về nhà nuôi, anh ấy cũng không phải người biến thái. Chấm than ngoặc kép, anh ấy chính là biến thái. Nếu như anh ấy là người bình thường, tại sao có thể hấp dẫn nhiều phụ nữ như vậy hả? Có khi, tôi nhìn thấy con mũi chích anh ta, tôi cũng biết đó là mẹ. Chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh lại xé miếng khăn giấy, che mặt, lại ô nước nở nghẹn ngào nuốt nước mắt mà khóc lên trời ơi, cô Hải ơi, nhã tuệ thật sự là bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía dáng vẻ thương tâm ghen tuông của đường khả hinh, cười khổ nói cô không nên như vậy. Đó chỉ là một đứa bé. Một đứa bé có chỉ số thông minh 180. Đường khả hinh lại xé khăn giấy, khóc lên nói, nó thông minh như vậy. Thoáng cái có thể tính ra chiều cao của một người, còn biết tỷ lệ bệnh ung thư phương Tây. Người như vậy đó, tôi đã cảm thấy tôi quá thông minh rồi. Chấm than ở trước mặt nó tôi như củ hành tây cũng không phải. Tôi không phục, tôi không tin, chấm than ngoặc kép. Phốc, Trần Mạn Hồng nghe lời này, không nhịn được cười rộ lên nói, nếu như cô thật sự không tin, điện thoại tiểu nhu có một phần mềm trắc nghiệm chỉ số thông minh, cô có muốn thử một chút hay không? Không cần, khả hình từ nhỏ đến lớn đều rất thông minh, hơn nữa đã thấy qua là không quên được, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ lập tức giống như chị gái, ngồi thẳng người, rất chân thành nói, chỉ số thông minh của cô nhất định rất cao, không cần trách nghiệp. Đưa đây, đường khả hình chính là âm ước. Trần Mạn Hồng vội vàng quay người, kêu to tiểu nhu. Ơi, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu mặc áo sơ mi trắng, đồng phục màu đen, tóc búi cao, cười đến thật đáng yêu đi ra nói quản lý tìm tôi sao. Cho tôi mượn điện thoại, Trần Mạn Hồng vươn tay. Không có ở đây, tôi đi làm chưa bao giờ mang theo điện thoại, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu lập tức sợ hãi ánh mắt trừng lớn, nói. Trần Mạn Hồng vô cùng tức giận muốn đưa tay bóp chết cô. A, à, không cần, ở chỗ này, Tiểu Nhu lập tức sợ hãi mà lấy điện thoại cầm tay ra, rất vỉ khuất mà đưa cho Trần Mạn Hồng. Cô cho rằng bà đây là heo nhà cô à, nghi mắt chỉ nhìn thấy thức ăn, cút, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng thoáng cái cầm lấy điện thoại di động của cô, đưa cho đường khả hinh, không nhịn được cười nói, đến bên trong có phần mềm trắc nghiệm chỉ số thông minh đấy, cô có thể thử xem. Tiểu Nhu nghe nói trắc nghiệm chỉ số thông minh, liền thật vui vẻ mà cười nói cái phần mềm này chơi rất vui. Chấm than, mỗi lần tôi cũng có thể chơi đến 60%. Khả hình chơi nhất định có thể chơi đến phần trăm cao nhất. Đường khả hình nghe vậy, lập tức cầm lấy điện thoại, nhìn thấy phía trên có phần trắc nghiệm, cô lập tức đè xuống bắt đầu, thuận tiện hỏi kiểm tra này, cao nhất có bao nhiêu phần trăm. 180, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu lập tức mà cười nói. 180, chấm than ngoặc kép, mày đường khả hình nhíu lại, lập tức lộ ra bộ dáng khí thế tràn đầy, nhấn xuống bắt đầu thí nghiệm, chỉ cần bằng một đề bài, liền có thể biết chỉ số thông minh của mình rồi. Cô lập tức thật khẩn trương mà nhìn, nếu như một cái bồn tắm lớn đựng đầy nước, bên cạnh thả một muỗng và một cái muôi nước, bạn sẽ làm thế nào để hất nước ra? Đôi mắt của cô chớp chớp, trong lòng suy nghĩ sẽ không đơn giản như vậy đâu cô nhìn tới nhìn lui cái đề tài, vẫn cắn chặt răng nhấn xuống lựa chọn đáp án muôi nước. Trong nháy mắt, màn hình điện thoại sáng lên thí nghiệm của bạn đã xong, trong nháy mắt nhảy ra đáp án, chỉ số thông minh của bạn là không. Đáp án chính xác hẳn là rút cái nút phía dưới bồn tắm lớn. Hừ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình kích động cầm lấy điện thoại ném trên mặt bàn. Chấm than ngoặc kép, mươi 845, khai ra. Nhà hát tập đoàn Á Châu, ở bên trái của sân gôn, bên cạnh cửa chính đại sảnh. Tiệc từ thiện tối ngày mai là buổi tiệc long trọng nhất cả năm, các khách mời ca sĩ cùng diễn viên đứng đầu cả nước, còn có đoàn thể vũ đạo, lần này bởi vì các bạn nhỏ ở Viện Phúc Lợi diễn thêm vũ đạo, xoan cho thấy Thủ tướng đối với Viện Phúc Lợi đặc biệt quan tâm, càng do nguyên nhân sự kiện tình tình chúng đạn cùng hy văn gia nhập liên minh, được truyền thông phóng đại viết lên báo, làm cho mọi người đều chú ý. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi tự biết nghi thức rất long trọng, khi đó giới truyền thông còn phát tin Tổng thống Daniel vì hỗ trợ cho hình ảnh của cháu gái rượu, lại vì tập đoàn tài chính hàn thị thực lực hùng hậu cùng thân phận của mẹ là ảnh hậu quốc tế, càng thêm không dám thất lễ, đồng thời cùng đi với Hy Văn, ngồi trên ghế lái xe Rolls Royce, xuyên qua hậu hoa viên khách sạn Á Châu, hướng tới đoạn đường kéo dài phía trước chạy tới, chừng khoảng 20 phút, một tòa nhà màu trắng với kiến trúc hình con chim bay lượn. Nằm im lặng ngay bên cạnh tòa nhà lớn, chung quanh là những mảnh đất trồng cây ngô đồng, còn có những cây cổ thụ cao thẳng, nơi nơi đều là một khoảng không gian mang đầy tính nghệ thuật. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngồi trong xe có rèm che rừng ở trước nhà hát. Bảo vệ lập tức xuống xe, ba đoàn bảo vệ nghiêm túc mà cẩn thận đứng ở bên cạnh xe, chăm chú nhìn tình huống xung quanh. Tiêu Đồng mỉm cười đi lên phía trước, nhẹ mở ra cửa sau xe Rolls-Royce màu bạc, thập phần tôn kính kêu, "Tổng giám đốc, Hi Văn tiểu thư, hoan nghênh đến với nhà hát tập đoàn Hoàn Cầu." Trang hạo nhiên trước hết nhếch môi cười cất bước đi ra khỏi xe, vừa cài lại cẩn thận nút áo âu phục, vừa vô cùng thân sĩ phong độ hơi chút dương tay, hướng bên trong xe rũi ra nói, đã tới nơi, Hy Văn tiểu thư, mời. Hy Văn mỉm cười nhẹ đưa tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Trang hạo nhiên, thập phần tùy mị cất bước ra khỏi xe, người hầu lập tức bật ô che màu trắng, mỉm cười nhẹ che đi ánh mặt trời cho tiểu thư. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, còn cười đi về phía trước tưởng thiên lỗi cũng đứng ở một bên, phòng độ nghiêm nghị hơi dương tay, lấy thân phận chủ nhà, mời Hy Văn hướng trên bậc thang bước đi. Nhà hát tập đoàn Hoàn Cầu, đầu tư 13 triệu, bình thường có tiệc từ thiện nào diễn xuất bên trong sẽ thương lượng cho thuê, tiền thuê một buổi tối ước chừng 300 vạn, bên trong màu sắc vô cùng rực rỡ, đại sảnh ở tầng 1 có thể chưa được 3.000 người, tầng 2 thuộc sảnh VIP dành cho khách quý, có 12 phòng triển lãm, thiết kế có ống nhòm, nhân viên bộ phận rượu phục vụ điểm tâm, Tầng 3 thuộc sảnh VIP Bạch Kim, có 3 phòng triển lãm, ngay chính giữa là vị trí tốt nhất, lúc đó Thủ tướng sẽ mang theo hai đứa cháu yêu. Tham dự tiệc từ thiện tối lần này. Lúc này, có hiệu ứng 3D kỳ ảo giữa sân khấu lớn chiếu sáng, đã có không ít ca sĩ, minh tinh, còn có đoàn đội vũ đạo khẩn cấp diễn tập, người chủ trì tay cầm lời kịch cũng đang khẩn trương thương lượng các tiết mục biểu diễn, thợ chụp ảnh của đài truyền hình, bên trong còn có phóng viên, đều cũng đang khẩn trương lựa chọn an bài chỗ ngồi cửa chính nhà hát. Trang Hạo Nhiên vừa cười nắm tay Hy Văn cất bước trên tấm thảm màu đỏ thấm, vừa giới thiệu nhà hát này được thành lập vào 30 năm trước, có được một thời kỳ lịch sử nhất định, ở trong này đã từng cử hành vô số tiệc tối trên thế giới, còn có các ca sĩ cấp cao biểu diễn, vé vào cửa tới mấy vạn một tấm, bình thường giá cao nhất, cũng gần 300 ngàn, khách viếp lại càng không thể định giá. Hy Văn thập phần biết lễ mà an tĩnh lắng nghe, cực kỳ vừa ý với người chú này vì không quan tâm tới thân phận còn nhỏ của mình, trong lòng tự nghĩ, chú nói chuyện rất tôn trọng mình, cô thích được đối đãi như một người con gái như vậy. Trang hạo nhiên vừa hơi dương tay, mời Hy Văn hướng sân khấu bên kia đi đến. Từ khi bên bờ sông Tương Tư thấy em, tựa như gió xuân thổi vào trái tim, anh muốn nhẹ nhàng nói với em, đừng quên anh. Ba nữ ca sĩ mặc váy dài trắng thuần, ở tổ ca sĩ nữ trong nước, mái tóc dài cài độc một cái lược nhìn thập phần dịu dàng động lòng người, cầm cái microphone, theo ban nhạc lãng mạn diễn tấu, lãng mạn mà cười ngọt ngào như vậy sướng lên, từ khi tương tư bờ sông biệt anh, vô hạn thống khổ trôn ở trái tim, em muốn nhẹ nhàng nói cho anh, không cần quên em. Tới rồi, Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đúng lúc ca khúc đến rũa dài điệu đẹp ngọt ngào mộng ảo, mượn ngọn đèn sân khấu phát sáng nguyễn hoặc, thập phần phong độ nắm tay Hy Văn đi lên sân khấu. Hy Văn nhẹ kéo váy của mình, trong lòng cảm nhận được Trang Hạo Nhiên như đang dắt một người bạn vậy, đi lên bậc thang, đứng ở bên cạnh sân khấu, giống như thuộc nữ biểu lộ ý cười nhẹ nhàng, hơi vén váy lên đi, bày tỏ lễ phép cảm tạ. Trang hạo nhiên lập tức nghiêng mặt cười, nhận lấy một bó hoa hồng trắng thập phần mộng ảo mỹ lệ mà tiêu đồng đưa qua, hơi kho người xuống, thập phần tao nhã phong độ ngồi xổm xuống, đưa về phía Hy Văn, ôn nhu nhìn về phía cô bé, nói, Hy Văn tiểu thư, cảm tạ ngài có thể thay tình tình biểu diễn xoan lếch, cũng cảm ơn chủ tịch Hàn vì tiệc từ thiện tối này, quyên tiền từ thiện, để tôi làm chủ ngày mai tôi rất chờ mong diễn xuất đặc sắc của ngài đến lúc đó nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ vật thật mộng ảo đưa cho ngài thi văn rốt cục hơi có vẻ có phần thẹn thùng tiếp nhận bó hoa hồng trắng này khẽ cười ngẩng đầu nhìn về phía chú tao nhã phong độ đẹp trai này không nhịn được ôm hoa tươi nghiêng nhẹ trước mặt trang hạo nhiên giống như cùng cô tâm linh tương thông dịu dàng hơi quay mặt thi văn ở trên mặt của anh hôn nhẹ mới cười nói cảm ơn chú không nên khách khí trang hạo nhiên tiếp thu nụ hôn nhẹ này mới chậm rãi đứng lên thâm sâu liếc mắt nhìn hy văn một cái mới do anna cùng người hầu đi theo tới mỉm cười hầu hạ cô bé đi về phía trước chuẩn bị thay quần áo diễn tập cho cô trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía hy văn dần biến mất ở hướng trước sân khấu lúc này mới hơi thở hổn hển một hơi cất bước đi xuống sân khấu lại đi đến vị trí trung tâm nhìn về phía ba nữ ca sĩ nhẹ lay lay thân mình biểu diễn, em nghĩ muốn nhẹ nhàng mà nói cho anh, không cần quên em. Không cần quên em, vẻ mặt anh liền lóe ra suy nghĩ, nhìn về phía các cô sâu sắc biểu diễn như vậy, bất giác lại nhớ tới đường khả hình, nhớ lại cô hôm nay đứng ở trước mặt hy văn, lộ vẻ mặt bị khi dễ. Anh nhàn nhạt cười, trầm mặc từ trong túi áo, rút điện thoại ra, ngón trỏ lướt nhẹ trên màn hình, trượt mặt trên danh sách số điện thoại, rốt cuộc trượt đến dãy số của đường khả hình. Anh dừng ở cái dãy số này, Thật lâu, thật lâu. Tưởng Thiên Lỗi cất bước đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu, nói cậu thật là già trẻ đều ăn a, à, là con gái đều sẽ thích cậu. Trang Hạo Nhiên thu hồi điện thoại, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, sáng lạn cười rộ lên nói, tôi nhớ rõ, lúc đó bởi vì tôi quá xinh đẹp, bị bạn bè cùng nhau chơi đùa vẫn cứ để cho tôi làm vợ của cậu, thật sự muốn vì cậu sinh một đứa con gái thông minh như thế mang nó đi hủy diệt địa cầu cũng đều có khả năng a à. chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi vẻ mặt có chút tức giận nhìn anh nói cậu có thể hay không có một ngày đứng đắn chút tiệc từ thiện tối lần này đối với khách sạn chúng ta rất quan trọng gần đây không hiểu sao có người bình luận tựa hồ bắt đầu có ý mà tỏ ra vô ý nhằm vào tập đoàn của chúng ta làm ra một chút đả kích lạ lùng thậm chí có người gây sóng gió tập đoàn tài chính Hàn thì có ý cùng chúng ta cạnh tranh đấu thầu một mảnh đất mới khu phía tây kia, giá cổ phiếu liên tục trượt xuống. Bởi vì Hàn Văn Hạo quá mạnh mẽ. Trang Hạo nhiên hai tròng mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nhìn về phía một nữ ca sĩ chừng 60 tuổi đang bắt đầu diễn tập. Tưởng Thiên lỗi cao chặt mày, trong lòng không khỏi sầu lo nói, lần này Hàn Văn Hạo để cho con gái qua đây tham gia biểu diễn vũ đạo, đây là một tín hiệu tốt, ngàn vạn lần trong quá trình này đừng xảy ra chuyên gì sai lầm, người nào chúng ta cũng có thể đắc tội, nhưng không thể đắc tội với Hàn Văn Hảo. Trang Hạo Nhiên lại ngửa mặt, cơ thể phát ra muôn vàn khí thế, chăm chú nhìn sân khấu. Nhất định phải cẩn thận, tôi có một dự cảm không tốt, tưởng thiên lỗi nói xong, vẻ mặt năng nề rời khỏi. Trang Hạo Nhiên ánh mắt khẩn trương cùng căng thẳng, đôi tay nhẹ đút túi quần, nhìn về phía sân khấu, nặng nề thở một hơi. Một cái ống nhòm nào đó, đối diện chính giữa nhà hát Huy Hoàng, rực rỡ. Chính giữa tòa nhà, bên một cánh cửa sổ nào đó. Một bóng dáng lạnh lùng, đứng ở trước cửa sổ, tay cầm ống nhòm, lại chăm chú nheo mắt nghiêng mặt nhìn tòa kiến trúc, nhớ tới vị trí thị trưởng của mình lúc bị đoạt đi, tưởng thiên lỗi đã nói ra lời cảnh cáo. Điện thoại đột nhiên vang lên. Tần vĩ nghiệp mặc y phục hàng ngày, lạnh lùng lấy điện thoại cầm tay ra, lên tiếng, hửm. Bên trong một căn phòng bí mật. Uyển Thanh trong khoảng thời gian này đang nhanh chóng phân giải các động tác hình thể của Như Mạt, động tác chụp ảnh. Hai cô gái mặc áo đen, tóc buộc cao đôi ngựa, miệng nhai kẹo cao su, ngón tay nhanh chóng lướt ở trên bàn phím, vừa đánh máy vừa nhìn về phía phần mềm của mình, thần tốc theo tín hiệu đèn nhắc nhở, hai con đường thuận lợi liên tiếp cùng một chỗ, ống nghe điện thoại phát ra âm thanh điện lưu xèo xèo, lập tức truyền đến âm thanh một người đàn ông, các cô lập tức nhấn theo ống nghe điện thoại, nhìn về phía Uyển Thanh nói, có tín hiệu chấm than ngoặc kép. Uyển Thanh nhanh chóng đi lên phía trước, tay chống trên mặt bàn máy vi tính, nhìn về phía tín hiệu giữa màn hình máy tính, quả nhiên có màu sắc sáng lên, cô lập tức vui vẻ cười rộ lên nói, Mỹ Linh cô phụ trách nghe lén, Thanh Bình cô lập tức tìm kiếm nơi phát ra tín hiệu điện thoại. Ưm, ừ, Thanh Bình lập tức nhai kẹo cao su, ngón tay thần tốc lướt trên bàn phím, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, nhìn về giữa màn hình máy tính có vài đường đang di chuyển, giống như đang đồng loạt đi về phía trước trước cửa sổ tần vĩ nghiệp nắm chặt di động lạnh lẽo nghiêm mặt nhìn về phía nhà hát kia nói đã chuẩn bị tốt chưa chuẩn bị tốt rồi một âm thanh vang lên trong điện thoại truyền đến giọng nói lãnh khóc đôi mắt tần vĩ nghiệp lóe ra ánh sáng sắc bén mỉm cười nói tối ngày mai liền dựa vào cậu rồi yên tâm đi điện thoại gián đoạn tần vĩ nghiệp nắm di động ngửa mặt nhìn về phía trước nhà hát tối tăm mà rét lạnh nói tưởng thiên lỗi tối ngày mai nếu đại tiểu thư hàn gia xảy ra chuyện hàn văn hạo có thể hay không đem cậu xé xác tựa như ngươi lúc ấy đối với tôi vậy chấm than ngoặc kép phía sau có người tiến vào cười lạnh nói tôi đã trói người kia lại rồi khiến cho tập đoàn này đấu đá với nhau một trận thật tốt ta chỉ việc ngồi làm ngư ông đắc lợi thôi tần vĩ nghiệp quay mặt nhìn về phía bóng dáng nhàn nhạt, nhạt bên cạnh lại mỉm cười lại hỏi phóng viên tiêu đã bắt được chưa bắt lại rồi Tần Vĩ Nghiệp lại ngưng mặt lạnh lùng, vô cảm cười, nói: "Tìm người mấy người đàn ông hầu hạ cô ta, nhất định phải đem bí mật rượu đỏ trong miệng cô ta khai ra." Chấm than ngoặc kép. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 846: Trung thực và dối trá. Buổi trưa, một chiếc xe con màu đen nhanh chóng dừng trước đại sảnh khách sạn. Lãnh Mặc Hàn mặc bộ Âu phục màu đen nhanh chóng bước ra từ chỗ ngồi phía sau, tay cầm di động Nghiêm mặt nghe Uyển Thanh nói, hai mắt chợt lóe nói: "Đêm mai đã chuẩn bị tốt rồi hả?" Uyển Thanh nhìn vào màn hình máy tính, nhìn thấy trong mật thất mấy người đang nhanh chóng phân tích số liệu cùng nơi phát ra tín hiệu của chiếc điện thoại, tay cầm di động gật đầu nói: "Đúng." Tần Vĩ Nghiệp này quả nhiên trước kia làm thị trưởng, đối với việc phòng chống nghe trộm này, tâm lý phòng bị thật sự rất cao. Mà nghe giọng điệu của đối phương, giống như là vì hắn mà làm việc chứ không phải hai bên cùng nhau hợp tác hai tròng mắt lãnh mặc hàn lưu chuyển nghĩ xem chuyện này là thế nào huyền thanh lại phân tích chúng ta đối với những tình huống xung quanh tần vĩ nghiệp đã thực hiện một loạt kiểm tra cùng phân tích nhưng hắn cũng không hề để lại manh mối nào thời gian hắn đi ra ngoài hôm nay người của chúng ta cũng lạc mất nhưng chúng ta vẫn phá giải được mật mã bản ghi âm cuộc trò chuyện của hắn điều này đối với chúng ta không biết là may mắn hay bất hạnh đây lãnh mặc hàn dừng lại giữa đại sảnh khách sạn nhớ lại chuyện này uyển thanh nói tiếp mỹ linh đang nhanh chóng điều tra nơi phát ra tín hiệu từ điện thoại của tần vĩ nghiệp muốn tìm ra vị trí hiện tại của hắn thế nhưng có thể thấy khả năng này không lớn mà cho dù có tìm ra nơi phát tín hiệu chúng ta cũng không có cách nào bắt được hắn hiện tại chủ yếu không phải tìm ra địa điểm của hắn lãnh mặc hàn cầm di động nhàn nhạt nói hiện tại chủ yếu chính là buổi tối ngày mai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì uyển thanh nghĩ đến vấn đề này cũng không biết rõ ràng Việc tơ lợn giỏi như mà bên kia thế nào rồi? Lãnh mặc hàn nhanh chóng hỏi. Quyền Thanh lập tức nói, mấy ngày nay tơ lợn giỏi, tất cả đều bình thường. Hiện nay cô ta đang ở nhà hát Á Châu chuẩn bị tham gia buổi từ thiện tối mai, cũng không có phát hiện cô ta có hành động gì, chỉ bình thường không hề lo lắng nói chuyện cùng một số phu nhân của thành viên hội đồng quản trị về buổi từ thiện tối mai. Ánh mắt lãnh mặc hàn chợt lóe, yếu ớt nói, buổi từ thiện tối mai. Quyền Thanh có chút kinh ngạc cầm di động, nghe giọng điệu này liền nói anh cảm thấy. Bọn họ có thể sẽ ra tay tại buổi từ thiện tối mai. Không thể nào đâu, phải biết rằng, buổi từ thiện tối mai mời toàn khách quý, quan trọng nhất là thủ tướng và thị trưởng đương nhiệm, coi như bọn họ có gan lớn bằng trời, bản lĩnh thế nào cũng không có khả năng vượt qua bao nhiêu trạm kiểm soát để làm việc này, đừng ai nghĩ còn có thể sống sót. Tôi đoán Tần Vĩ Nghiệp sẽ không làm như vậy, tôi cảm thấy một người thông minh đầy thủ đoạn như anh ta sẽ không làm việc ấu trí như vậy đâu, Lãnh mạc hàn nghe lời này, lập tức dặn dò nói, từ hôm nay đến ngày mai, tần vĩ nghiệp nhất định sẽ có hành động. Mấy người tơ lợn dõi chặt chẽ cho tôi, tiện thể đem danh sách khách mời buổi từ thiện tối mai cho tôi. Tôi muốn xem qua một lần. Vâng, Uyển Thanh gật đầu. Lúc này lãnh mặc hàn ngàn lời vạn chữ, tất cả mọi chuyện sắp xảy ra, anh nặng nề thở dài, tay cầm di động buông xuống, nghĩ ngợi, lại nhanh chóng nhấn số điện thoại của Tô Lạc Hoành. Sao vậy? Tô Lạc Hoành đang bận rộn trong phòng làm việc. Bức ảnh đứa trẻ kia mang đi phân tích, rốt cuộc tới khi nào mới có kết quả? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng hỏi. Tô Lạc Hoành hơi xoay chiếc ghế, nhìn vào màn hình một chiếc máy tính khác, trên đó là bức ảnh một đứa bé, dưới đó là số liệu phân tích, nhìn thời gian còn lại, anh gõ tay xuống mặt bàn, nhìn về phía đường nét màu đỏ đã chạy được hơn một nửa, liền nói, vẫn còn cần một chút thời gian nữa. Lãnh Mặc Hàn thở ra nặng nề, liền cúp điện thoại nhanh chóng đi về phía trước, đoán rằng bây giờ chắc Huyền Thanh đã mang danh sách khách mời cho buổi từ thiện tối mai tới phòng mình rồi. Wow, con lợn nhỏ này thật đáng yêu, nó thật sự sẽ không lớn lên sao? Một tiếng nói trong trẻo đáng yêu vang lên. Lãnh mặc hàn nghe lời này, chậm rãi dừng bước lại, nhìn về phía phòng uống cà phê bên cạnh, nơi phát ra âm thanh. Căn phòng uống cà phê trang nhã này bị một bụi cây nhiệt đới chặn lại. Lãnh mặc hàn hơi nhíu mày, nhích người, Trốn sau bụi cây thực vật, rốt cuộc nhìn thấy tiểu Nhu mặc một chiếc áo len ngắn tay màu trắng, váy hoa ngắn màu hồng phấn, mái tóc thẳng được cột lại bởi một dải lụa trắng, mỉm cười ngồi một bên ghế trong căn phòng, đang mở một cái hộp nhỏ màu hồng phấn ra, mắt mở to nhìn chú lợn nhỏ màu hồng phấn chỉ to bằng bàn tay, cô vô cùng cao hứng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông phía đối diện, cười rộ lên nói: "Tôi rất thích, anh mua ở đâu vậy?" Lãnh Mặc Hàn híp mắt, liếc nhìn cô vui vẻ như vậy, mới lại quay mặt sang, nhìn phía đối diện một người đàn ông khoảng tầm hơn 20 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam, quần thường màu đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đeo kính, nhìn có chút thật thà, hài lòng nhìn về phía Tiểu Nhu nói tôi mua trên mạng. Còn có thể mua lợn ở trên mạng sao, Tiểu Nhu nghe nói như thế, ngạc nhiên mở to đôi mắt, nhìn người đàn ông kia vui vẻ nói quản lý cửa hàng nuôi lợn luôn sao. Đúng vậy đúng vậy, có lẽ còn có một trang trại nuôi lợn rất lớn, nếu có đơn đặt hàng liền nhận, người đàn ông kia cười rộ lên nói tiểu nhu lại hâm mộ nhìn về người đàn ông phía đối diện cười rộ lên nói từ nước ngoài du học trở về đúng là khác mà cái gì cũng biết nuôi lợn cũng có thể mở cửa hàng anh thật lợi hại người đàn ông có chút ngượng ngùng đẩy đẩy kính mắt cúi đầu trên mặt lãnh mặc hàn hiện lên mấy phần bất đắc dĩ tươi cười nhìn về phía cô bé ngốc kia người đàn ông tiếp tục ngẩng đầu có chút ngượng ngùng nhìn về phía tiểu nhu đẩy kính mắt cười nói tôi Tôi vừa trở về từ nước ngoài mới được mấy ngày, liền nghe mẹ nói muốn giới thiệu một cô gái cho tôi. Khi đó thật sự tôi cảm thấy có chút bất mãn, bởi vì kiểu giới thiệu gặp mặt này tôi luôn thấy có chút không đáng tin, cho nên buổi gặp mặt đó tôi không tới. Cô không trách tôi chứ? Tiểu nhu ngây thơ đơn thuần, lập tức đáng yêu gật đầu. Người đàn ông kia ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu nhu, cười nói, thế nhưng hôm nay tôi vẫn cảm thấy nên qua đây nói xin lỗi cô, Thuận tiện mang theo lòng hiếu kỳ muốn gặp cô một chút. Không ngờ, phát hiện ra người mẹ giới thiệu cho tôi, thật sự rất đẹp. Tiểu Nhu nghe lời này, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vội vã cúi đầu, xấu hổ cười. Lãnh Mặc Hàn đứng một bên, nghe hai người trẻ tuổi nói chuyện, cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng biết không nên quấy rầy người khác, vừa vặn anh có việc gấp, đành phải cất bước đi về phía trước. Ai ngờ vừa mới bước được vài bước, ánh mắt lại lóe ra, không hiểu do dự điều gì. Người đàn ông kia lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu có chút xấu hổ cười hỏi cô, "Đối với chú lợn nhỏ của tôi có ấn tượng thế nào?" Tiểu Nhu bộc lộ mấy phần xấu hổ, cúi đầu, chỉ là mặt đỏ hồng cười nói, "Rất tốt." Người đàn ông kia cười thật vui vẻ, chân tay luống cuống, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, mới ngẩng đầu, nhìn về phía cô cười nói kia, "Vậy cô đối với tôi có ấn tượng thế nào?" Tiểu Nhu có chút ngượng ngùng cúi đầu, nghiêm túc cùng thẳng thắn nói, "Tôi Tôi khi đó, nghe cha nhắc đến anh, nói anh, ách, đi du học từ nước ngoài trở về, tôi cũng rất hâm mộ anh. Tôi cảm thấy chỉ cần người đã đi nước ngoài đều rất hâm mộ. Bởi vì anh có rất nhiều kiến thức, tôi cũng rất muốn được ra nước ngoài. Ngoặc kép, nếu cô muốn đi, có thời gian tôi sẽ dẫn cô đi. Chấm than ngoặc kép, người đàn ông lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cô cười nói. Thật vậy sao, tiểu nhu ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này, phát hiện ban đầu anh ta có chút thật thà tốt bụng, thế nhưng khi cười rộ lên lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cô không nhịn được cúi đầu cười, khuôn mặt đỏ hồng. Người đàn ông kia cũng có chút kích động cúi đầu cười. Chiếc hộp nhỏ màu hồng đựng chú lợn nhỏ đặt giữa hai người, trên cơ thể còn có những đốm vằn, thật sự rất tốt, bên khóe miệng còn lộ ra chiếc răng nhìn có chút đáng yêu. Chú lợn nhỏ này có lớn lên hay không vậy? Có một âm thanh nhẹ nhàng bước tới. Hai người trẻ tuổi đồng thời ngẩng đầu lãnh mặc hàn nhàn nhạt đứng bên cạnh bàn trong phòng lộ ra vẻ mặt tươi cười tay cầm di động nhìn về phía chú lợn nhỏ màu hồng phấn bên trong chiếc hộp nhỏ phó tổng lãnh tiểu nhu nhất thời có chút kinh ngạc khẩn trương đứng lên nhìn về phía anh người đàn ông kia có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn cảm giác được các nhân viên bên cạnh đều tôn kính khom người chào anh hắn có chút không hiểu lãnh mặc hàn nhàn nhạt nhìn tiểu nhu hôm nay trang điểm so với ngày đó khi cô đến nhà mình có vẻ xinh đẹp và chứng chạc hơn rất nhiều. Tiểu Nhu cũng hiếu kỳ mở to đôi mắt, ngây thơ đơn thuần nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn không nhìn cô, mà quay đầu lại nhìn người đàn ông thật thà trước mặt, đôi mắt thâm thúy hiên ra mấy phần đùa cợt tươi cười nói, đây mới chỉ là một chú lợn nhỏ, tương lai còn dài, vậy cậu phải làm sao? Ách, người đàn ông này nghe nói như vậy, có chút không được tự nhiên, nghĩ ngợi, lại khẩn trương nhìn về phía Tiểu Nhu hỏi, Tiểu Nhu, đây là ai vậy? anh ấy là phó tổng của tập đoàn em, Tiểu Nhu lập tức nói. Ra vậy, người đàn ông này đứng đây không biết nên làm gì, có chút xấu hổ. Tôi hỏi cậu một câu, lãnh mặc hàn nhìn về phía nam hài, hơi lộ ra nụ cười xem thường, hỏi, giả như. Đây chỉ là chú lợn nhỏ, tương lai của nó còn dài, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng là chỉ thích ra vẻ, lần đầu muốn bày tỏ tình cảm với một cô gái mà cậu đã lừa dối cô ấy. Điều này đối với một người đàn ông mà nói, rất quan trọng. Người đàn ông kia mặt đỏ lên. Tiểu Nhu cũng lập tức mở to mắt, nhìn về phía người đàn ông kia, miệng lẩm bẩm nói, nó. Nó thật sự là con lợn nhỏ đúng không? Nó sẽ không lớn lên đúng không? Tôi tính sau này mỗi ngày đều về nhà chăm sóc nó. Thế nhưng nếu nó trưởng thành sẽ rất phiền phức. Người đàn ông kia nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu cười nói, thật sự. Nó sẽ không lớn lên, tin tôi. Tôi thấy trên mạng ông chủ giới thiệu như vậy mà. Trang web kia là gì vậy, tôi giúp cậu kiểm tra. Tôi cũng đi nước ngoài rất nhiều, tôi cũng biết được không ít. Lãnh mặc hàn nghiêm mặt nhìn về phía hắn, bộc lộ mấy phần khí thế. Đúng, anh nói cho phó tổng lãnh biết đi, tiểu nhu lại kiên quyết nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, người đàn ông kia trong lúc nhất thời không biết làm gì, nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu xuống. Tiểu nhu mở to mắt, khờ dại nhìn hắn. Lãnh mạc hàn cũng cười nhìn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, người đàn ông kia tiếp tục không nói lời nào, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu nhu hít mắt nhìn dáng vẻ này của hắn, người ngốc cũng hiểu được, nhất thời cắn chặt môi dưới, thương tâm kích động miếu máu gọi, đáng ghét. Đồ gạt người, nói nó sẽ không lớn lên mà, tại sao có thể trưởng thành. Hiện tại nó sẽ không lớn lên, người đàn ông kia lại sốt ruột nói. Cậu nhìn xem một chút, đây chính là giống lợn rừng lai. Lãnh Mặc Hàn dùng ngón tay chỉ vào con lợn nhỏ màu hồng kia nói, khi nó trưởng thành, nó có thể ăn thịt hết mấy người. Anh làm cho tôi thật thất vọng." Tiểu Nhu nói xong, liền tức giận chạy ra ngoài. "Này, người đàn ông kia trong lúc nhất thời có chút đau lòng gọi cô." Lãnh Mặc Hàn không nói nữa, chỉ là hơi lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía bóng lưng Tiểu Nhu đang chạy đi, liền chậm rãi đi theo chương 847, âm mưu. Vườn hoa sau khách sạn. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, nhìn phong cảnh xung quanh toàn là hoa đoàn cẩm trúc, nhìn thấy dưới tàng cây phía trước, một thân ảnh màu trắng đang ngồi, đôi mắt anh vụt qua một tia sáng, cất bước đi về phía bụi hoa phía trước. Tiểu nhu mím môi, ngồi ở trên ghế thiết kế, vẻ mặt lạc lóng, mất mát. Lãnh mặc hàn cất bước đi tới trước mặt cô, cười như không cười nhìn bộ dáng mờ mịt này của cô, chậm chạp ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn cô tiểu nhu hơi ngẩng đầu nhìn thấy lãnh mặc hàn tới liền càng cảm thấy mất thể diện cúi đầu không dám nói chuyện lãnh mặc hàn nhìn dáng vẻ này của cô chỉ đành phải cười cười nói đứa ngốc sau này nhìn người phải cẩn thận một chút tôi ngốc như vậy căn bản là sẽ không nhìn thấy người khác quản lý thường nói tôi bước đi cũng không mang mắt nhìn người lại càng không có tâm nhãn tương lai làm sao bây giờ a à? tiểu nhu nói nói đến đây liền mím môi, mắt có chút đỏ bừng. Lãnh Mặc Hàn nghe thấy lời này, đành phải đứng lên, ngồi ở bên cạnh cô, nhìn phong cảnh phía trước, mới nói, có lúc, nhìn người nhìn việc, cũng không phải nhất thời có thể lĩnh hội được, cũng không nhất thiết phải phòng bị như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, dành nhiều thời gian quan sát người khác một chút là được rồi. Tôi không có thông minh như Khả Hinh." Tiểu Nhu lập tức cắn môi dưới, lẩm bẩm nói, tôi cũng không có lợi hại như chị ấy cầm cây gậy, liền có thể đánh cho anh rể chạy về nhà rồi. Lãnh Mặc Hàn nhịn không được cười rộ lên. Tiểu Nhu nhất thời dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hai mắt mở to nói, "Lãnh phó tổng, tương lai nếu có người đàn ông khác theo đuổi tôi, ngài giúp tôi nhìn có được không?" Ngài nhìn lợn liền có thể biết được có phải là lợn rừng hay không, thì nhìn người cũng nhất định rất lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm chấm. chấm 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 ngoặc kép Lãnh mặc hàn mặt hơi lộ một chút kỳ quái, ánh mắt di chuyển nhìn về phía trước, nghĩ gật đầu rồi lại không gật đầu, đến cuối cùng. Đành phải gật gật đầu đáp ứng, ưm, được. Tiểu nhu nhất thời có chút vui vẻ vươn tay nhỏ bé, đếm, ở khách sạn theo đuổi tôi có, tiểu lý tử ở phòng ăn chúng ta, trưởng phòng kha di tường, còn có trợ lý đầu bếp, lưu uy, lý minh. Và phụ trách bộ phận cắt cỏ chu đại ca. Ách, lãnh mặc hàn quay mặt sang, nhìn về phía tiểu nhu bật cười nói, chẳng lẽ không có lấy một đến hai người mẫu mực đến theo đuổi cô sao? Phải có tiền đồ một chút, cho cô một cuộc sống không phải lo nghĩ đến cảm giác của đàn ông. Cho nên, tiểu nhu tức khắc có chút khổ sở cúi đầu, vô cùng lạc lõng lẩm bẩm nói, người con trai vừa rồi, tôi thấy là tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn nghe xong, trên mặt lại lộ một chút biểu tình cổ quái, nhìn cô, nói. Cô, cô thấy là tốt nhất. ưng, ừ, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu ngây thơ đơn thuần gật đầu. anh chỉ thấy một đàn quả đen lượn lờ trên đầu. lãnh mặc hàn vốn là một người đàn ông lạnh lùng nội liếm, cũng không khỏi bật cười. tiểu nhu cũng cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, chỉ ngây ngốc không lên tiếng. lãnh mặc hàn quay mặt sang, nhìn về phía cô bé đang nghiêng mặt trầm tĩnh đáng yêu này, hỏi gần đây. rất bận sao? cũng rất ít khi nhìn thấy cô. Anh, tiểu nhu nghe thấy lời này, mặt liền hơi hồng hông, cúi đầu, có chút không có ý tứ nói, ưm. Gần đây phòng ăn thật nhiều khách, lão đầu bếp nghiên cứu ra mấy món ăn mới, ăn khá ngon. Lãnh mặc hàn nghe xong, mới hơi ngưng mặt nhìn về phía cô, chậm rãi yếu ớt nói, bận đến nỗi thời gian để làm bánh trà xanh cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm ngoặc kép, tiểu nhu nhất thời giật mình nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn cũng im lặng nhìn cô. À, tiểu nhu dường như nhớ ra cái gì đó trong lúc nhất thời hai mắt to đứng lên khẩn trương và sốt ruột nói ôi trời tôi nhớ ra rồi vừa lúc tan việc tôi lại quên bỏ bánh bí đỏ bữa sáng mẹ đưa cho ra rồi tôi bỏ vào trong túi đồ đến lúc đó quản lý mà kiểm tra tôi lại bị ăn mắng rồi cảm ơn anh lãnh phó tổng cảm ơn anh hôm nay đã cùng tôi nói chuyện phiếm tôi đi trước cô nói xong lập tức hướng lãnh mặc hàn khom lưng gật đầu nói gặp lại liền tức khắc quay đầu bỏ cổ chạy lấy người lãnh mặc hàn vừa muốn nhấc tay nắm lấy cổ tay cô. Tiểu nhu tựa như một con ruồi không đầu vậy, xoay người liền hướng đằng trước chạy, ai biết người này thật đúng là không có mắt, chạy về phía trước được tí, liền phịch một tiếng, đâm dầm vào một gốc cây đa già, chán đụng phải một hốc mắt cây, vẻ mặt cô đau khổ a à một tiếng kêu lên, đau quá. Lãnh mặc hàn tức khắc đứng lên, có chút cấp thiết nhìn về phía cô. Tiểu nhu lại nhất thời mất mặt ngại ngùng lấy tay che chán, mặt lại đỏ hồng về phía lãnh mặc hàn gật gật đầu nói tạm biệt liền bước nhanh đi về phía trước lãnh mặc hàn đứng ở tại chỗ nhìn về phía bộ dạng tiểu nhu rất nhanh ngây ngốc rời đi anh đột nhiên bật cười di động lúc này vang lên lãnh mặc hàn chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xuống lấy điện thoại di động ra tiếp ưng đã tìm ra nguồn gốc điện thoại của tần vĩ nghiệp chấm than ngoặc kép quyền thanh nhanh chóng nói chỗ nào lãnh mặc hàn lập tức hỏi uyển thanh ngồi trước máy vi tính nhìn về phía trung tâm màn hình máy tính nhíu mày nói tòa nhà thị chính tòa nhà thị chính lãnh mặc hàn lặng yên ghi nhớ địa điểm này đôi mắt anh sáng tỏ nhanh chóng đứng dậy hướng tòa nhà hoàn á đi đến nói danh sách tiệc từ thiện tối nay cô chuẩn bị xong chưa chấm hỏi ngoặc kép đã chuẩn bị xong chấm than ngoặc kép uyển thanh biết lãnh mặc hàn muốn cái gì lập tức gửi cho tôi lãnh mặc hàn không nói hai lời liền nắm di động bước nhanh đến phòng làm việc hoàn á, và phân phó ba nữ tiếp tân chào hỏi khách mời trước sân khấu, tiêu đồng sau khi trở về, lập tức bảo cô ấy tới gặp tôi. Vâng, ba nữ tiếp tân đồng thời đứng dậy gật đầu. Lãnh mặc hàn đi vào trong thang máy, nhanh chóng đè xuống chốt đóng cửa, trong lúc thang máy nhanh chóng đi lên, đôi con người thâm thúy lóe ra những tia sáng tìm tòi nghiên cứu, phải biết tần vĩ nghiệp bây giờ đã bị bãi chức. Anh ta làm sao có thể đi vào tòa nhà thị chính, Trừ phi anh ta cùng người trong chính phủ cấu kết, nhưng từ khi anh ta bị mất chức, còn là do thủ tướng tự mình ra lệnh, nếu như ai có quan hệ với anh ta, người đó chính là đối địch với thủ tướng, như vậy ai là người dám động thủ? Mục đích của anh ta làm như vậy là vì cái gì chứ? Cửa thang máy mở ra. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, sau đó quẹo trái trải qua phòng làm việc Tô Lạc Hoành, cũng không gõ cửa liền đi vào, nhìn anh đang bề bộn công việc, cũng không kịp Nhanh chóng nói cậu tới đây một chút đi. Tô Lạc Hoành ngẩng đầu, nhìn về phía bộ dáng gấp gáp của anh như vậy, liền nghĩ nghĩ, sau bỏ xuống bút máy, đứng lên đi ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn phịch một tiếng, mở cửa phòng làm việc làm việc của mình, nhanh chóng ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy vi tính, nhìn danh sách tiệc từ thiện tối nay mà Uyển Thanh đã gửi cho, anh im lặng không lên tiếng, chuyên chú nghiên cứu. Làm sao vậy? Tô Lạc Hoành nghi ngờ đi vào phòng làm việc, thuận tiện đóng cửa lại mới đi đến trước bàn làm việc của anh ngồi xuống hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh mặc hàn không lên tiếng, ánh mắt ở trước màn hình máy tính nhanh chóng di chuyển, đem danh sách người biểu diễn, còn có thân phận của từng người, toàn bộ xem qua một lượt. Anh từng chút từng chút nhìn xuống, ánh mắt lướt qua người múa dẫn đầu vở Hồ Thiên Nga, nguyên bản là tình tình, hiện được thay thế bằng hàn hy văn. Anh trong nháy mắt dừng lại, nhìn ba chữ hàn hy văn này, lại nhìn sang bên là con gái của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn Thị cùng diễn viên Sở Tuyết Tình, anh thức khắc có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành nhíu mày nói, Thiên Kim tiểu thư Hàn Hy Văn nhà tổng giám đốc Hàn chuẩn bị tham gia biểu diễn trong buổi tiệc từ thiện tối nay. Đúng vậy, Tô Lạc Hoành cười nói, cậu cũng bận đến nỗi không biết gì rồi, chuyện này cũng mới được xác nhận vào sáng nay a. À. Lãnh Mặc Hàn đột nhiên cảm giác được cái ót là một trận tê dại, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, có chút khẩn trương nói, bộ phận tham gia tiệc từ thiện tối nay là bộ phận nào? Bộ phận quan hệ xã hội, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành lên tiếng trả lời. Từng hình ảnh sau vườn hoa khách sạn lại lấp lấy hiện ra. Lãnh mạc hàn nhất thời tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt nhanh chóng lâm vào suy tư. Làm sao vậy? Tô Lạc Hoành nhìn về phía biểu tình ngưng trọng này của anh, cũng không hiểu hỏi. Lãnh Mạc Hàn lập tức nhìn về phía Tô Lạc Hoành nặng nề thở dốc lập tức nói, Lần trước lão đại của chúng ta đến sòng bạc trộm rượu, cậu còn nhớ đi? A, à, nhớ, Tô Lạc Hoành lên tiếng trả lời. Sau khi tôi trở về biết chuyện này, vẫn luôn không yên lòng. Bởi vì tôi biết tính tình của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn thị thập phần sắc bén, mấy năm nay chưa từng có người nào dám ở trên địa bàn của ông ta động thủ, xâm nhập vào bất kỳ hệ thống nào của ông ta lại càng không được. Huống chi, ông ta còn có thế lực ngầm hắc ám phía sau màn thao túng một tay, mặc dù mấy năm nay đã giải tán một số người, thế nhưng bộ phận nòng cốt trung tâm vẫn còn lưu lại. Tôi phái người đi điều tra, ông ta sở hữu những tinh anh về máy tính, vẫn luôn quan sát hệ thống của chúng ta." Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói. Tô Lạc Hoành nhất thời ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn khẩn trương nói, "Ý của cậu là, ông ta vẫn luôn không buông cảnh giác đối với chúng ta?" Buông ra mới kỳ quái, buông lỏng cảnh giác ngày nào, ngày đó chính là ngày chiến tranh bắt đầu lãnh mặc hàn quay mặt sang, hơi lộ mấy phần ngưng trọng, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, lo lắng nói, ông ta không theo dõi, chúng ta lại càng phải cẩn thân. Cậu nói xem, lần này thiên kim tiểu thư nhà ông ta ở khách sạn của chúng ta biểu diễn, nếu như phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu nghĩ hàn văn hạo thực sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ý của cậu là, tô lạc hoành có vẻ có chút khẩn trương nhìn về phía lãnh mặc hàn, nhanh chóng nói, có người muốn mượn việc lần này thiên kim hàn thị đến khách sạn chúng ta biểu diễn để vụ oan giáng họa cho chúng ta, nếu như xảy ra chuyện gì, hàn văn hạo nhất định sẽ truy cứu chúng ta. Lãnh mặc hàn hai tay trống trên chán, nếu mày nghĩ đến sự tình này, nói tôi chỉ là nghi ngờ như vậy. Tô Lạc Hoành tức khắc lại nói, chúng ta ai cũng cũng có thể chọc được, nhưng riêng Tổng Giám Đốc Hàn thì tuyệt không thể trêu vào. Nghe nói thiên kim của ông ta là hòn ngọc quý trên tay thất lạc nhiều năm nay mới trở lại bên cạnh ông ta, khiến ông ta yêu quý như chân bảo. Huống chi, còn có mối quan hệ tầng tầng lớp lớp với Tổng thống Pháp kia, đứa nhỏ này mất một sợi tóc cũng nguy hiểm. Lãnh mạc hàn nhanh chóng suy nghĩ chuyện này, liền lập tức cầm di động, gọi cho Trang Hạo Nhiên. Nhà hát, Trang Hạo Nhiên đang đứng ở dưới đài, mỉm cười nhìn về phía hy văn người mặc lê phục múa ba lê, phiêu nhiên Mỹ lệ kiếng đầu ngón chân, mở rộng hai tay hướng về phía trước thẳng tiến mà đi anh cảm nhận được di động trong túi rung động, liền lấy ra mỉm cười trả lời, ưm. Um. Lãnh mặc hàn vừa muốn nói chuyện. Trang hạo nhiên nguyên bản mỉm cười, liền trong nháy mắt thu lại, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia sáng lợi hại. mươi 848, nguyên nhân không gả cho anh. Lúc xế chiều, nhã tuệ đêm nay vì muốn làm việc để chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện vào tối mai, nên không thể làm bạn với lâm sở nhai. Thuận tiện đến phòng khách tiệc từ thiện đồng thời nói với anh một tiếng, trước đến nhà anh nhẹ nhấn chuông cửa len ken nhã tuệ đứng ở cửa nhà lâm sở nhai mỉm cười chờ đợi không bao lâu cửa nhẹ mở nhã tuệ vừa nghĩ mỉm cười nói nhưng trong nháy mắt bị một bóng dáng mạnh mẽ ôm chặt hông mình thoáng cái buộc mình ngã vào trong ngực anh cả người sợ đến hồn bay phách lạc à một tiếng lao về phía trước cửa phịch một tiếng đóng lại Ưm, ừ. bên trong phòng khách truyền đến một trận âm thanh mãnh liệt mà ái muội Lâm sở nhai đem nhã tuệ áp trên tường, nóng bỏng mà triền miên hôn lên môi ngọt ngào của cô, hai tay sau lưng cô nhẹ vuốt bên hông. Nhã tuệ vừa đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, vừa xấu hổ đến đỏ mặt, hai tay nhẹ nắm cánh tay anh, muốn tránh thoát sự nhiệt tình của anh, quay mặt sang, nghênh đón nụ hôn của anh hôn lên môi mình, trên vành tai, cô có chút không kìm lòng được bị trêu chọc đến hổ đồ, cả người nhiệt khí sôi trào, nhưng vẫn nhẹ nuốt xuống cổ họng, hơi thở gấp gáp nói, sở nhai không muốn em còn có việc cần làm vì sao buổi sáng hôm đó anh mở mắt ra không thấy em lâm sở nhai vừa nói lại vừa trên môi ngọt ngào của cô hôn lên hai tay đã mạnh mẽ bá đạo cởi bỏ nút áo đồng phục trước ngực cô tay mạnh mẽ nắm lấy nơi đầy đặn của cô không ngừng xoa nắn ầm uhm, không muốn nhã tuệ muốn tránh thoát vì thật sự cô rất bận lâm sở nhai lại không nói hai lời vừa hôn cổ cô vừa cởi bỏ áo khoác đồng phục của cô buông rơi trên mặt đất nhanh chóng ôm ngang cả người cô đứng dậy, đi lên tầng 2 mới ái muội đặt cô phía dưới, khẽ cắn môi dưới của cô, mới nói, phạt em sáng sớm không nói với anh một tiếng đã đi. Làm hại anh nhớ em lâu như vậy. Chút chiều tà chiếu qua gian phòng. Lâm sở nhai ôm lấy nhã tuệ nằm ở trên giường, vừa cùng cô triền miên nhiệt tình hôn xuống, vừa cởi bỏ tất cả nút thắt quần áo, kéo xuống áo lót màu trắng khêu gợi của cô, ngực nhìn to lớn đầy đặn, bừng bừng ở phía trước, anh kìm lòng không được cảm thán một tiếng, lại ở dưới nặng nề ngậm trầm tròn phấn hồng kia a à, nhã tuệ nhẹ thở dốc một tiếng nhắm mắt lại cuộn hai chân cảm thụ anh hút mút như vậy làm người ta tiêu hồn cùng kích thích lâm sở nhai vừa cắn nơi đầy đặn kia tay vừa kéo vòng trang sức váy ngắn đồng phục gợi cảm của cô xuống kéo xuống quần lót màu trắng nụ hoa nhỏ bé bên trong ngón tay hướng đến giữa hai chân cô giò xét a à, nhã tuệ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên khẽ kêu một tiếng lâm sở nhai nhanh chóng lại hôn lên môi của cô nhưng trong nháy mắt nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo trên người mình không nói hai lời liền tách hai chân của cô ở giữa người đàn ông mạnh mẽ nhanh chóng tiên vào a à, nhã tuệ ngửa mặt nặng nề thở gấp kêu một tiếng lâm sở nhai trượt vào giữa hai chân cô hưởng thụ cảm giác khít khao không có cách nào nhanh chóng cảm thán một tiếng hai tay lại trống lên đệm mềm mại thần tốc tiến vào từng trận từng trận a a a nhã tuệ nắm chặt chăn đệm trắng như tuyết, cả người căng ra vì được yêu thích mà đỏ bừng, hưởng thụ từng trận kích thích xuất hiện này, tình cảm khó giữ được kêu lên. Hoàng hôn, ánh mặt trời vẫn nóng như cũ. Trên giường hai thân ảnh, vẫn dây dưa đè lên nhau, lúc nào cũng chuyển đến âm thanh của nụ hôn mãnh liệt. Thời gian trôi qua một lúc, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng giày cao gót của nhân viên đi đến. Lâm sở nhai nửa trên trần chuồng, từ phía sau ôm lấy nhã tuệ cả người đã bị tiêu hao, Tình cảm khó giữ được cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng hôn trên bả vai cô. Nhã Tuệ nằm nghiêng trên giường, hưởng thụ lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông này, mỉm cười. Lâm Sở nhai nắm nhẹ cánh tay trắng như tuyết của cô, lại hôn nhẹ vành tay cùng khuôn mặt, mới sâu xa mà khan khàn nói, "Gả cho anh." Nhã Tuệ ngẩn ra, nằm ở trên giường, hơi lưu chuyển ánh mắt, dường như có chút kinh ngạc kêu nhỏ, "A. À, gả cho anh, như vậy chúng ta có thể ở cùng một chỗ mỗi ngày?" không muốn lúc nào cũng chỉ đòi hỏi em một buổi tối, đòi hỏi cái gì giống như, nếu như đến lúc đó anh về nước anh, chúng ta cùng đi, lâm sở nhai ôm chặt hôn cô, lại cúi mặt ở trên vành tai khẽ hôn, tay thò vào chăn, khát vọng chụp lên nơi đầy đặn của cô, vân về chấm tròn phấn hồng nhỏ. Nhã tuệ lại nghiêng sang ôm lấy chăn, có chút xấu hổ cầm áo lót của mình mặc vào. Lâm sở nhai nhìn động tác này của cô, đột nhiên có chút kỳ quái cười, hơi đứng lên đem cô ôm vào trong lòng, hôn nhẹ giữa cổ cô mới nói không muốn gả cho anh thân thể và trái tim đều đã là của anh nhã tuệ vừa cài móc dây áo lót vừa nhanh chóng cầm lên nội y nhỏ chui vào trong chăn mới mặc mặt đỏ lên nói không phải vậy chúng gờ ta nhanh chóng cử hành hôn lễ lâm sở nhai tay cách áo lót nắm lấy nơi đầy đặn của cô người đàn ông cảm giác lại bị chiêu chọc dựng lên ách nhã tuệ mặc áo lót lại sốt ruột cầm lên sơ mi mặc vào mới nói đến lúc đó nói đi hiện tại tạm thời không muốn lâm sở nhai nhất thời giật mình ngẩng đầu đi qua người cô nhìn về phía bộ dáng xấu hổ cài nút áo của cô kìm long không được nghi ngờ hỏi vì sao vì hiện tại không muốn hiện tại không thể gả cho anh nhã tuệ nhất thời bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn nhìn về phía lâm sở nhai lâm sở nhai nhìn vẻ mặt này của cô cũng có chút sợ lập tức hỏi nói cho anh biết nguyên nhân rốt cuộc vì sao hiện tại không chịu gả cho anh. Nhã tuệ nghe lời này, khẽ cắn môi dưới không dám lên tiếng. Nói mau, lâm sở nhai vội muốn chết, nhìn cô. Nhã tuệ nhất thời ngẩng đầu, có chút khó khăn nhìn anh nói, em, em, em nghĩ chờ khả Hinh và tổng giám đốc trang sau này có kết quả, chúng ta mới cùng một chỗ. Gì, hai chồng mắt lâm sở nhai đều phải rơi xuống, không thể tin nhìn về phía nhã tuệ, ha một tiếng, bật cười kinh ngạc nói, anh không có nghe nhầm chứ em muốn chờ bọn họ có kết quả, chúng ta mới cùng một chỗ. Hai người kia nếu cả đời không có kết quả, chẳng lẽ lão tử phải đợi cả đời. Ba mẹ anh hôm qua gọi điện tới hỏi anh, rốt cuộc khi nào mới thành ra lập nghiệp, sau đó ta nói thật vất vả hồi tâm dưỡng tính tìm được một người yêu mến trong lòng, muốn cùng cô suốt đời, sau đó em nói cho anh biết, muốn khả hình cùng hạo nhiên hạnh phúc, chúng ta mới có thể hạnh phúc. Ai, anh không nên nói như vậy, nhã tuệ lại nhanh chóng mặc váy ngắn vào, đứng lên đeo vòng trang sư xê xong, mới vội vàng nói, em cảm thấy hai người bọn họ rất nhanh liền có kết quả. Anh ngày đó đi đốt pháo hoa, không nhìn thấy bọn họ khóc đến sinh ly tử biệt sao. Lão tử lúc đó còn đang cảm thán, may mắn tình yêu của mình không có trải qua nhiều trắc trở, nếu như trải qua nhiều chuyện như vậy, lão tử đã chết từ sớm. Anh vui mừng còn chưa được quá 24 tiếng, em bây giờ nói với anh, phải đợi bọn họ hạnh phúc. Lâm sở nhai thật sự tức giận chịu không nổi nhìn nhã tuệ, nói anh cho em biết em lúc nào cũng đem khả hình đặt ở vị thứ nhất như vậy với ta thật không công bằng sở nhai nhã tuệ bất đắc dĩ gọi anh anh không phục lâm sở nhai tức giận quay đầu nhã tuệ nhìn bộ dáng anh như vậy có chút đau lòng đành phải thẳng thắn nghẹn ngào nói anh không biết em cùng khả hình từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên so với chị em còn thân hơn cô ấy hiện tại trải qua chuyện như vậy em làm sao có thể nói lấy chồng là có thể liền lấy đâu chúng em hồi bé vẫn ước, muốn kết hôn, cùng nhau kết hôn. Lâm sở nhai nhất thời tuyệt vọng ngẩng đầu, không nói gì nhìn về phía nhã tuệ. Em bước ra khỏi cánh cửa này, sau này hai ta kết thúc. Lâm sở nhai tức giận gọi. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Lâm sở nhai khiếp sợ nhìn cánh cửa kia bị đóng lại, anh lại một trận phát điên nặng nề nằm trên giường, quát to một tiếng. Thần chí anh mơ màng, nhã tuệ vừa mới đi ra biệt thự, liền nghe đến lâm sở nhai ở trên lầu tức giận kêu gào khuôn mặt cô đỏ bừng vội vã căng ra hơi điều chỉnh lại nhanh chóng đi về phía trước di động lúc này vang lên nhã tuệ vội vã cầm lên di động nhìn thấy nhìn thấy tên người gọi đến cô lập tức mỉm cười ấn nút nghe mới đáp nhẹ khả hinh khả hinh mang theo cặp công văn của mình đang muốn cất bước hướng cầu thanh hoàn cầu đi xuống cầm di động nghe thấy giọng nhã tuệ liền cười rộ lên nói chị lúc nào tan việc đêm nay có thể ở phòng rượu nghỉ ngơi, bởi vì tiệc từ thiện tối mai, có rất nhiều việc cần làm, nhã tuệ mỉm cười nói. ưng ừ, vậy tôi về nhà trước, hôm nay vất vả cho cô, đường khả hinh mỉm cười nói xong, liền vừa muốn cầm di động đi xuống lầu, ai biết ngẩng đầu, cũng đã nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen dừng bên dưới cầu thang, chính lúc cô đang thất thần, nhìn thấy tài xế nhanh chóng xuống xe, sau đó tôn kính mở cửa xe. Tưởng Tuyết Nhi mặc một áo vàng nhạt sắc lá sen lĩnh tơ tầm quần đùi, Buộc hai bím tóc đáng yêu trong tay ôm một búp bê đáng yêu vui vẻ bước xuống xe khuôn mặt bộc lộ sự thuần khiết tươi cười mơ mộng đang muốn đi lên cầu thang Tuyết Nhi Đường Khả Hinh lập tức vui vẻ nhìn tưởng Tuyết Nhi thực sự cảm thấy như nhìn thấy em gái mình vậy vui vẻ gọi cô sang Nhật Bản đã về rồi Khả Hinh tưởng Tuyết Nhi nhìn thấy Đường Khả Hinh lập tức cảm thấy thân thiết vui vẻ cười rộ lên nói ừ tôi vừa mới vừa trở về hiện tại đi tìm ba ba Ưm, ừ, Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời, lập tức nhớ tới 300 ngàn kia, cảm kích nhìn cô cười nói, mấy ngày không gặp. Tôi gần đây trúng số, còn muốn tự mình cảm ơn cô. Đây là cô nên được, thực ra cô có rất nhiều rất nhiều tiền, Tưởng Tuyết Nhi nheo mắt cười nói. Ha ha ha, Đường Khả Hinh nghe lời có chút ngớ ngẩn này, đành phải cười lại đáp phải không. Hy vọng là vậy. Thực sự, Tưởng Tuyết Nhi rất nghiêm túc nhìn cô. Tốt, tương lai tôi có tiền cùng Tuyết Nhi một chỗ. Đường Khả Hinh nói xong, liền vươn tay nhẹ vỗ vỗ bả vai của cô, nói cô mau lên đi. Chủ tịch chắc đang đợi cô. Ừ, 300 ngàn kia, cô quyên góp toàn bộ cho viện phúc lợi, thật tốt. Tuyết Nhi ôm gấu bông yêu quý của mình, thật vui vẻ đi lên cầu thang. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, đường khả hình khó tin xoay người, nói với tưởng Tuyết Nhi, làm sao cô biết tôi mang 300 ngàn cấp phúc lợi viện. Tôi chính là biết. Tưởng Tuyết Nhi nheo mắt cười nói: "Cô, Đường Khả Hinh nhất thời có chút khiếp sợ nhìn cô. Tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô, tài xế nhắc cô." "Biết, Khả Hinh gặp lại, có thời gian cô đến nhà tôi, chúng ta cùng nhau chơi đu dây." Tưởng Tuyết Nhi nghe xong, đành phải lên tiếng trả lời, nheo mắt cười ôm gấu bông đi lên cầu thang. Đường Khả Hinh còn đang khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Tưởng Tuyết Nhi, nhớ lại hôm nay mình đi đổi tiền mới đem 300 ngàn này quyên góp cho viện phúc lợi chưa quá 3 tiếng đồng hồ, cô nhất thời có chút khiếp sợ nhìn bóng lưng Tuyết Nhi, nhìn cô biến mất ở đại sảnh phía trước, mình cũng chậm chạp quay người, còn đang kinh ngạc cảm thán, mới chịu lên xe, nhưng trong nháy mắt dừng ở bên cạnh cửa xe, nhanh chóng xoay người, nhìn lại hướng đại sảnh lần nữa, ánh mắt sáng ngời. Chương 849: Truy tìm tung tích. Hoàng hôn, 6 giờ. Bộ đội đặc công chính thức đi vào khách sạn Á Châu dẫn cảnh khuyển nhanh chóng đi vào nhà hát Á Châu, đem khu vực trung tâm toàn bộ phong tỏa. Các nhân viên chính phủ cũng đem toàn bộ danh sách đoàn kịch cũng như danh sách khách quý ngày mai, mang đi toàn bộ, nhập vào kho dữ liệu. Năm máy bay trực thăng từ nóc nhà hát đồng loạt sáng đèn, nhanh chóng khởi động bay lên bầu trời. Vô số phóng viên đã bị các đặc công mời ra khỏi nhà hát, nghiêm cấm phỏng vấn tại hiện trường. Thư ký trưởng mặc bộ đồng phục màu đen, phía trước đeo châm hoa bạch kim, trên tay cầm quyển sổ màu đen, nhanh chóng đi xuống cầu thang, cùng đội phó đội đặc công nghiêm ngặt phân phó nói, sau khi buổi đấu giá từ thiện đêm mai kết thúc, Thủ tướng sẽ lên bục cùng bắt tay với các vị khách quý, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận bảo vệ an toàn cho Thủ tướng. Vâng, đội phó đội đặc công lên tiếng trả lời. Trong một góc nào đó của khách sạn Á Châu, Uyển Thanh mặc trang phục màu đen, đeo kính dâm cũng màu đen, dẫn người thuộc hạ mạnh nhất của lãnh mặc Hàn, tất cả đều mặc áo da màu đen, tay cầm vũ khí bằng sắt, nhẹ nhàng tránh phạm vi phong tỏa của đặc công, đi về hướng tòa nhà phụ của nhà hát. Ba nhân viên đứng tại đại sảnh tòa nhà phụ, hướng dẫn và hỏi thăm khách. Uyển Thanh lấy ra giấy chứng nhận, rồi dẫn người thuộc hạ cất bước đi về hướng thang máy trong đại sảnh. Trong đó, Mỹ Linh đang nhai kẹo cao su, trên mặt biểu lộ vẻ hưng phấn, cầm trong tay chiếc hộp dài đựng khẩu súng trường, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn thang máy chưa tắt, đã tới tầng 28, bọn họ nhanh chóng đi ra đến trước cửa phòng, Mỹ Linh cùng Thanh Bình, còn có Uyển Thanh vào cùng một căn phòng. Mỹ Linh cất bước đi vào căn phòng xa hoa, liếc mắt nhìn toàn bộ căn phòng, lập tức đi đến bên cạnh bàn trà, trong nháy mắt mở nắp chiếc hộp trên tay ra, bên trong quả nhiên là chiếc súng trường hiện đại nhất L15A3, cô nhanh chóng cầm lấy thân súng cùng kính ngắm, bắt đầu ngẩng mặt mỉm cười. Thanh Bình lại đi tới bức tường thủy tinh chạm đất, cầm lên một máy cắt lết nhỏ hình tròn, nhẹ nhàng ấn lên mặt kính thủy tinh, chiếc máy cắt lết đột nhiên phát ra tia sáng đỏ hồng không bao lâu sau cô mỉm cười hạ máy cắt lết xuống giữa bức tường thủy tinh xuất hiện một lỗ tròn nhỏ cơn gió ngọt ngào từ bên ngoài lập tức tiến vào tránh ra chấm than ngoặc kép mỹ linh cầm chiếc súng trường đi tới vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng đi lên phía trước đem họng súng nhẹ đặt vào giữa lỗ tròn nhỏ đối diện với cửa sổ chính là hình ảnh tòa nhà hát chính cô khẽ nhếch khóe miệng cười nói tôi xem ai có gan hùm mật báo như vậy các ngươi cứ xuất hiện tôi giết hết Uyển Thanh im lặng không lên tiếng, cũng lặng yên đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay vòng lại ôm bả vai, nghiêm trọng nói, người của chúng ta đã sắp xếp vào trong nhà hát không ít, khi chính phủ thẩm tra đối chiếu tư liệu, mấy người biết phải làm sao rồi đấy. Thanh Bình cười, trong nháy mắt liền mở máy tích sách tay ra, ngón tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, nhìn chăm chăm vào đường nét đỏ hồng xuất hiện giữa màn hình, cô nhanh chóng thực hiện một loạt thao tác, liền xâm nhập vào phần mềm hệ thống của chính phủ, nhìn lướt qua cơ sở dữ liệu của đối phương cô mỉm cười nói bọn họ đang chuẩn bị bắt đầu kiểm tra đối chiếu thân phận quyền thanh trong nháy mắt xoay người nhìn về phía cô thanh bình nhanh chóng múa ngón tay trên bàn phím đem tư liệu về thân phận đã chuẩn bị tốt nhanh chóng thay thế cơ sở dữ liệu vốn có mỉm cười nói thành công hiện tại tất cả bọn họ đều là công dân tốt của đất nước vốn dĩ chính là công dân tốt mà quyền thanh lộ ra nụ cười tươi ngẩng đầu nhìn tòa nhà chính bên ngoài cửa sổ lớn nhớ đến kế hoạch mà lãnh mặc hàn giao cho mình cô nặng nề thở một hơi mới nhàn nhạt nói đêm nay mấy người nhất định phải bảo vệ chỗ này cho thật tốt vâng thanh bình cùng mỹ linh đồng thời gật đầu uyển thanh nghĩ ngợi muốn đi ra ngoài thanh bình lại ấn chặt bộ định vị bên lỗ tai nhanh chóng nói đối phương đã có tín hiệu chấm than ngoặc kép uyển thanh lập tức xoay người đứng sát bên bàn trà khẩn trương nhìn chằm chằm vào máy tính thanh bình lập tức mở tín hiệu ra gõ vào một dòng chữ chuyên môn một âm thanh trầm lãnh vang lên tôi đã phái mười mấy người đàn ông chuẩn bị hầu hạ cô ta chỉ sợ có chết cô ta cũng không chịu mở mồm thế nhưng tôi nghe nhân viên bảo vệ nói rằng khi cô ta vừa ra đến cửa liền đem tờ giấy nuốt vào bụng vậy thì mở bụng cô ta ra nhất định phải tìm được bí mật rượu đỏ từ cô ta một giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên ánh mắt huyền thanh chợt lẽ, nhíu mày nghĩ về câu chuyện này, không hiểu nói, bí mật rượu đỏ. Tôi biết rồi, tín hiệu điện thoại lập tức cắt đứt. Bí mật rượu đỏ, Mỹ Linh nghe lời này, vừa nhai kẹo cao su vừa cười rộ lên nói, một chai rượu đỏ thì bao nhiêu tiền. Có bí mật gì được. Huyền thanh nghe xong, lại cảm giác được chuyện này có điều gì đó không đúng, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của lãnh mặc hàn. Nhà hát, lãnh mặc hàn nhanh chóng đi xuống cầu thang mới vừa bàn bạc cùng trang hạo nhiên một số công việc đang muốn trở về phòng làm việc của mình nghe thấy chuông điện thoại vang lên anh lập tức cầm di động lên ấn nghe rồi đáp nói chấm than ngoặc kép quyền thanh cầm di động xoay người gương mặt hướng về tòa nhà chính nhanh chóng nói lão đại gần đây có người nào tự nhiên biến mất mà người này có quan hệ với rượu đỏ lãnh mặc hàn dừng bước lại trong nháy mắt ngẩng đầu nghiêm mặt nói, đã có chuyện gì xảy ra? Uyển Thanh nhanh chóng đem cuộc nói chuyện vừa rồi nghe lén được kể lại cho Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn lập tức ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt nóng rực, chậm rãi mà nghiêm trọng nói, nói cách khác, đối phương đã truy tra được bí mật rượu đỏ, thậm chí còn tìm được người biết bí mật đó. Rất có khả năng này, chỉ là bọn hắn dường như cũng chưa tra ra được điều gì. Uyển Thanh nhanh chóng nói. Lãnh Mặc Hàn lập tức cúp điện thoại, lại quay người đi về phía nhà hát nhìn thấy trang hạo nhiên vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng ngồi ở vị trí dành cho khách quý cùng tiểu hy văn đang luyện múa cũng đang tươi cười nói chuyện cùng cục trưởng cục cảnh sát anh lập tức đi qua trang hạo nhiên đang cùng cục trưởng cục cảnh sát trò chuyện lại nhìn thấy lãnh mặc hàn với vẻ mặt nghiêm trọng đi tới hai tròng mắt của anh lóe lên lãnh mặc hàn nhanh chóng đi tới bên cạnh trang hạo nhiên quên luôn việc phải chào hỏi cục trưởng cục cảnh sát liền cúi đầu ở bên tai trang hạo nhiên nói một câu hai tròng mắt trang hạo nhiên nhanh chóng lưu chuyển lựa chọn ra một số người sau đó hơi ngửa đầu nhỏ giọng nói với lãnh mặc hàn lập tức phái người tìm hiểu tung tích của tiêu hảo ánh lãnh mặc hàn nghĩ ngợi lập tức gật đầu xoay người rời khỏi trang hạo nhiên ngồi tại vị trí sắc mặt hơi nghiêm trọng nâng ngón tay xoa nhẹ cầm nhớ tới buổi tối nói chuyện tiêu hảo ánh cô nhìn về phía mình với ánh mắt thâm tình còn hạ quyết tâm truy ra tung tích của chai rượu đỏ, chính mình còn khuyên cô ấy không nên đụng tới chuyện này nữa. Mặt trời về chiều, trên bầu trời kia, vẫn còn một mảng ánh nắng chiều, đỏ hồng như màu máu. Nhà kho vùng ngoại thành. Bên trong truyền đến từng đợt âm thanh róc rách ghê người. Bên trong nhà kho âm u, một thân ảnh màu tím nằm nghiêng, mặt của cô bị một dao cứa qua, nước mắt chảy xuống hòa cùng máu loãng, chiếc váy dài rách ra, máu chảy thấm vào khắp nơi, trên cánh tay cánh chân, trên đùi tất cả đều là vết thương. Vừa rồi cô mới bị hắt nước lạnh tỉnh dậy, ánh mắt tuy kinh hoàng nhưng vẫn lộ ra sự kiên quyết, run rẩy nhìn mấy người đàn ông cao to trước mặt, ánh mắt đáng sợ đang tiến về phía mình. Cô thở hổn hển, chịu đựng cơn đau đớn nơi mắt trái, hai tay đầy máu nặng nề chống lên nền xi măng, cố gắng nâng thân thể mặc dù hai chân đã mất cảm giác, từng chút từng chút một, nặng nề thở dốc tức giận la to, mấy người không được tới đây. Nếu như còn dám sằng bậy, tôi đảm bảo mấy người sẽ phải chết hết, có biết tôi là ai không hả? Biết, cô là một nữ phóng viên, người đàn ông cầm đầu lạnh lùng nhìn về phía cô, vô tình cười nói, biết được trong bụng của cô có thứ mà chúng tôi cần. Cho nên, muốn hỏi cô để lấy nó ra. Tiêu hào oánh nặng nề nuốt kha nơi cổ họng, vẫn như cú phẫn nộ ngẩng mặt lên, run rẩy rơi lệ cười nói, ha! Nếu mấy người muốn, đi với tôi lên thiên đường mà lấy. Người đàn ông cầm đầu nghe lời này, đột nhiên cười, khinh bỉ nhìn về phía cô nói cô thật sự không biết sống chết cô theo chúng tôi tới chỗ này còn không thành thật được tôi cũng muốn cho cô nếm thử cái gọi là tư vị của thiên đường rốt cuộc có bao nhiêu kích thích hắn nói hết lời giơ tay lên mấy người đàn ông to cao đứng phía sau nghe vậy liền nhanh chóng cởi bỏ âu phục tháo cả vạt xuống tiêu hào oánh nhìn một màn này thân thể chợt lạnh lẽo cả người run rẩy lui về phía sau những thùng dầu lớn nhìn về phía mấy người đàn ông kêu to, mấy người là đồ cầm thú sẽ không được chết tử tế, không được tới đây. người đàn ông cầm đầu trong nháy mắt giống như dã thú tiến lên, dùng sức xé rách chiếc váy cô mặc trên người. a, à, âm thanh sắc nhọn của tiêu hào oánh vang lên. mang máy quay phim lại đây cho tao. người đàn ông cầm đầu nói xong cũng đã xé hết toàn bộ quần áo trên người tiêu hào oánh, thậm chí xé rách cả áo lót của cô, làm cho thân thể lõa lổ của cô hiện rõ trước ống kính. A, à, Tiêu Hào oánh lại khóc thét, là to. Mấy thân ảnh áo đen chạy như bay vào rừng cây, như những con thú linh hoạt nơi rừng rậm, như tia chớp phi nhanh về phía trước. Một tiếng thét chói tai vang lên, từ trong núi sâu truyền đến. Mấy người áo đen nghe âm thanh đáng sợ này, hai tròng mắt sáng lên tia sáng quỷ dị, hai tay nắm chặt, chạy nhanh về phía trước. Mấy người không được tới đây, tất cả mấy người sẽ không được chết tử tế trong nhà kho kia lại truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Mấy người áo đen lại nhanh chóng phi như bay về phía trước. chương 850, bước cung. Cửa sắt nhà kho phịch một tiếng bị va chạm mạnh mà mở ra. Người đàn ông dẫn đầu vừa muốn tách đôi chân của tiêu hảo oánh ra định đâm thẳng vào, không hiểu sao lại nghe thấy âm thanh phá sập thật lớn này, vừa muốn quay đầu lại, thì trong nháy mắt dường như nghe thấy tiếng mèo kêu, anh ta trừng mắt, liền bị một động vật quái dị đáng sợ lao thẳng về phía mình, anh ta a à một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên cả khuôn mặt cay nhiệt bị chộp tới nát máu tươi nhễ nhại ba người đàn ông áo đen giống như tia chớp đứng dậy trong phút chốc mạnh mẽ đá ngã người vừa muốn rút súng ra tay ném châm gây tê sắc bén làm bọn họ trong nháy mắt mê mang điệp y như mũi tên phóng đến nắm tóc người đàn ông dẫn đầu ngẩng khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của anh ta lên thông qua cây châm đâm vào trong da của anh ta lạnh lùng hỏi nói ai phái mày tới ép buộc tiêu ký giả chấm than ngoặc kép. Hai nữ thuộc hạ, lập tức cầm lên một cái chăn màu đen, đem thân thể run rẩy không một mảnh của tiêu hào ánh, vẻ mặt đang kinh hoàng bế lên, rồi mới để cho hai đàn ông vì cô tạm thời xử lý vết thương. Tiêu hào oánh ngẩng đầu lên, nháy hai mắt kinh hoàng phiếm lệ, trái phải nhìn mấy người áo đen giống như thần chết này, trong mắt chấn động những giọt máu loãng rớt xuống, định hỏi mấy người là ai. Lại vì bị thương quá nặng mà thoi thóp, há miệng ra, lại nói không nên lời chúng tôi là thuộc hạ của tổng giám đốc trang chấm than chúng tôi được phái đến để bảo vệ cô một cô gái trong đó lạnh lùng nhìn cô nói tiêu hào oánh vừa nghe lời này hai mắt lập tức rơi lệ khuôn mắt tràn đầy máu tím đen đau lòng và kinh hoàng còn có cảm kích chỉ là buông xuống sự tủi thân thất thanh khóc giống lên a à, a à, người đàn ông dẫn đầu chịu không nổi sự hủy hoại của loại thuốc này cảm giác cả người dường như bị có nhái sâu bọ chuột mũi bò quanh xung quanh làn da bị đau ngứa trướng sưng càng lúc càng biến dạng mắt chừng như muốn nứt ra cả khuôn mặt bị lõm xuống bị cảm giác thống khổ này thiêu đốt cả người căng cứng lên âm thanh khàn khàn đau đớn không ngừng ngửa mặt hét to cứu mạng a tôi chịu không nổi nữa rồi chấm than ngoặc kép vẻ mặt điệp y băng lãnh cầm lên thuốc giải hai tròng mắt giống như thần chết lãnh đạm mà vô tình nhìn hắn nói nói ai phái mày tới chỉ cần nói ra người sai khiến tao tha cho mày một mạng chấm than ngoặc kép. Cả khuôn mặt người đàn ông này máu thị lẫn lốn, hai mắt nhanh chóng bắn máu, mặt run run rẩy rẩy chừng mắt nhìn Điệp Y, bắt đầu mãnh liệt co quắp, hai tròng mắt vẫn như cũ bộc lộ kinh hoàng, không dám nói chuyện. Vèo. Ngoài cửa một viên đạn nhanh chóng bay qua cửa lớn, lao thẳng đến. Điệp Y trong nháy mắt tóm người này lại để tránh đạn, bình tĩnh nhìn đạn cắm vào trong tường kim loại, đôi con người màu xanh biếc chừng lớn nhìn ra bên ngoài năm nữ hộ vệ giống như mèo tích tắc hét lên một tiếng, nhanh nhẹn từ các cửa sổ trước nhà kho vọt ra ngoài, chia ra tìm kiếm nguồn gốc tiếng súng. Hai tên hộ vệ nhìn về phía bộ dáng người đàn ông này thống khổ lại vẫn như cũ không chịu nói. Trong nháy mắt rút ra một con dao nhỏ sắc bén, một nhát liền hướng đến giữa ngón chân của người đàn ông này cắm thẳng xuống. Sau đó chậm rãi chuyển động thân đao, chỉ một chút sau đã đem đầu ngón chân của anh ta cắt xuống. A, à, thân thể người đàn ông này không chịu được thống khổ ngẩng mặt kêu to giết tôi đi giết tôi đi tôi không thể nói nói ra cũng phải chết chấm than ngoặc kép điệp y làm một bộ dáng như chưa nghe thấy những lời này lạnh lùng giơ cây châm lên nói mày nếu như nói khả năng hiện tại sẽ không chết nếu như mày không nói mày bây giờ nhất định phải chết hơn nữa sẽ chết rất thảm tao thậm chí có thể trong một ngày làm cho người của mày thêm mấy chục lỗ giống như thế này vậy cô nói cho hết lời trong nháy mắt vung lên con dao nhỏ chém sắt như chém bùn, ở trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của anh ta, lại nhanh chóng xuất thủ, trong nháy mắt giống như vết dao hình vóng, rơi trên khuôn mặt người đàn ông này, máu từ vết thương nhanh chóng vọt ra. "A, à, van xin các người, tha cho tôi đi." Người đàn ông thống khổ kêu to, thuốc tiếp tục ở trong thân thể có tác dụng, dưới chân còn đang bị dao đâm xuống, anh ta rốt cuộc chịu không nổi kêu to, "Tôi nói, tôi nói, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi." chấm than ngoặc kép. Người đàn ông áo đen nghe thấy những lời này, trong nháy mắt dừng lại động tác, lại nghiêng người về phía trước, vung lên dao nhỏ, đặt tại cổ họng của anh ta, rạch một vết, đến khi có thể nhìn thấy vị trí cái mạch máu kéo dài sinh mệnh kia, chỉ sợ rằng kéo dài hơn nữa, anh mới lạnh lùng đem dao nhọn này để tới khí quản, vô tình mà tàn nhẫn nói, mày tốt nhất đừng để cho tao nghe những lời nói dối. Tao chỉ cần xuống thêm một chút nữa, mày liền vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nói, Ai phái mày tới, chấm than ngoặc kép. Tôi, tôi, chúng tôi trước kia là thuộc hạ của Hàn Văn Hạo, sau khi thế lực ở Hắc Đạo bị giải tán, mãi cho đến gần đây mới nhận được một nhiệm vụ, chính là muốn đem tiêu ký giả bắt đến, ép buộc cô nói ra bí mật rượu đỏ. Người đàn ông này đau đớn sắp mất hết lý trí, cảm giác dao nhọn lạnh lẽo kia sẽ phải tước mất tính mạng của mình, run run rẩy rẩy lại khai báo, chúng tôi cùng ông ta tiếp xúc thời gian đầu, cũng không biết thân phận của ông ta, thế nhưng có lần tôi cùng ông ấy giao dịch, nghe thấy tôn kính gọi đối phương là phương thiếu gia. Tôi thật chỉ biết đến như vậy, đúng, chính là như vậy. Điệp y lạnh lùng nhìn về phía anh ta, suy đoán lời của có bao nhiêu phần là giả. Tiêu hào oánh khoác khăn tràng đen, rơi lệ thống khổ nhìn về phía người đàn ông kia, tức giận hét thiếu gia. Là ai, chấm than ngoặc kép. Tôi thật biết đến chỉ có như vậy, tôi chỉ là biết bọn họ có thế lực vô hạn. Giết một người như đạp chết con kiến hôi. Người đàn ông này lại thống khổ vạn phần run rẩy nói. Người đàn ông áo đen lạnh lùng nhìn về phía vẻ mặt này của anh ta, trong nháy mắt cầm lên dao nhọn, lại di chuyển đến khí quản của anh ta phát hiện ra có chút kỳ quặc hỏi, nếu như mày không biết anh ta là ai, tại sao lại biết thế lực của anh ta rất lớn. Người đàn ông một trận hoảng sợ nhìn về phía anh. Ánh mắt của Điệp Y nhíu lại. Bởi vì, bởi vì tôi nghe thấy bọn họ nói chuẩn bị muốn làm nổ khách sạn dưới nước, hơn nữa trong quá trình này giết không ít người, chúng tôi. Chúng tôi cũng bị phái đi giết không ít người. Anh ta lại một trận kinh hoàng sợ hãi nói. Làm nổ khách sạn dưới nước, Điệp Y nhàn nhạt nói ra mấy chữ này. Vâng, vâng, anh ta vội vã nói. Bí mật rượu đỏ kia, Điệp Y hỏi lại. Bí mật rượu đỏ, chúng ta cũng không biết, chỉ là theo dõi tiêu ký giả tra ra rượu đỏ bi mất trộm. Hơn nữa cũng bắt được một tên quản lý quán ba năm đó và một tên bộ trưởng, chuẩn bị muốn ép hỏi tình huống năm đó anh ta lại thống khổ thở dốc nói. Quản lý kia cùng bộ trưởng hiện ở nơi nào? Điệp y hỏi lại. Bị bọn họ giấu đi rồi, tôi cũng không biết ở đâu. Tôi thực sự không biết, tôi thực sự không biết. Người đàn ông này nhìn về phía điệp y trong bóng đêm, hai tròng mắt xanh biết càng lúc càng nổi lên sát ý, đáy lòng của anh ta một trận lạnh lẽo, lập tức thống khổ nói, tôi nói, tôi nói. Hình như bị người bóng đêm giấu đi, nếu có người muốn cùng ông ta tiếp xúc, đều dùng văn kiện chúc đến bàn bạc. Điệp y lại nhàn nhạt nhìn về phía anh ta. Đúng, 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 anh ta vội vã hoảng sợ nói. Một trận âm thanh mèo kêu chuyển đến, một người áo đen bị ném vào, phịch một tiếng, rơi xuống đất. Điệp y nghiêng mặt, chạy mất một, bắt được một, người bóng đêm, chấm than ngoặc kép, một nữ thuộc hạ trong đó lạnh lùng cúi đầu, nhìn về phía người nó hôn mê ngã xuống đất, lui thân thể, nét mặt dữ tợn. Người đàn ông áo đen lại dùng dao nhọn để ở cổ họng anh ta, mặt lạnh hỏi nói mày còn biết cái gì người này hai mắt bộc lộ kinh hoàng lại lắc lắc đầu thống khổ nói chính là như vậy dù có giết tôi thì cũng chỉ có như vậy điệp y trong nháy mắt vươn tay hướng vùng trọng yếu huyệt thái dương của người này đập một phát a à, chấm than ngoặc kép nơi não bộ quan trọng bị ăn một đập cả người ngã xuống đất ba nữ hộ sĩ liền cầm lên vải đen đem cả người anh ta bọc lại dùng dây đen nhanh nhẹn trói lại người đàn ông áo đen cũng nhanh chóng bước đi, lấy ra một cái áo màu đen giữa bụi cỏ, đi tới trước mặt tiêu hảo ánh, vì cô phủ thêm, đem cả người cô ôm lấy, chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Cẩn thận, chấm than ngoặc kép, điệp y trong nháy mắt lấy ra súng lục chim ưng, mặt lạnh đứng trên cầu thang. Mặt khác ba nữ thuộc hạ trong tay cầm súng trường cải trang lấy đạn nhét vào trong hộp đạn, lạnh lùng nói, để tôi xem, ai dám ngăn cản chúng ta. Chấm than ngoặc kép, cô vừa nói, lập tức bấm cò, hướng núi rừng tối tăm phía trước nổ súng. Núi rừng phía trước lập tức sáng như ban ngày, mấy bóng đen nhanh chóng lóe lên. Điệp y đã cùng thuộc hạ ôm tiêu hảo ánh, thừa dịp ánh lửa, nhanh nhẹn từ cửa sổ chạy như bay ra, nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm sắc trời bắt đầu tối này. Nhà hát, lãnh mặc hàn trông giữ ở ngoài cửa, nhìn đặc công dắt chó công vụ, khắp nơi người ngửi, sau đó nhân viên công tác nhanh chóng đối chiếu danh sách khách sạn, hai tròng mắt anh lại mãnh liệt lóe ra, còn đang suy nghĩ rõ ràng theo như lời tần vĩ nghiệp, rốt cuộc có hành động thế nào. Di động bỗng rung lên, anh nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, lên tiếng trả lời alo. Chấm than ngoặc kép, điệp y ở trong rừng chạy nhanh như gió, nắm di động nhanh chóng giao kết quả thẩm vấn hôm nay. Lãnh mặc hàn cắn chặt răng khẩn trương nghe, sau khi nghe xong, lại nhanh chóng phân phó, bảo vệ tốt tiêu ký giả, không cho phép cô ấy gặp chuyện không may chấm than ngoặc kép. Vâng, điệp y cúp điện thoại, xoay người, nhìn thấy phía sau người đàn ông áo đen đang ôm chặt tiêu hảo oánh chạy như bay mà đến, đôi mắt xanh của cô trượt lóe nhưng trong nháy mắt dơ lên súng lục trong tay lên, nhắm ngay tiêu hảo oánh. Tiêu hảo oánh ở trong bóng đêm nhìn về phía ánh mắt sâu lạnh kia của Điệp Y, thân thể của cô phát lạnh, rơi lệ gọi, đừng giết tôi. Điệp Y như mũi tên, thẳng đến. Người đàn ông áo đen liền ôm lấy tiêu hảo oánh, nhảy lên trên cành cây, Điệp y lại lánh qua đi thẳng về phía trước, nhắm ngay góc quanh phía trước, bịch bịch vài phát, nói, lập tức mang cô ấy rời đi. Bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ cô ấy ra khỏi rừng rậm này. Chấm than ngoặc kép, trên cây bóng người chạy như bay, không một tiếng động mà đi. Điệp y biến mất ở trong rừng rậm. Tại một nơi khác của rừng rậm, bóng đen chạy vùn vụt vù tới đáng sợ, đuổi theo hướng tiêu hảo Oánh chạy như bay mà đến. Âm thanh đấu súng, vào lúc này vang vọng khắp núi rừng nhà hát trang hạo nhiên tiếp tục cùng ủy viên và phu nhân cười nói ngón tay lại nặng nề trượt trên đầu gối của mình đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra một chút ánh sáng sắc bén di động rốt cuộc rung lên anh nhanh chóng cầm di động đứng lên hơi cười nói câu xin lỗi liền đứng lên ấn nút nói chuyện điện thoại alo phía đối phương truyền đến một loạt câu nói anh trong nháy mắt khiếp sợ ngẩng đầu nghe được tin tức này nhanh chóng đi ra ngoài audio điện tử võ tấn bền hết chương 850